chương 1076 vừa đi vào, Nam Cung Diệt đã hạ đòn sát thủ đối với Phương Hàn. Hắn nhẫn nhịn cục tức này đã lâu. Thân là vô thượng tổ tiên, vừa rồi còn không thê giải khai phong ấn, thể diện mất hết, sau này truyền ra ngoài, khó có thể làm người, trong lòng dâng lên một loại xúc động muốn giết người. Cho nên vừa đi vào liền thấy Phương Hàn ngồi ngay ngắn ở đó, hắn há có thể buông tha. Xác thực đối phương rõ ràng là kim tiên, cũng không phải vô thượng tổ tiên. Thế cho nên hắn lập tức động thủ, một đạo tuyệt học của nam cung thế gia diệt khôi kiếm khí bắn tới muốn chém bay đầu phương hàn đâm thẳng vào thức hải của hắn khiến hắn hoàn toàn diệt vong nhằm báo thù rửa hận diệt khôi kiếm khí được xưng là diệt khôi y trong đó chính là chuyên ám sát vương giả chém chết thủ lĩnh một kích đột ngột giống như thượng cổ thích khách chi vương vận dụng vô thượng ám sát chi đạo chém chết hoàng đế kích sát được ăn cả ngã về không kiếm khí diệt khôi thủ một khi đã phát không ai có thể trốn tránh đom đóm cũng muốn khoai sáng phương hàn mắt thấy kiếm khí sắp tới mi tâm hai ngón tay đột nhiên duỗi ra kẹp lấy đạo kiếm khí này đạo diệt khôi kiếm khí này ở giữa hai ngón tay của hắn thật giống như một đầu linh xà vạn vẹo phát ra tiếng kêu thảm muốn phá không bay ra ngoài thế nhưng không thể thoát khỏi hai ngón tay phương hàn nam cung thế ra diệt khôi kiếm khí tốt rất tốt vừa thấy mặt đã hạ sát thủ muốn giết ta sao ngươi là nam cung diệt siêu việt trên kim tiên là vô thượng tổ tiên cứ như vậy không hề để ý thân phận xuất thủ nếu ta là một vị kim tiên bình thường chẳng phải sẽ bị người giết chết sao phương hàn kẹp lấy diệt khôi kiếm khí dùng chu thiên nghi tinh tế thôi toán một phen lập tức một số pháp quyết huyền ảo từ trên thân kiếm thẩm thấu ra kết cấu các loại phương pháp tu luyện của đạo kiếm khí này đều bị thôi diễn tham tường hết không tới một lần hô hấp pháp quyết tu luyện hoàn chỉnh của diệt khôi kiếm khí đã bị phương hàn lĩnh ngộ thôi diễn ra hiện tại tu vi của phương hàn thần diệu cỡ nào Chu Thiên Nghi cường hoành cỡ nào. Hắn đối với nhận thức võ học cũng đã thông thiên triệt địa. Thôn phệ tám đại đệ tử chấp pháp ngục, trí nhớ của bọn người mục giã quân, kim diệt du, mộ dung sĩ về võ học đều nấu chung một lò. Tinh tế tham ngộ, thôi diễn thần quốc, cơ hồ là các loại đạo lý đều ở trong lòng. Năng lực thôi diễn của Chu Thiên Nghi không cần phải nói. Tự thân thần quốc của Phương Hàn thôi diễn cũng đã thập phần cường hoành rồi. Hai thứ kết hợp, chỉ cần không phải loại cấp bậc như tạo hóa thần quyền, cơ hồ là có thể hoàn chỉnh thôi toán ra. Diệt khôi kiếm khí thoáng cái bị hắn thôi toán ra, bắt đầu tu luyện, tinh thể thần quốc trong cơ thể, đều nổi lên một cỗ kiếm khí cường đại, ngưng tụ ra các loại kiếm, kiếm khí khổng lồ đột nhiên từ phía sau thân thể hắn chém ra. Diệt khôi kiếm khí của ngươi vẫn chưa tu luyện tới nơi tới chốn, quả thực là phế vật. Ta sẽ để ngươi kiến thức, diệt khôi kiếm khí chính thức. Duệt. Bên trong thân thể của Phương Hàn chém ra một đạo kiếm khí lớn không thể lường, giống như thái cổ chi kiếm từ hư không bay ra máu chảy đầm đìa mang theo vô thượng uy nghiêm thái cổ huyết quang lập lòe rất nhiều đầu người hiện ra trong kiếm khí tựa hồ như là đầu của vương giả đã từng bị kiếm khí chém dục đây mới chính là diệt khôi kiếm khí phương hàn vừa ngưng tụ ra vô thượng kiếm khí chi đạo hắn lĩnh ngộ đối với kiếm đạo trước sau dung hợp kiếm khí của thất lạc chi kiếm lại tu luyện du hoàng thánh đạo cùng với đại tôn kiếm khí phi thường tinh diệu trong một sát na liền lĩnh ngộ huyền ảo cuối cùng của diệt khôi kiếm khí khiến bản thân càng thêm hoàn thiện đầu của vương giả ở trong kiếm khí đây là do câu thông với chân lý thái cổ diệt khôi nam cung diệt chứng kiến đạo kiếm khí bổ tới chính mình sắc mặt đại biến tay áo huy vũ từng đạo kiếm khí bắn ra ngoài ngăn chặn đạo kiếm khí của đối phương bịch 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 liên tiếp lui về phía sau ba bước hắn đã thi triển ra nhiều loại võ học tuyệt thế mới ngăn cản được diệt khôi kiếm khí sắc mặt tái đi, không thể tin được nhìn Phương Hàn. Có thể nhìn ra, Phương Hàn kẹp lấy diệt khôi kiếm khí, sau đó đưa chân khí vào, trực tiếp thôi diễn ra huyền ảo của loại kiếm khí này, trong một sát na học thành, đạt tới cảnh giới cao nhất, một kiếm kích sát. Cái loại thủ đoạn vô cùng kỳ diệu này, cũng chưa từng được nghe qua. Hừ, lại một vị trưởng lão của Nam cung thế gia, là Nam cung Diệt sừng sững đi ra, thừa lúc Phương Hàn đánh ra một đạo kiếm khí, trong đôi mắt hắn bắn ra từng vòng quang quyển dường như là từng vòng tròn đồng tâm vậy. Luân chuyển vương nhãn, cư nhiên là luân chuyển vương nhãn. Vị trung niên phu nhân sắc mặt biến đổi khi trông thấy con mắt giống như vòng tròn đồng tâm kia. Luân chuyển vương nhãn này không phải trời sinh mà là tu luyện ra, trong truyền thuyết chính là huyết mạch của Luân chuyển vương lưu lại thánh nhãn thần công, một khi tu thành, tùy ý liếc mắt nhìn người, có thể liên tục thu hút quốc độ, khống chế tinh thần đối phương, thậm chí có thể phục chế trí nhớ, các loại công pháp của địch nhân đây là một loại huyền công vô thượng biến thái muốn chết bàn tay phương hàn vung lên vô số bạch cốt chi khí từ trên không trung ngưng tụ thành một tòa bạch cốt tháp trấn áp về phía nam cung diệt trong tòa cốt tháp có vô cùng hung sát khí tức đại hung giống như đúc cốt thánh thần bí ở trong cốt tháp chính là hư ảnh một tòa cốt tháp do phương hàn hấp thu hai cốt trong bạch cốt trường hà mà phòng chế ra cốt thánh chi tháp thấy được hư ảnh tòa cốt tháp sắc mặt nam cung diệt đột nhiên đại biến từng vòng ánh sáng trong ánh mắt thu liễm lại mãnh liệt lui về phía sau không dám chống lại tòa cốt tháp này giống như thấy quỷ vậy nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha cốt thánh tiền bối không thể tưởng được ngài lại sống như trong thân thể tiểu tử này có việc gì thì từ từ thương lượng vạn lần không nên động nộ khó trách ta nghe nói kẻ này lần này tới mộ huyệt của quỷ vũ thánh quân tìm kiếm bảo bối sau khi trở về công lực đại tăng lại thật không ngờ đã chiếm được truyền thừa của tiền bối Nam Cung Diệt gào to một tiếng, dáng vẻ bệ vệ hoàn toàn biến mất. Hả? Cốt Thánh? Cốt Thánh bài danh thứ hai trong ma đạo thất Thánh. Đúng vậy, tòa cốt tháp này chính là có khí tức của hắn. Khí tức của Cốt Thánh? Cốt Thánh chính là một trong ma đạo thất Thánh, cư nhiên vẫn còn sống. Nghe đồn tại mấy trăm vạn năm thiên giới trước, ma đạo thất Thánh đệ nhất, thương Thánh quyết chiến cùng một vị Thánh tiên của thiên đình. Trực tiếp giết chết đối thủ khiến thiên quân tức giận, buông xuống, ma đạo thất Thánh lập tức tan giã không rõ tung tích, vị cốt thánh này cư nhiên vẫn còn tồn tại. Thi thánh, một trong số ma đạo thất thánh tốn vào thế giới, tìm được truyền nhân, hiện tại truyền nhân của hắn đã làm đệ tử thần của thiên đình. Hắn thật sự là truyền nhân của cốt thánh sao? Vài vị đại nhân vật của Nam Cung Thế Gia, còn có Mễ Hòa, Huyền Kỳ Tú Sĩ, phu nhân trung niên của thiên địa liên minh đều run rẩy lui về phía sau, nhìn Phương Hàn giống như thấy quỷ vậy. Không sai, ta tại loạn thần hải, trong bạch cốt trường hà gặp cốt thánh tiền bối, hắn đang tìm kiếm truyền nhân, sau khi tìm được ta liền truyền thụ cho ta vô thượng thần lực, vô thượng hài cốt chi đạo, còn đem đại quyền trong cốt giới giao tới tay ta. Phương Hàn thu lại tòa cốt tháp nguyên khí, sau đó lạnh lùng nói, Nam Cung hoành mạo phạm ta, chính là mạo phạm cốt thánh. Ta không thể tha thứ, vì nề mặt mũi của Nam Cung thế ra mới để hắn quỳ ở đây, nếu không đã sớm để hắn thần hình câu diệt rồi. Phương Hàn đã gặp qua cốt thánh, trải qua một hồi trao đổi, sau khi trở về, hắn hổ tu tinh tế tham ngộ, cũng biết Hải Cốt chi đạo dùng nguyên khí tự thân ngưng tụ ra cốt thánh, chi tháp tới trấn áp, cực kỳ giống truyền nhân của cốt thánh. Hơn nữa với lực lượng của bản thân, hắn có thể tùy ý xé rách tổ tiên. Mô phỏng ra truyền nhân của cốt thánh cũng coi như không có cái gì. Hiện tại hắn lực lượng của bản thân hắn quá cường hoành, tùy ý giết chết tổ tiên, loại chuyện này quá biến thái, hơn nữa lực lượng lại không rõ ràng, truyền ra ngoài rất dễ khiến một số đại nhân vật chú ý. Thế nhưng hiện tại nhờ vào cái danh truyền nhân của cốt thánh, có thể che giấu một thân lực lượng cùng tu vi. Cốt thánh đại nhân nhưng tại áo lại ở trong thân thể ngươi. Nam cung diệt đã chứng thực xong, thế nhưng đột nhiên lại hỏi. Cốt thánh đại nhân đã nhập diệt, cho nên đã đem tất cả công lực điều truyền cho ta. Phương Hàn lạnh lùng nói, ta đã nhận được vô thượng cốt đạo, sao vậy? Nam cung hoành gây bất lợi với ta, các ngươi chẳng lẽ muốn thay hắn đòi lại danh dự. Nguyên lai cốt thánh đã chết rồi. Nghe thấy cốt thánh đã nhập diệt, vài đại nhân vật của Nam cung thế ra đều thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau song phương đều cảm thấy hung quang trong mắt đối phương lập lòe tham niệm nổi lên hư phong duyên vũ hóa môn là chính phái thiên đình chủ trương ủng hộ chính phái mà cốt thánh chính là đại ma đầu hung ác cùng cực bị thiên đình coi là tả ma ngoại đạo ngươi chiếm được truyền thừa của hắn lại dám ngang ngược vô lý như vậy một vị thái thượng trưởng lão của nam cung thế ra sừng sững bước ra nói với phương hàn xem ra chúng ta phải bẩm báo việc này lên thiên đình để thiên đình tới định đoạn cốt thánh là ma đầu tại mấy trăm vạn năm thiên giới trước đã bi thiên đình trinh phạt đánh cho dầu hết đèn tắt đau khổ gắng gượng đến hiện tại rốt cuộc tội ác trồng chất bị trời phạt ngươi chiếm được truyền thừa của hắn đã là tà ma ngoại đạo rồi ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé nam cung sát sải bước tiến lên đám thái thượng trưởng lão của nam cung thế gia vừa nghe thấy cốt thánh tử vong cũng không còn sợ hãi nữa trong lòng đều nổi lên tham niệm càng ngày càng lớn trước khi chết cốt thánh đã đem tất cả công lực truyền cho phương hàn mà phương hàn chỉ là một đầu kim tiên khẳng định không thể phát huy toàn bộ lực lượng tu hung ác thế nhưng cũng không phải là không thể nào chấn áp hiện tại vài vị thái thượng trưởng lão của nam cung thế ra đều tính toán làm sao có thể chấn áp được phương hàn cướp lấy công lực cốt thánh của hắn một pho tượng kim tiên dù lợi hại thế nào vẫn bị hạn chế bởi cảnh giới lực lượng có hạn cho dù nhận được truyền thừa của thiên quân bất quá cũng chỉ như vây mà thôi hoàn toàn có cơ hội chấn áp đương nhiên nếu như cốt thánh còn sống trong cơ thể phương hàn lại bất đồng nam cung diệt chúng ta không hề có cơ hội cùng nhau xuất thủ mới có thể chấn áp kẻ này nam cung sát truyền thần niệm cho nam cung diệt cốt thánh đã chết tiểu tử này tuy cường đại thế nhưng lực lượng lại không cách nào vận dụng chúng ta có cơ hội chỉ cần chấn áp được kẻ này đoạt được lực lượng trên người hắn chúng ta nhất định sẽ cường đại hơn không phải là không thể được chuyện này khả thi đó đúng vậy nam cung diệt nam cung sát nam cung hiền ta việc nhân đức không nhường ai đâu nam cung nguyên ta cũng muốn diệt sát kẻ này ta cũng không tin hắn có thể đủ phát huy ra tất cả lực lượng của cốt thánh hơn nữa cốt thánh cố kéo hơi tàn qua trên trăm vạn năm thiên giới lực lượng còn lại thì được bao nhiêu chúng ta đột ngột xuất thủ chấn áp kẻ này tất cả cao thủ của nam cung thế gia ở đây tổng cộng có bốn vị đều là vô thượng tổ tiên lúc này đang muốn động thủ chấn áp phương hàn phương hàn sớm đã nhìn ra nhóm người này đang dục dịch nghe thấy cốt thánh đã chết nghĩ thực lực của mình chỉ dừng lại ở bước này trong lòng hắn chẳng qua chỉ âm thầm cười lạnh nói cốt thánh chết là phương hàn không muốn che giấu cấp cho lực lượng của mình một cái lai lịch chết là hết chết không có người đối chứng sẽ dễ dàng hơn là che giấu ở đây nam cung diệt nam cung sát nam cung nam cung hiền tứ đại thái thượng trưởng lão cao thủ cấp bậc tổ tiên nếu như phương hàn dùng toàn lực giết hết thi triển ra 33 lần chiến lực, tạo hóa thần quyền, cơ hồ có thể dễ dàng giết chết bọn ho, một tên cũng không lưu lại. Đây tuyệt đối không phải do hắn khoác lác mà là sự thực. Từ lúc trong huyệt mộ của quỷ vũ thánh quân, hắn có thể giết chết vô thường. Sau khi trở về khổ luyện 10 ngày, thông hiểu hết thảy đạo lý võ học, lợi dụng bổ thiên chân khí tiến hành ma quỷ rèn luyện. Tới hoàng khí lâu còn phế bỏ một vị tổ tiên Âu Dương Sương, cướp lấy pháp tắc tổ tiên, cùng tinh khí toàn thân hắn khiến cho bổ thiên lô biến thành thượng phẩm tiên khí một loạt biến hóa này khiến cho lực lượng của hắn tăng lên rất nhiều hiện tại hắn quả thực giống như lúc trước rất nhiều kỷ nguyên thời điểm khí đạo thịnh hành là một cỗ máy giết chóc thái cổ cường đại nhất chỉ thiếu chút nữa hắn có thể tiến vào cảnh giới tổ tiên một khi tấn chức chính là người nổi bật trong tổ tiên giết trăm người cùng cảnh giới trên cơ bản không thành vấn đề nhưng mà nếu như tại chỗ giết bốn đại tổ tiên này thật sự là quá mức kinh thế hãi tục Phương Hàn tự nhiên sẽ không làm như vậy. Nhưng đám người này muốn chặn giết hắn, đừng hòng. Hừ, các ngươi đều là vô thượng tổ tiên, nhìn chúng thần thông cốt thánh của ta, muốn liên thủ chấn áp ta. Rất tốt, các ngươi đều đi lên đi, nhìn xem có thể làm gì được ta hay không. Chỉ sợ các ngươi không cách nào chấn áp ta, truyền ra ngoài thanh danh sẽ mất sạch. Từ nay về sau không thể gượng dậy nổi nữa. Phương Hàn đột nhiên đứng dậy. Duệt. Con đường vô tận triển khai dưới chân hắn, tuy hắn lù lù bất động, thế nhưng tất cả cao thủ đều cảm giác được nếu công kích hắn nhất định phải xuyên việt qua khoảng cách rất xa muốn chấn áp hắn thật sự là khó khăn đây là loại đạo thuật gì nam cung sát cả kinh cảm giác bản thân mình cũng không nắm chắc có thể chấn áp được phương hàn nếu không được để đối phương chạy ra ngoài tai tiếng thật sự không gánh nổi phương hàn thi triển ra chính là vô thượng thuật kết hợp giữa hành giả vô cương tự do cử biến dùng hợp kỷ nguyên tri đạo mà mình lĩnh ngộ gọi là kỷ nguyên bộ thậm chí không cần đi đi lại lại không gian vô ngân đại địa hải dương thiên không cũng sẽ áp xúc kéo dài dưới chân tiểu tử ngươi cho rằng chiếm được công lực của cốt thánh là có thể kiêu ngạo sao có thể khiêu chiến uy nghiêm của tổ tiên sao ta sẽ nói cho ngươi biết khác biệt cảnh giới là cái gì một kiện pháp kiện pháp bảo nổi lên trong thân thể của nam cung hiền trên người của vài vị đại tổ tiên này không chỉ có lực lượng mà còn có tiên khí cường đại ai dám động thủ đối với đệ tử vũ hóa môn ta Nam cung thế gia là các ngươi sao? ầm ầm. Thời điểm hai bên đối nghịch, đột nhiên thời không mở ra, chuyển tới thanh âm, một đường hầm mở ra trong bao xương cự đại này, hai vị cao thủ nối đuôi nhau mà ra. Đầu tiên đi tới là một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này mặc một bộ đạo bào màu đỏ thẫm, phía trên giường như có vết máu loang lổ, khiến người ta kinh tâm, phụ trợ cho vẻ tàn nhẫn của người trẻ tuổi này. Linh khí tổ linh cường đại tỏa ra trên người, hiện ra tu vi của hắn lại là một vị cao thủ tổ tiên. Vũ Hóa Môn, Đạo Húc Thánh Tử. Trông thấy người này, sắc mặt của tứ đại tổ tiên Nam Cung Thế Gia đều biến đổi. Tốt, tốt tốt, rất tốt. Trong hàng đệ tử hạch tâm của Vũ Hóa Môn chúng ta, cư nhiên xuất hiện nhân tài cường đại như vậy, ta vừa nhận được tin cũng phải lắp bắp kinh hãi. Trực tiếp để thiếu chủ của Nam Cung Thế Gia quỷ xuống, thậy là uy phong, rất uy nghiêm. Đây mới là giai đoạn đầu của đại nhân vật. Lại một thanh âm nữa truyền tới một vị đạo sĩ cũng từ trong khe hở thời không đi vào. Vị đạo sĩ này mặc một bộ y phục màu xanh bình thường, tướng mạo như hơn 30 tuổi, lông mày hợp thành chữ nhất. Thái thượng trưởng lão vũ hóa môn, thần nhất mi. Trông thấy đạo sĩ áo xanh này, sắc mặt nam cung sát một lần nữa biến đổi. Biểu lộ ra trạng thái rất kiên kỵ người này. Trong vũ hóa môn đã tới hai người, một là thánh tử, một là thái thượng trưởng lão. Sau khi đi ra, hai người nhìn Phương Hàn, cao thấp không ngừng dò xét, trên mặt đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Tốt, rất tốt, đây chính là khí vận của Vũ Hóa môn ta. Phong Duyên, ngươi làm tốt lắm. Việc này Nguyên lão hội chúng ta cũng biết rồi, phi thường thưởng thức ngươi. Biểu hiện của ngươi đã có tư cách để thăng làm thánh tử, nhưng mà phải đợi ngươi tấn thăng làm tổ tiên rồi mới tính. Đạo sĩ bộ dáng hơn 30 tuổi thần nhất mi vừa đi ra, như có như không đã thủ hộ trước mặt Phương Hàn, ha ha cười đập mạnh lên bả vai Phương Hàn, thập phần mừng rỡ nói: "Phong Duyên sư đệ, xem ra ngươi sắp đột phá cảnh giới tổ tiên rồi." thánh tử của vũ hóa môn chúng ta lại nhiều hơn một người, tương lai giao chiến cùng các các đại môn phái cũng có thêm một phần hy vọng, hảo hảo tu luyện nhé. Chuyện này cũng không có cái gì, là nam cung thế gia động thủ trước, muốn làm khó ngươi, vũ hóa môn chúng ta nhất định sẽ đấu đến cùng với nam cung thế gia. Người trẻ tuổi đạo húc thánh tử sắc mặt cũng vui mừng, trong mi tâm toát ra một cỗ phong mang không hề che giấu, cũng là một người coi trời bằng vung. Các ngươi nói cái gì? Nghe thấy đạo húc thánh tử nói vậy, nam cung diệt sừng sững đi ra, ánh mắt âm trầm lập lòe, đệ tử phong duyên của Vũ Hóa, các ngươi làm tổn thất thanh danh cùng uy vọng của Nam Cung Thế Gia ta, hơn nữa người mang đạo thống tà ma, việc này không thể bỏ qua. Vũ Hóa môn các ngươi là muốn khơi màu chiến tranh với Nam Cung Thế Gia sao? Chiến thì chiến, ai sợ ai? Đạo húc thánh tử đột nhiên tiến lên hai bước, cái gì mà đạo thống tà ma? Thanh danh uy vọng, hết thảy đều là chó má. Phong duyên nhận được đạo thống của cốt thánh, đó chính là đại khí vận. Phương Hàn cũng hơi sững sờ một chút, không ngờ rằng đạo húc thánh tử này lại mạnh mẽ như thế nhìn như chỉ là một người trẻ tuổi thế nhưng còn kiêu ngạo bá đạo hơn cả mình ngang ngược chỉ ta mới là kiêu hùng đạo húc thánh tử ngươi muốn làm gì muốn chết sao nam cung sát điên cuồng hét lên nam cung thế gia ta còn ở trên cả vũ hóa môn ngươi ngươi ngang ngược cái gì chuyện này nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo thứ nhất giao phong duyên ra đây cho nam cung thế gia cho chúng ta mang về xử trí thứ hai bồi thường cho nam cung thế gia chúng ta ít nhất một cái vương cấp linh mạch chuyện này có thể coi như xong nếu không hậu quả không phải là các ngươi có thể thừa nhận được đâu ha ha thái thượng trưởng lão vũ hóa môn thần nhất mi đột nhiên cười lớn sau đó sừng sững đi ra nam cung thế gia các ngươi điên hết rồi à phong duyên cho các ngươi còn muốn bồi thường một cái linh mạch vương cấp đúng vậy đây là điều hiển nhiên nam cung hiền liên tục cười lạnh bằng không chuyện này nếu để chúng ta kiện tới thiên đình đến lúc đó các ngươi vẫn phải ngoan ngoãn giao phong duyên gia đúng vậy giao phong duyên gia bồi thường một đạo linh mạch vương phẩm nam cung thế gia chúng ta mới có thể buông tha nếu không vũ hóa môn các ngươi đón đợi đại phiền toái đi nam cung hiền nói các ngươi tại sao không đi ăn cướp đi đạo húc thánh tử thoáng cái chờ mình khinh khỉnh nhổ ra một câu làm cho người ta khiếp sợ gì ngươi nói cái gì nam cung diệt nam cung hiền bọn người đều thất kinh tựa hồ không nghe rõ ngay cả ba đại cao tầng của thiên địa liên minh cũng thoáng ngây người. Bọn họ đều là vô thượng tổ tiên, nói chuyện tuy hung ác, thế nhưng chưa từng nói qua ngôn ngữ thô tục, hiện tại đạo húc thánh tử lại phun ra, bọn họ đều không kịp phản ứng. Ta nói, các ngươi hẳn là đi ăn cướp đi, nếm thử mùi thúi sẽ không còn ý nghĩ kỳ lạ đó nữa. Đạo húc thánh tử lại trợn trắng mắt nói, phong duyên, đi, trở lại vũ hóa môn, không nên dây dưa cùng bọn người này nữa. Có chuyện gì hãy để ta gánh. Ngươi, đạo húc thánh tử, ngươi còn là tiên nhân hay không còn là vô thượng tổ tiên hay không cánh tay của nam cung sát run rẩy nói với đạo húc thánh tử sau đó thủ trưởng chấn động trực tiếp bổ một trưởng về phía đạo húc thánh tử muốn giao thủ cùng ta còn sớm lắm sau đó đạo húc thánh tử cũng xuất trưởng vô số địa đồ tiên nhân vũ hóa phi thăng hiện ra trong trưởng phong không ngờ là một chiêu tuyệt học trong phách chủ thăng thiên quyền của vũ hóa môn hai trưởng va cham nam cung sát liền lui về phía sau ba bước lúc này mới ổn định lại không ngờ bị đạo húc thánh tử đẩy lui pháp lực của đạo húc thánh tử ở phía trên nam cung sát pháp lực của kim tiên có khác biệt rất lớn có tuyệt đỉnh kim tiên như đệ tử chấp pháp ngục có thể giết chết trên trăm vị kim tiên bình thường mà tổ tiên cũng giống như vậy chia làm ba bảy loại chẳng lẽ vũ hóa môn thật sự muốn khai chiến cùng nam cung thế gia ta quả thực là phản rồi nam cung diệt tức đến nỗi nổi trận lui đình nhưng cũng không làm gì được đạo húc thánh tử trông thấy một màn này phương hàn âm thầm tán thưởng nguyên bản hắn cho rằng lá gan của mình đã đủ lớn rồi thế nhưng không thể tưởng được lá gan của đạo húc thánh tử lại càng lớn hơn hơn nữa cao tầng của vũ hóa môn rất cường ngạnh đối mặt với áp bách tuyệt không chịu thua nếu khai chiến chúng ta tuy có hai người thế nhưng hoàn toàn có thể giết chết toàn bộ bốn người các ngươi thần nhất mi cũng thể hiện anh vuốt lạnh lùng nói chuyện lần này nam cung thế gia các ngươi đối lý ta cũng không ngại tới thiên đình phân xử được rồi được rồi vũ hóa môn nam cung thế gia đều là vương giả đại phái không nên bởi vì một chuyện nhỏ mà xảy ra chiến tranh thiên địa liên minh chúng ta đứng ra hòa giải hoa thần phu nhân lên tiếng phong duyên người hãy gỡ bỏ phong ấn nam cung hoành ra, sau đó biến chiến tranh thành tơ lụa bồi thường chút ít là được không được không thể bồi thường ngữ khí của đạo húc thánh tử rất sắc bén lần này nam cung hoành động thủ trước khiêu khích phong duyên là nam cung thế gia sai nếu bồi thường phải là nam cung thế gia bồi thường hơn nữa phong ấn cũng không thể mở để nam cung hoành quỷ tại đây ba ngày để người người biết kẻ đối nghịch với vũ hóa môn ta sẽ có kết cục thế nào đương nhiên nếu như các ngươi có bổn sự có thể tự mình đi phá phong ấn đúng vậy thần nhất mi cũng cười nói ta lại có một chủ ý nam cung thế ra các ngươi nếu không sợ mất mặt vậy bồi thường chút ít tỉ như trăm đạo linh mạch cấp một vài trăm triệu cân phật chi gì gì đó chúng ta ngược lại có thể giải khai phong ấn cho nam cung hoành để hắn không phải quỳ nữa nếu không thật là dọa người kiêu ngạo tuyệt đối là kiêu ngạo hai vị cao tầng của vũ hóa môn vô luận là đạo húc thánh tử hay thái thượng trưởng lão thần nhất mi đều kiêu ngạo hơn nhiều so với phương hàn điều này làm cho hắn được mở rộng tầm mắt đúng là tàn nhẫn nguyên bản hắn cho rằng sẽ hòa giải với nam cung thế gia giải khai phong ấn cho nam cung hoành để nam cung thế gia vớt lại chút thể diện lại thật không ngờ đạo húc thánh tử thần nhất mi ác liệt như vậy còn muốn đối phương bồi thường đây tuyệt đối là nắm chắc cơ hội không làm cho đối phương xuống đài không được còn chưa sợ thiên hạ chưa đủ loạn nhưng mà từ đó cũng thể hiện thái độ cường ngạnh không sợ trời không sợ đất vũ hóa môn có chỗ dựa lớn như thế sau này phương hàn làm việc cũng không cần kiêng sợ nữa đạo húc thánh tử thần nhất mi trưởng lão việc này ta xem song phương hay là thôi đi mễ hỏa lão tổ vẫn còn ba phải muốn song phương đều thỏa mãn thế nhưng bốn đại cao thủ của nam cung thế gia cũng đã triệt để động nộ độ. khai chiến khai chiến từ hôm nay trở đi nam cung thế gia ta sẽ khai chiến toàn diện với vũ hóa môn phàm là đệ tử du lịch bên ngoài đều trực tiếp giết chết. Từ nay về sau vũ hóa môn sẽ không có đệ tử dám ra ngoài nữa. Ta sẽ cho các ngươi biết hậu quả khi đắc tội với Nam Cung thế gia. Nam Cung sát cuồng bạo kêu gào. Mẹ nó, các ngươi đây là không muốn sống trở về phòng. Thật muốn khai chiến, ta trước tiên sẽ xử lý bốn người các ngươi trước. Đạo húc thánh tử bước lên, lại muốn cứng rắn ở chỗ này giết chết cao thủ của Nam Cung thế gia. Đúng vậy, dù sao các ngươi đã muốn khai chiến, ta sẽ giết bốn người các ngươi trước thần nhất mi liếm liếm môi, nam cung thế gia muốn đè đầu vũ hóa môn chúng ta, đây chính là một sai lầm lớn. Giết! Trên đỉnh đầu của đạo húc thánh tử xuất hiện vô số hư ảnh tiên nhân phi thăng, khí phách hào hùng phụ trợ khiến hắn như một vị khắp huyết sát thần trong thái cổ. Phương Hàn thấy vậy mà trợn mắt há hốc mồm. Cao tầng của vũ hóa môn, sao mỗi người đều cứng rắn như thế? Cư nhiên không thèm đàm phán, chuẩn bị tại chỗ giết người. Cái này cũng quá bá đạo đi, hắn cũng không có tâm tư mạnh mẽ giết bốn người cao tầng của nam cung thế gia lớn mật nam cung hiền cũng phẫn nộ nói các ngươi chỉ có hai người lại dám kiêu ngạo với chúng ta như thế thật sự là tự mình muốn chết đã như vậy chúng ta đây sẽ giao thủ một lần xem ngọn nguồn là ai giết ai đúng vậy lão phu cũng muốn nhìn xem uy lực bộ pháp bảo mà ta mới tu luyện thành thương tâm cung tuyệt tình tiến sau lưng của nam cung nguyên xuất hiện một đoàn tinh quang yêu diễm trong tinh quang xuất hiện một cây yêu cung cự đại, cao hơn đầu người, lộ ra màu đỏ, dường như là huyết dịch của người thương tâm lưu lại. Mà phía trên yêu cung song song có 10 mũi tên lớn, mỗi một mũi tên đều không giống nhau. Là tuyệt tình tiến, thương tâm cung, tuyệt tình tiến. Tuyệt phẩm do thượng cổ cao thủ của Nam Cung thế gia, Nam Cung thương tâm rèn thành. Có thể quét ngang hết thảy. Mễ hỏa lão tổ giống lên một tiếng. Tuyệt phẩm tiên khí do tỉnh thánh Nam Cung thương tâm tạo nên, hoa thần phu nhân dường như nhìn thấy một vị mỹ nam tuyệt thế vì mỹ nhân mà thương tâm lưu lại huyết dịch hóa thành mũi tên bi thương đâm thủng trái tim người trong truyền thuyết tình thánh của nam cung thế gia nam cung thương tâm là một trong những thiên giới thập đại mỹ nam tử tu vi đến cảnh giới thánh tiên không biết bao nhiêu thiếu nữ vì hắn mà điên đảo nhưng mà người này khổ luyến vương công chúa hoàng phủ phi vụ của thần châu tịnh thổ tình sử của hai người có thể nói là sông cạn đá mòn nhưng mà trong một lần chiến đấu, Hoàng phủ phi vụ đã hương tiêu Ngọc vẫn, từ đó về sau Nam cung Thương Tâm cả đời không lấy vợ. Thậm chí ngay cả tuyệt phẩm đạo khí cỡ này cũng lấy ra, thi triển ra mũi tên này có thể quét ngang tổ tiên. Thân thể của Huyền Kỳ đều không yên ổn run lên. Tới đi. Đạo Húc Thánh tử, thần nhất mỹ, các ngươi đều tới đi. Thương Tâm cung, tuyệt tình tiến chính là do tuyệt thế thánh tiên Nam cung Thương Tâm lão tổ truyền lại, các ngươi đều tới đi, để ta nhìn xem các ngươi làm thế nào giết chúng ta muốn khai chiến với chúng ta là do các ngươi nói đó tiếp theo có chết cũng nên tự trách mình không có mắt nhé nam cung nguyên giữ tợn cười hừ nam cung thương tâm cũng là một tên phế vật ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được mỗi ngày đứt từng khúc ruột gan thân thể đã bị phế đi đạo húc thánh tử không hề sợ hãi đây cũng chỉ là một kiện tuyệt phẩm tiên khí mà thôi tưởng là vương phẩm sao nếu như là vương phẩm tiên khí ta dứt khoát sẽ rời đi không phải vương phẩm tiên khí ngươi cũng không thể đi được tuyệt phẩm tiên khí vẫn đủ có thể quét sạch hai người các ngươi nam cung nguyên nói không phải hai người mà là ba chúng ta vũ hóa môn đệ tử kết thành một khối có vinh cùng hưởng có họa cùng chia thương tâm cung tuyệt tình tiến cũng không có gì đặc biệt ầm ầm thân thể của phương hàn trong lúc nói chuyện đã vọt lên sau đó đại địa dưới chân kéo dài vô hạn cả người hắn lập tức tan biến chỉ một cái sát na đã xuất hiện bên người nam cung nguyên dường như thiên quân buông xuống đột nhiên tung ra một quyền, kinh lực bạo tạc, làm cho Nam Cung sát, Nam Cung diệt, Nam Cung hiền ở chung quanh liên tiếp lùi về phía sau, cư nhiên không cách nào ổn định thân thể. Nam Cung Nguyên kêu thảm một tiếng, cả người bay ngược ra ngoài, mà ánh mắt của Phương Hàn lại bạo xạ tinh mang, trên bàn tay phát ra thần quang, vận mệnh trường hà lập lòe trong tay, trực tiếp bổ ra một chảo chộp tới đoàn tinh mang sau lưng Nam Cung Nguyên, lập tức bắt lấy thương tâm cung, tuyệt tình tiến. Hắn lại muốn cứng rắn cướp kiện pháp bảo này, đây là một bộ tuyệt phẩm tiên khí, uy lực vô cùng, nếu như một khi thi triển ra, chỉ sợ đúng thật nó có khả năng diệt sát tổ tiên. Trừ phi là Phương Hàn thi triển ra 33 lần chiến lực, nếu không rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương. Thế cho nên Phương Hàn đột nhiên phát động một kích lôi đình đánh lén. Thực lực bây giờ của hắn có thể chém chết tổ tiên, đấu chính diện cũng có thể dùng một chiêu giết chết, huống chi là đánh lén. Nam Cung Nguyên bị một chiêu đánh bại, còn chưa kịp thúc giục uy lực của bộ tuyệt phẩm tiên khí đã trực tiếp bị đánh bay. Nam Cung Nguyên mặc dù là vô thượng tổ tiên, thế nhưng không có khả năng phát huy ra hết uy lực của tuyệt phẩm tiên khí. Tổ tiên chỉ có thể dùng được tổ linh pháp tắc của mình để rèn thượng phẩm tiên khí. Tuyệt phẩm tiên khí chỉ có nguyên tiên, thánh tiên mới có thể rèn. Đương nhiên tổ tiên cũng không thể thúc giục được toàn bộ uy lực của tuyệt phẩm tiên khí. Đúng lúc này Phương Hàn trực tiếp diệt sát cướp lấy tuyệt phẩm tiên khí. Đạo húc thánh tử, thần nhất mi đã kiêu ngạo như thế, mà hắn đã giải thích lực lượng trong cơ thể mình, vậy không cần kiêng kỵ gì nữa cho dù xảy ra chuyện gì cũng có thể đẩy lên trên người cốt thánh, chỉ cần không thi triển ra tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, sẽ không có ai hoài nghi hắn. Bảo bối tốt. Phương Hàn vừa chộp vào tinh mang liền cảm giác được lực lượng cường đại bắn ngược ra, trong đầu hắn lập tức hiện lên một bộ tranh vẽ, một bạch y nam tử dung nhan tuyệt thế quả thực là làm cho chúng sinh điên đảo, chỉ tiếc một đầu tóc trắng, trong trạng thái khóc thảm buồn khổ, bi thương trái tim tan nát. Nam tử này đứng trên đỉnh núi, mặc cho đại phong quét qua, một cỗ khí tức nứt tim nứt phổi từ trong thân thể hắn truyền ra. Đột nhiên hắn tự hồ như cảm thấy cái gì đó, đôi mắt mở ra nhìn về phía Phương Hàn. Phương Hàn lập tức cũng cảm thấy ruột gan như đang đứt thành từng khúc, trái tim bị xuyên qua, bị chém đứt. Đây là nguyên linh lạc ấn của tình thánh lưu lại, thật cường đại. Ta không thể áp đảo. Đây là ý chí của thánh nhân. Chấp niệm của thánh nhân. Trong lòng Phương Hàn mãnh liệt lay động. Hỏi thế gian tình là gì? Mà khiến người sinh tử tương hứa, ầm ầm nguyên linh lạc ấn của tỉnh thánh nam cung thương tâm trong thức hải của phương hàn từng bước đi tới trong miệng ngâm thi từ thương tâm gần chết phương hàn đều cảm giác được qua mỗi một câu thi từ thần niệm của mình phẳng phất như bị cắt vô cùng đau đớn đây là so đấu giữa tâm ý hoàn toàn không quan hệ với lực lượng đây cũng là so đấu chấp niệm người nào chấp niệm càng mạnh người đó sẽ thắng chấp niệm của tỉnh thánh thật đáng sợ phương hàn đang muốn vận khởi ý chí mạnh nhất của mình để chống lại thế nhưng đúng lúc này trong hư không tối tăm chuyển đến một cỗ ý chí cường đại đột nhiên tiến vào trong đầu hắn hóa thành hình thể hình thể này cao lớn khí tức còn mạnh gấp trăm ngàn lần so với hình thể của nam cung thương tâm còn mang theo ý chí hỗn loạn hỗn loạn thiên quân phương hàn hết sức quen thuộc với cỗ ý chí này thoáng cái đã biết đây là trong tối tăm ý chí của hỗn loạn thiên quân buông xuống trợ giúp mình ý chí của hỗn loạn thiên quân đã từng xuất hiện qua trong phút chốc phương hàn tấn chức thiên tiên từ đó tới giờ vẫn may danh ẩn tích thế nhưng lúc này lại đột ngột xuất hiện ầm ầm hỗn loạn thiên quân hỗn loạn thiên quân vừa hàng lâm nguyên linh lạc ấn của nam cung thương tâm đã bị bức bách nát bấy cái gì mà chấp niệm đạo thuật điều hóa thành cho bụi hỗn loạn thiên quân là thái cổ thiên quân thiên tri quân vương vô định khắp nơi cùng giống như vĩnh hằng hỗn độn tai nạn thiên quân sống qua rất nhiều kỷ nguyên hỗn độn một phần lạc ấn của thánh nhân nho nhỏ há có thể cản được cho dù một đám ý niệm cũng có thể phá hủy thánh nhân chân chính. Răng rắc, ý niệm của Nam Cung Thương Tâm vừa bị phá, Thương Tâm Cung, tuyệt tình tiến liền rơi vào trong tay Phương Hàn, tất cả hào quang nội liễm, hoàn toàn co rút lại, dường như đã trở thành pháp bảo của Phương Hàn. Ý niệm của hỗn loạn thiên quân đã biến mất vô tung, dường như chưa từng xuất hiện qua vậy. Thế nhưng trong lòng Phương Hàn xuất hiện một cỗ ý niệm, vị tuyệt đại thiên quân này đã tới thiên giới. Hỗn loạn thiên quân nhiều lần trợ giúp ta, cũng không biết là vì cái gì, Bất quá ta cảm thấy thiện ý rõ ràng, cũng không biết hắn tại rất nhiều năm trước vì sao lại thoát ly khỏi Thiên đỉnh. Rất nhiều ý niệm chợt lóe lên trong đầu hắn. Phương Hàn đánh bay Nam Cung Nguyên, cướp lấy Thương Tâm Cung, tuyệt tình tiến cũng chỉ trong sát na, ý niệm giao phong cũng không ai nhìn rõ, cho nên không biết. Ý niệm của Hỗn Loạn Thiên Quân buông xuống, vô ảnh vô hình, trực tiếp thẩm thấu tiến vào não hải của Phương Hàn, cho dù có thiên quân khác ở đây cũng không thể phát hiện ra, huống chi là đám người này. Mọi người nhìn tới phương hàn thoáng cái đánh bay nam cung nguyên cướp lấy thương tâm cung tuyệt tình tiến hai kiện pháp bảo trong một sát na hai kiện pháp bảo kia bộc phát ra một hồi thần quang kịch liệt thế nhưng sau một khắc đã bị phương hàn áp chế xuống hoàn toàn phục tùng cái này thương tâm cung tuyệt tình tiến có nguyên linh của nam cung thương tâm lão tổ khác ở trong đó căn bản không cách nào cướp đi được cho dù thánh tiên đồng dạng chỉ sợ mất thời gian rất dài mới có thể áp chế được chẳng lẽ cốt thánh truyền ý niệm lại cho hắn thương tâm cung tuyệt tình tiến chính là trí bảo của nam cung thế gia súc sinh đáng giận đám cao thủ của nam cung thế gia thấy một màn như vậy đều giống như bị tâm thần gào lên ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé hư các ngươi còn muốn giao thủ với ta trong bàn tay phương hàn bạo xạ ra một đoàn tinh mang thương tâm cung tuyệt tình tiến lại tách ra ánh sáng trói lọi thoáng cái bay lên đại cung cùng tên dài yêu dị nhằm ngay tứ đại tổ tiên của nam cung thế gia không tốt, mau lui. tứ đại tổ tiên của nam cung thế gia đều lui về phía sau. bọn họ biết rất rõ uy lực của thương tâm cung tuyệt tình tiến, mắt thấy kiện tuyệt phẩm tiên khí khủng bố này chống lại chính mình, đám người đều từ điên cuồng biến thành sợ hãi. hào khí tại chẳng diện nghiêng về một phía. ha ha, tốt. phong duyên sư đệ, làm tốt lắm. xem ra ngươi chẳng những nhận được toàn bộ lực lượng của cốt thánh, hơn nữa còn chiếm được ý chí của hắn, đây chính là một bước lên trời đó. Đạo húc thánh tử thấy một màn như vậy cũng hồi phục lại tinh thần. Thương tâm cung, tuyệt tình tiến, tuyệt phẩm tiên khí, uy lực tuyệt luân. Tốt, rất tốt, cũng đủ có thể đền bù tổn thất lần này. Tốt. Thần nhất mi cũng trầm trồ khen ngợi, mặt mày hớn hở, một bộ tuyệt phẩm tiên khí này coi như đồ bồi thường đi, hiện tại các ngươi có thể lăn. Ân oán giữa vũ hóa môn chúng ta cùng nam cung thế gia đều xóa bỏ, ngươi. Phong duyên. Mau giao thương tâm cung, tuyệt tình tiến ra đây, nếu không ngươi tuyệt đối chết không có chỗ chôn đâu. Sau khi lão tổ Nam Cung thương tâm chúng ta đi ra, ngươi sẽ hoàn toàn diệt vong đó. Chẳng lẽ ngươi muốn dẫn xuất thánh nhân ra? Nam Cung sát giận dữ hét lên. Hừ, có bản lĩnh cứ tới vũ hóa môn ta mà đòi lại. Phương Hàn vừa chuyển tay, cung tiễn dục dịch chuẩn bị bắn đi, tứ đại tổ tiên sợ tới mức lại liên tiếp lui về phía sau. Thánh nhân tuy lợi hại, thế nhưng vũ hóa môn ta cũng có. Nam Cung thương tâm tới, chúng ta tuyệt không sợ hãi. Triển khai giết chóc cùng vũ hóa môn cùng chúng ta, cũng không ai sợ đâu. Đạo húc thánh tử vô cùng cứng rắn nói, các ngươi còn không mau cút đi. Tốt, tốt, tốt. Bây giờ chúng ta đi, nhưng các ngươi cứ chờ đó. Nam cung sát, tứ đại tổ tiên hoảng hốt rời đi. Đối mặt với Phương Hàn, bọn họ đã hoàn toàn mất đi dũng khí chiến đấu. Chúc mừng, chúc mừng sư đệ đã lấy được một kiện tuyệt phẩm tiên khí. Đạo húc thánh tử vỗ tay tán thưởng, tổ tiên bình thường cũng khó có được kiện bảo bối này nhưng mà hiện tại bị hạn chế bởi cảnh giới sư đệ còn không có khả năng phát huy ra toàn bộ uy lực của kiện bảo bối này phải mau chóng tấn chức tấn thăng đến cảnh giới tổ tiên mới phát huy ra một nửa uy lực lúc đó cũng đã rất lợi hại đúng vậy phong duyên cảnh giới kim tiên ngay cả thượng phẩm tiên khí cũng không thúc giục được chơi nói chi là tuyệt phẩm tiên khí còn nữa nam cung thế gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ sau này ngươi phải cẩn thận một chút mau mau tấn thăng tới cảnh giới tổ tiên địa vị của tổ tiên hoàn toàn bất đồng so với kim tiên hơn nữa lực lượng sai biệt như trời với đất có thể dễ dàng bảo vệ kiện bảo bối này thần nhất mi cũng cảnh báo ừm ta sẽ mau chóng tấn chức phương hàn biết hảo ý của hai người nhưng mà hắn cũng không hề lo người của nam cung thế ra tới gây phiền toái cho mình chủ nhân của thương tâm cung tuyệt tình tiến nguyên linh lạc ấn của nam cung thương tâm bị đánh tan bản thân nam cung thương tâm tự nhiên sẽ biết là cấp bậc gì gây nên nam cung thương tâm mặc dù là thánh nhân thánh tiên thế nhưng không biết kém hơn mấy ngàn vạn dặm so với loại cấp bậc như hỗn loạn thiên quân, hỗn loạn thiên quân xuất thủ, hắn biết lợi hại, tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ gì quá đáng đối với mình, cũng không dám đi thiên đỉnh bẩm báo gì đó, bởi vì hắn không dám nhúng tay vào tranh đấu giữa thiên quân. Thiên quân tùy tiện động thủ cũng có thể bóp chết hắn. Nam cung thế gia nếu như thức thời thì nên phong tỏa chuyện này là tốt nhất. Trong lòng vô thượng rất rõ, sau lưng mình có hỗn loạn thiên quân sừng sững, thậm chí còn chung kết thánh vương đứng ở sau lưng, nếu quả thật có thế lực lớn nào đó muốn đối phó với chính mình chị sợ hai vị cao thủ này sẽ âm thầm bảo hộ tuy chung kết thánh vương bị phong ấn thế nhưng nhân vật bậc này không sai biệt lắm đã siêu việt hơn thiên quân khẳng định có các loại pháp môn tới bảo hộ mình phương hàn mặc dù biết bản thân cũng là quân cờ của đám đại nhân vật thế nhưng hắn cảm thấy thiện ý của đám đại nhân vật tựa hồ cũng không phải muốn lợi dụng chính mình hắn tu thành kỷ nguyên tri đạo có vô thượng thôi toán còn có năng lực thấy rõ tâm linh thật ra vừa rồi đối mặt với nguyên linh của vị tình thánh lão tổ nam cung thương tâm này bản thân mình cũng có đủ lực lượng đánh tan nguyên linh trong đó gạt bỏ lạc ấn thu lấy để mình sử dụng thế nhưng hỗn loạn thiên quân lại buông ý chí xuống đó là vì cái gì chẳng lẽ là cảnh cáo nam cung thế gia hoặc là nói cho ta biết hắn đã đi tới thiên giới muốn che chở cho ta phương hàn âm thầm tự hỏi nếu như là vậy ta chẳng phải có thể quét ngang thiên giới rồi sao hỗn loạn thiên quân là nhân vật mà ngay cả lôi đế thiên quân cũng không thể làm gì được, không riêng gì như thế, Vĩnh Hằng, Tai Nạn, Hỗn Độn Thiên Quân đều không thể làm gì được hắn. Hiện tại Tiên Vương ở thiên giới, Tạo Hóa, Khởi Nguyên, Chân Lý Tiên Vương dường như đã đều biến mất, không biết tung tích. Lợi hại nhất thiên giới chính là Thiên Quân, một vị Thiên Quân tương đương với đại sát khí, có thể khiến bất luận kẻ nào đều vô cùng kiêng kỵ. Nhưng mà tuy Hỗn Loạn Thiên Quân cố ý che chở ta phát triển, thế nhưng cũng không thể ỷ lại vào người khác, tu vi của ta nhất định phải lần nữa tăng lên mới có thể chính thức hoành hành trong thiên địa, hơn nữa hiện tại chuẩn bị đến đại tái đệ tử hạt giống Hạch Tâm Thiên Đình, xuất hiện rất nhiều thiên tài khiêu chiến, còn có nghĩa nữ của Vĩnh Hằng Thiên Quân đến quan sát, ta cũng phải đi xem một chút, nếu quả thật chính là Yên Thủy Thiên, vậy phải nghĩ biện pháp để gặp nàng. Hiện tại chuyện tình tất yếu mà phương hàn, phải làm là đến xem rốt cuộc nghĩa nữ của Vĩnh Hằng Thiên Quân có phải là Yên Thủy Thiên hay không. Sư đệ, sư đệ đạo húc thánh tử trông thấy phương hàn vẫn không nhúc nhích cho rằng hắn xảy ra chuyện gì vội vàng kêu gọi a à, đạo húc sư huynh ta không có vấn đề gì phương hàn phất phất tay chuyện tới bây giờ trên cơ bản đã giải quyết xong bất quá ta muốn tấn thăng tới vô thượng tổ tiên nhất định phải chuẩn bị một chút mua sắm đại lượng phật chi của phật đà kim tiên tổ tiên nguyên tiên thánh tiên thì càng tốt ta có được truyền thừa của cốt thánh tích xúc thập phần to lớn đột phá cảnh giới sẽ càng khó hơn người thường nhiều đúng vậy Cốt Thánh chính là một trong những thượng cổ ma đạo thất thánh, uy danh hiển hách, tuy bị Thiên Đình đánh bại, thế nhưng hung danh rung động thái cổ. Nhất định là thời điểm hắn dầu hết đèn tắt đã truyền thụ công lực cho ngươi, nếu tại thời điểm toàn thịnh, thân thể ngươi căn bản không thể dung nạp được lực lượng của hắn. Đạo Húc Thánh Tử nhìn Phương Hàn, nói: "Ừm, thời điểm Cốt Thánh truyền thụ công lực cho ta, nói hiện tại lực lượng của hắn không bằng một phần vạn lúc toàn thịnh." Phương Hàn vừa vận đem lai lịch lực lượng của mình giải thích một lần, từ giờ trở đi sẽ không để bất luận kẻ nào hoài nghi, nhưng mà lực lượng này ta vẫn không thể dung nạp, đến bây giờ còn chưa luyện hóa hết. Cốt Thánh chính là người rất sớm đã tu thành thánh tiên, còn trên nghìn lần tu vi của chúng ta, Phong duyên sư đệ ngươi không bị nổ mạnh đã coi như kỳ tích rồi. Có thể để ta nhìn xem lực lượng trong cơ thể ngươi hùng hồn cỡ nào hay không?" Thần Nhất Mi nói. Hắn mặc dù là thái thượng trưởng lão trong môn phái, thế nhưng cũng quen kêu Phương Hàn là sư đệ, như vậy càng thêm thân thiết một chút phương hàn vội vàng đưa tay ra để thần nhất mi nắm lấy một cỗ lực lượng của thần nhất mi trực tiếp dung nhập vào trong thân thể phương hàn toàn thân hán lập tức chấn động liền nhìn thấy tại trong thần quốc của phương hàn một tòa cốt tháp vô cùng cự đại uy nghiêm mênh mông có thể chấn áp vạn phương tòa cốt tháp này như cảm thấy có người đang thăm dò đột nhiên chấn động một đạo bạch cốt trường hà hiện ra trong hư không hung hăng tập kích về phía thần nhất mi bịch 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 thân thể thần nhất mi liên tiếp lui về phía sau trên thân thể xuất hiện một tầng bạch cốt lao lung muốn hoàn toàn phong ấn hắn hắn vội vàng vận khởi pháp lực toàn thân chấn động vô số bạch cốt đều bị đánh văng tung tóe trên mặt hắn lại hiện ra thần sắc vui mừng tốt phong duyên sư đệ quả nhiên là cốt thánh truyền thừa không hề tầm thường nhưng mà ngươi còn chưa đủ để vận dụng lực lượng muốn luyện hóa cần phải thời gian dài nữa nguy hiểm thật phương hàn âm thầm kinh hãi bởi vì tại khi thần nhất mi trợ giúp hắn cũng đã thôi toán ra pháp lực của người này cực kỳ thâm hậu, tối thiểu phải gấp đôi Âu Dương Sương, hơn nữa thâm sâu khó lường, tu vi đạt tới tình trạng nhìn trộm chu thiên vạn vật, dưỡng dục ra vạn phương cảnh giới, thiếu chút nữa đã bị đối phương nhìn ra manh mối. May mắn là lực lượng của hắn vô cùng cường hoành, trực tiếp ngưng kết thành cốt tháp, chấn bay thần nhất mi ra ngoài. Nếu không thật đúng là đã bị đối phương bắt được manh mối, nhưng mà hiện tại đã không còn vấn đề gì nữa, đã vượt qua khảo nghiệm. Phong duyên sư đệ, ngươi cần bao nhiêu Phật chi cấp bậc kim tiên? Muốn tới phòng đấu ra à? Trên người ngươi có đủ linh mạch chưa?" Đạo Húc Thánh tử nói, nếu không đủ mà nói, ta có thể cho ngươi mượn một chút. Đến lúc ngươi tấn thăng làm tổ tiên, thực lực siêu cường, sẽ có nhiều cơ hội kiếm lấy linh mạch, trả lại cho ta. "Không cần, trên người của ta có rất nhiều tài phú." Phương Hàn trông thấy Đạo Húc Thánh tử thập phần hào sảng, cũng không che giấu, bàn tay khẽ động, một đoàn quang huy nhu hòa hiện ra, cư nhiên là một đoàn nguyên khí vương cấp linh mạch thập phần nồng đậm tương đương với hơn 10 đạo nguyên khí của linh mạch cấp 1. Vương cấp linh mạch. Sắc mặt đạo húc thánh tử ngẩn ra, chẳng lẽ sư đệ ngươi ở trong huyệt mộ của quỷ vũ thánh quân chiếm được chỗ tốt gì? Đúng, ta đã thu được một đạo vương cấp linh mạch, hiện tại phong ấn trong cốt tháp, đương nhiên là do cốt thánh lão nhân gia hắn thu. Phương Hàn lại thổi ra châu, cái gì cũng đều đổ lên trên người cốt thánh. Cốt thánh lão nhân gia hắn nói ta muốn tấn thăng tới vô thượng tổ tiên, cần có vô tận linh khí, nhất định phải có một đao vương cấp linh mạch mới đủ vương cấp linh mạch. Vô luận là thần nhất mi, đạo húc thánh tử, còn có mễ hòa lão tổ, hoa thần phu nhân, huyền kỳ tú sĩ đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Cho dù tài phú của vô thượng tổ tiên cũng không có một đạo vương cấp linh mạch. Vương cấp linh mạch là căn cơ của một đại phái, tương đương với hơn 10 vạn, thậm chí trên trăm vạn đạo linh mạch cấp một tụ lại. Số lượng tài phú này không biết có thể đổi lấy vật gì. Phương Hàn có thể có được một đạo vương cấp linh mạch trong hàng đệ tử của Vũ Hóa Môn, thậm chí cả thánh tử có thể nói là tài phú đệ nhất. Đương nhiên loại ra một số thánh tử thâm tàng bất lộ, chiếm được chỗ tốt không xuất hiện. Nguyên lai sư đệ có vương cấp linh mạch trong người, chúng ta đây lo lắng thừa rồi. Tùy tiện muốn mua gì thì mua nha." Đạo Húc thánh tử thở dài nói. Trong lúc mấy người nói chuyện, đột nhiên ghế lô phía dưới trong phòng đấu giá vang lên thanh âm, "Đấu giá bắt đầu, đấu giá hội bắt đầu rồi." Rất nhiều người trong ghế lô bí ẩn từ trên cao nhìn xuống phòng đấu giá cự đại phía dưới phong đấu ra phía dưới xuất hiện một quốc gia giống như vòng tròn đồng tâm lại dường như là tế đàn rất nhiều cao thủ của thiên địa liên minh bay lên từng kiện từng kiện pháp bảo lộ ra trong khoảng thời gian ngắn bảo khí vút lên trời vạn đạo thụy khí cùng lúc đó từng cái vạc lớn được khiêng lên trong đó tràn đầy phật chi có phật chi cấp bậc huyền tiên phật chi bán kim tiên nhưng mà những linh lực này cũng không tính là cường hoành mạnh nhất chính là từng vạc lớn mỡ phật đà cấp bậc kim tiên mặc dù chưa được thiêu đốt Thế nhưng chỉ ngửi thôi cũng đã có tác dụng khu trừ tâm ma, giữ yên tâm linh. Tu vi càng cao, tâm ma lại càng nặng, bình thường tuy dựa vào pháp lực cao thâm ngăn chặn, thế nhưng khi tu luyện tới mấu chốt, tất cả tâm thần, pháp lực đều trùng quanh, lúc này các loại mặt trái của tâm tình sẽ bạo phát ra, khiến người tẩu hỏa nhập ma. Tu vi càng cao tẩu hỏa nhập ma càng sâu, càng nguy hiểm. Ví dụ điển hình nhất chính là cao thủ cấp bậc thiên quân, thiện ác tịnh vương Phật. Sau khi điên cuồng, không phân biệt tốt xấu, trực tiếp giết người nhưng mà người tu luyện nếu có được đại lượng Phật chi thiêu đốt, tại thời điểm tu luyện sẽ giảm bớt rất nhiều tỷ lệ tẩu hỏa nhập ma, cho nên Phật chi tại thiên giới cơ hồ ngoại trừ nguyên thủy đan, linh mạch ra chính là đồng tiền mạnh nhất. Phật chi là đồ tốt, phong duyên sư đệ, thời khắc sung yếu trùng kích cảnh giới tổ tiên, ảo giác sẽ trọng sinh, nhất định phải đốt Phật chi lên mới có thể bình tâm lại. Năm đó ta từ cấp bậc kim tiên trùng kích cảnh giới tổ tiên, phải chọn vẹn chuẩn bị 2 tỷ cân Phật chi Phật đà cấp bậc kim tiên, còn có 9000 cân Phật chi cấp bậc tổ tiên, vì vậy mà phải bán hết toàn bộ pháp bảo trên người, thậm chí còn điên cuồng làm nhiệm vụ, trọn vẹn qua hơn một ngàn năm thiên giới, thậm chí còn chắp vá lung tung bốn phía, mượn cả linh mạch mới mua được lượng Phật chi mình cần, tích góp từng tí một mới đủ linh khí, cuối cùng ra sản lụi bại, nợ nần trồng chất. Đến hiện tại mới trả hết đó. Đạo húc thánh tử liên tục cảm thán, phong duyên sư đệ có thể nói là rất may mắn, có được vương cấp linh mạch, mua cái gì cũng không cần phải lo. Đạo húc sư huynh, thần nhất mi sư huynh muốn mua cái gì, ta có thể mời khách phương hàn rộng lượng nói hai người này tính cách hảo sảng sau này có thể giúp mình rất nhiều thánh tử thái thượng trưởng lão mới chân chính là cao tầng của vũ hóa môn là vận mệnh của cả một môn phái với tu vi hiện tại của phương hàn trở thành cao tầng của vũ hóa môn cũng là chuyện sắp tới hiện tại bắt đầu quan hệ tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt a à, phong duyên sư đệ đã mời khách ta đây cũng không khách khí trái lại vừa rồi phong duyên sư đệ thu bộ tuyệt phẩm tiên khí thương tâm cung Tuyệt tình tiến, giá trị tối thiểu cũng lên tới vạn đạo linh mạch cấp 1, thậm chí còn hơn. Chúng ta cũng ăn theo chút. Đạo húc thánh tử cũng không hề khách khí, sát sát tay. Gần đây tình hình của ta cũng có chút khó khăn, muốn mua chút đồ vật. Thái thượng trưởng lão thần nhất mi cười nói, Phong duyên sư đệ đã mời khách, chuyện này thật không còn gì bằng, chỉ cần ngươi không đau lòng là tốt rồi. Ha ha. Phương Hàn ha ha cười, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta thích. Tiền hết rồi lại đầy, có cái gì mà đau lòng với tu vi của ta đến lúc đó tùy tiện đi cướp lấy linh mạch cũng rất dễ dàng thiên giới to lớn như thế rất nhiều vùng đất nguy hiểm đều có linh mạch tồn tại lấy không hết dùng không cạn các ngươi cứ tận tình tiêu đi sư đệ là người sảng khoái sau này có việc gì cứ lên tiếng là được thần nhất mi đạo húc thánh tử liếc mắt nhìn nhau trịnh trọng nói trừ đại nhân vật có thể tiến vào trong phòng đấu giá phòng chữ thiên của thiên địa liên minh chúng ta đều là những cao thủ mong rằng mọi người tuân thủ quy củ của thiên địa liên minh, ai trả giá cao hơn, người đó sẽ được. Đúng lúc này, giữa trong phòng đấu giá truyền tới thanh âm. Nói chuyện chính là một vị lão giả, lông mày, tròm dâu đều bạc trắng, thế nhưng thân hình cao lớn, dáng người như núi, cốt cách có xu thế chống trời. Đây cũng là một vị siêu việt kim tiên, tu vi vô thượng tổ tiên, hiển nhiên tới chủ trì đấu giá hội. Phong duyên công tử, vị này chính là cao thủ chân tránh của thiên địa liên minh chúng ta, sơn khâu lão nhân, hoa phụ phu nhân nhìn phương hàn căn bản đã coi hắn là vô thượng tổ tiên nếu lúc trước hắn là cao thủ cấp bậc kim tiên nàng tuyệt đối sẽ không nói gì thế nhưng hiện tại bất đồng phương hàn chiếm được truyền thừa cốt thánh giơ tay nhấc chân đủ có năng lực chống lại tổ tiên cho nên nàng vô cùng khách khí sơn khâu lão nhân này rất mạnh nghe đồn hắn dùng tay không liền xé rách viễn cổ đại lực man thần cơ hồ bách chiến bách thắng trong đám người cùng cảnh giới đạo húc thánh tử hắc hắc tán thán nói ta lại muốn thoáng cái lĩnh giáo thần quyền của hắn vậy sao thánh tử nếu có ý, chờ đấu giá hội kết thúc, tìm một cơ hội có thể so chiêu cùng sơn khâu lão nhân. Huyền kỳ tú sĩ mỉm cười nói, đấu giá bắt đầu rồi. Kiện bảo bối thứ nhất, các ngươi nhìn kìa. Thần nhất mi gầm nhẹ nói, ánh mắt của mọi người chăm chú nhìn xuống giữa phòng đấu giá. Người của thiên địa liên minh đã mang ra một kiện bảo bối, dựa theo lệ cũ, kiện bảo bối đầu tiên cùng cuối cùng trong đấu giá hội không được là kỳ chân. Ánh mắt của Phương Hàn Trái lại không nhìn về phía bảo bối, mà dùng thần niệm vô thanh vô thức xoay tròn trên không trung, cũng cảm giác được trong bao xương chuyển tới ánh mắt cường hoành. Có thể tiến vào phòng chữ thiên này đều là cao thủ, nhân vật vô thượng, nhưng mà mỗi một ghế lô đều bị ngăn cách, căn bản không thể nhìn ra bất kỳ động tĩnh gì, chớ nói chi là thấy mặt người. Cũng may thần niệm của Phương Hàn chỉ hơi quét qua, căn cứ vào một số ánh mắt có thể vận dụng thâu thiên, chi đạo thoáng mô phỏng ra hình người. Hắn vừa quét qua, thâu thiên thuật căn cứ vào khí tức của ánh mắt, rồi đưa vào trong chu thiên nghi thôi toán tinh thể thần quốc cũng không ngừng thôi diễn rất nhiều đại nhân vật ngồi ngay ngắn trong bao xương hiện ra trong đầu hắn ghế lô của các đại nhân vật cũng không ngăn được hắn hiện tại tu vi của hắn nước lên thì thuyền lên vận dụng thâu thiên chi đạo vô thượng tổ tiên cũng không phát giác được ong 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 một hồi thanh âm như ong mật bay ra khỏi tổ từ trong phòng đấu giá truyền ra là nguyên khí phương hàn cũng lắp bắp kinh hãi đã thấy kiện bảo bối thứ nhất không ngờ là một tảng đá khối đá này bình thường không có gì lạ dường như là du thạch bình thường của tiên giới, trên mặt có rêu xanh loang lổ, còn có một cỗ khí tức tăng thương của lịch sử lưu lại. Nhưng mà ở giữa tảng đá này lại tỏa ra một cỗ khí tức vô thượng, dường như là trí tôn buông xuống vậy. Hơn nữa hoa văn trên tảng đá còn ẩn chứa huyền bí của đại đạo tiên thiên. Phương Hàn cảm giác được trong khối đá này ẩn chứa một cỗ đạo lý huyền ảo, tựa hồ như đại nhân vật nào đó đã từng ngồi ở trên đó ngộ đạo. Đây là một khối ngộ đạo thạch, lai lịch rất lớn, trong truyền thuyết là thượng cổ linh hoàng từ thánh nhân tu hành tới trí tiên đã ngồi ở trên đó trong đó có đại đạo trí lý của thánh nhân trí nhân nếu như ngồi trên đó tu luyện có thể làm tăng tốc độ tu luyện tăng cảnh giới sơn khâu lão nhân chỉ vào khối ngộ đạo thạch phát ra thanh âm ông ông ngộ đạo thạch của linh hoàng thứ này rất quý đạo húc thánh tử trả sát tay vẻ mặt hâm mộ hận không thể đi xuống cướp đoạt tới tay ngộ đạo thạch nói là một tảng đá thật ra lại phi thường to lớn, giống như một căn phòng cao hai ba trượng vậy. Đúng vậy, ngồi trên đó tu luyện có thể ngộ đạo. Linh hoàng ngộ đạo thạch này thật sự chân quý, lần này cư nhiên thiên địa liên minh đem nó ra đấu giá. Không biết là vì cái gì? Phải biết rằng ngồi trên đó tu luyện, làm ít hưởng nhiều, tiến triển nhanh chóng, cho dù một con lợn cũng có thể hóa thành thiên tài. Giá trị rất lớn. Ta nhất định phải mua được nó, không biết thứ này có giá bao nhiêu. Rất nhiều thần niệm truyền ra, đều có lòng quyết ý mua lấy khối linh hoàng ngộ đạo thạch này. Thượng cổ thiên đình, rất nhiều trí tiên được xưng là chư hoàng. Tại thiên đình một cái quy củ, phàm là tu luyện tới cảnh giới trí tiên đều có thể xưng là hoàng. Du hoàng, hư hoàng, hy hoàng, trăm ngàn hoàng giả, liên hợp cùng một chỗ sáng tác ra chư hoàng vũ kinh truyền lưu đến nay. Hiện tại khối ngộ đạo thạch này chính là thứ mà linh hoàng đã ngồi trên đáo ngộ đạo từ thánh tiên tu đến trí tiên, giá trị cực lớn, không thể đo lường giá quy định là 50 đạo linh mạch cấp 1. Trông thấy rất nhiều nhân vật sợ hãi than, sơn khâu lão nhân phi thường vừa lòng, đại thủ mở ra, trực tiếp báo giá. Cái giá 50 đạo linh mạch cấp 1 vừa ra, hiện trường lập tức không khí trầm mặc ngắn ngủi. Nói thật ra giá trị này bằng với một nửa gia sản của tổ tiên rồi. Phương Hàn giết Âu Dương Sương, lão tổ cũng chỉ thu được hơn 300 đạo linh mạch cấp 1 trên người hắn mà thôi. Đừng xem Phương Hàn động một chút lại dùng mấy trăm đạo linh mạch cấp 1 để mua sắm, nhưng thật ra đây đều là thứ hắn cướp được trong bảo tàng, nếu không hắn cũng không có tiền mà mua bán. 50 đạo linh mạch cấp 1, có thể sáng lập ra 50 môn phái như thiên tuyển đại môn phái. 50 đạo linh mạch mua một tảng đá, ngộ đạo thạch mặc dù tốt, thế nhưng dù sao cũng chỉ là công cụ phụ trợ tu luyện. Không thể khiến cho người ta một bước lên trời, cũng không thể tăng sức chiến đấu. Dùng 50 đạo linh mạch cấp 1 để mua, quả thật có điểm không đáng. Không đâu, linh hoàng ngộ đạo thạch này công hiệu còn hơn xa giá trị của nó khẳng định có rất nhiều đại nhân vật đều mơ tưởng. Đạo húc thánh tử phất phất tay. Hắn vừa dứt lời, không khí trầm mặc liền bị phá vỡ. 60 đạo linh mạch cấp 1. Ta muốn. 70 đạo. 80. 100. Nguyên một đám đều lên tiếng trả giá, trầm mặc ngắn ngủi, sau đó chính là bão tố. Phương Hàn thấy một màn này mà trợn mắt há hốc mồm, nhưng sau đó trên mặt lại hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Giá vẫn tiếp tục tăng. Trong thời gian ngắn ngủ một nén nhang, đã đạt tới trình độ khủng bố 300 đạo linh mạch cấp 1. Linh hoàng ngộ đạo thạch này xem ra thật sự chứa huyền diệu bên trong. Có lẽ thật có thể giúp ta tu luyện tới cảnh giới tổ tiên, hơn nữa nhìn hơn nữa nhìn đạo húc thánh tử, thần nhất mi đều nóng lòng như thế, sau khi ta mua cho bọn họ tu luyện, cũng là lựa chọn không tồi. Thần niệm của Phương Hàn vừa chuyển, chậm rãi báo giá. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 500 đạo linh mạch cấp 1. Phương Hàn chậm rãi báo giá, mọi người ở toàn trường đều chấn kinh. 500 đạo linh mạch cấp 1, không có mấy người có thể đem ra. Linh hoàng ngộ đạo thạch tuy giá trị rất lớn, thế nhưng dù sao cũng chỉ là một công cụ phụ trợ tu luyện, làm cho người ta có thêm cơ duyên mà thôi, hoặc là thể làm cho người ta tăng lên cảnh giới, tốn 500 đạo linh mạch cấp 1 để mua, cái này khiến rất nhiều người không thể không cân nhắc. Trọn vẹn trải qua thời gian một nén nhang lặng ngắt như tờ, không còn có người báo giá. Còn có người trả hơn 500 đạo linh mạch cấp 1 không? Nếu không có, vậy khối linh hoàng ngộ đạo thạch này sẽ thuộc về vị khách nhân kia." Sơn Khâu lão nhân hỏi liên tiếp vài lần cũng không có người trả thêm, cuối cùng mới chậm rãi tuyên bố linh hoàng ngộ đạo thạch thuộc về Phương Hàn. Nhưng mà thời điểm Sơn Khâu lão nhân tuyên bố quyền sở hữu của khối linh hoàng ngộ đạo thạch, chỉ báo là người ở lô ghế số 7, cũng không báo tên phong duyên gia. Phong đấu giá của Thiên Địa Liên Minh đưa ra thông lệ này rất hợp lý, bởi vì nếu không chỉ sợ sau khi đấu giá kết thúc, một số người sẽ không cam lòng chặn đường giết người cướp của không biết lai lịch của người mua như vậy, giết người cướp của cũng không dễ làm. Khối linh hoàng ngộ đạo thạch, thật lớn thông qua đường hầm thời không được đưa tới trước mặt Phương Hàn. Hoa thần phu nhân huyền kỳ tú sĩ mễ hòa lão tổ đều đứng lên, phong duyên đạo hữu, khối linh hoàng ngộ đạo thạch này thuộc về ngươi rồi, hy vọng ngươi càng ngày càng tinh tiến. Nói hay, đây là số lượng nguyên khí 500 đạo linh mạch, các ngươi kiểm lại đi. Phương Hàn duỗi tay, một đoàn nguyên khí từ trong trí thiên môn phi ra, tùy y biến hóa thành 500 đạo vương giả chi khí như, Tiểu Long bay lượn trên bàn tay, Phương Hàn chia vừa đủ, đúng 500 đạo linh mạch cấp 1. Ba đại cao thủ kiểm lại một hồi, cuối cùng đều gật gật đầu, trong ánh mắt hiện ra quang mang kinh ngạc. Chiêu thức ấy của Phương Hàn biểu hiện ra năng lực thôi diễn cực kỳ cường hoành, thủ đoạn điều khiển nguyên khí tinh diệu, nếu như loại cao thủ này dùng thủ đoạn để thổ nạp luyện khí, vậy quả thật là quá kinh khủng. Đạo Húc sư huynh, nếu ngươi đã thích Linh Hoàng Ngộ Đạo Thạch, vậy tạm thời tu luyện xem hiệu quả thế nào. Phương Hàn cũng không thu Linh Hoàng Ngộ Đạo Thạch vào trong thần quốc mà phất tay nói với đạo húc thánh tử. Thật sao? Vậy ta cũng không khách khí nữa. Đạo húc thánh tử giống, như một con đại mã hầu màu hồng thoáng cái nhảy lên trên linh hoàng ngộ đạo thạch, bắt đầu ngồi xuống chính thức tu luyện. ầm ầm Một cỗ khí thức hoàng giả trí tôn khôn cùng từ trên linh hoàng ngộ đạo thạch truyền ra. Hư ảnh của linh hoàng hiển sau lưng của đạo húc thánh tử, từng đạo từng đạo hoa văn đại đạo đan vào nhau, liên tiếp tạo thành thần đồ, trôi nổi bất định trên đỉnh đầu. Trong thần đồ, hiện ra giang sơn vạn dặm, càn khôn xã tắc, lê dân bách tính, tiên thiên bát quái, các loại đồ hình. Trong linh hoàng ngộ đạo thạch có rất nhiều khí tức huyền ảo, toàn bộ đều thẩm thấu tiến vào trong cơ thể của đạo húc thánh tử. Hai tay đạo húc thánh tử đánh ra một đạo bí quyết huyền ảo, thiên biến vạn hóa, tựa hồ như đang tu luyện một loại võ học cực kỳ cường hoành. Ông, cuối cùng đạo húc thánh tử mạnh mẽ đứng thẳng dậy, cả người toát ra khí tức quân lâm thiên hạ, tay kết thành một loại pháp ấn kỳ quái, người ngón tay uốn cong như long hình, một pho tượng đại quân thừa long ngự phong qua lại như con thoi trong mây mù, áp đảo trên đại địa thương thiên. Một cỗ khí thế cường hoành từ trên thân thể đạo húc thánh tử bạo phát ra, bức bách khiến mễ hỏa lão tổ ba người liên tiếp lui về phía sau, khiến ba người không kiềm chế được kinh ngạc trong lòng. Đại quân ấn, vô thượng thủ ấn do tổ tiên thượng cổ vũ hóa môn, hoa thiên quân lưu chuyển xuống, có thể bổ nứt bầu trời, phát huy ra 10 lần chiến lực. Hoa thần phu nhân kinh hãi nói, ha ha, đúng vậy, trên mặt đạo húc thánh tử hiện ra thần sắc vui mừng, ta tu luyện đại quân ấn này đã rất lâu rồi, nhưng vẫn chậm chạp không tiến bộ, không nghĩ tới hôm nay nhờ vào linh hoàng ngộ đạo thạch, cư nhiên có thể phá tan bình cảnh, một bước lên trời, đại quân ấn này một khi luyện thành có thể diễn hóa ra vô tận ảo diệu, chiến lực cũng sẽ tăng lên gấp mấy lần. Chúc mừng sư huynh, chúc mừng sư huynh, Phương Hàn vỗ tay nở nụ cười, Nhất Mi trưởng lão, không bằng ngươi cũng lên tu luyện một phen, nhìn xem có thành quả gì hay không, hay là thôi đi. Đạo húc sư đệ tu luyện đại quân ấn vẫn chậm chạp không thể đột phá, nhờ cơ duyên xảo hợp gặp khí thức của linh hoàng ngộ đạo mới có thể thành công, võ học của ta chưa đến bình cảnh, vẫn phải tinh tế tham ngộ. Phong duyên sư đệ người hãy thu lại linh hoàng ngộ đạo thạch này đi, chờ sau khi chúng ta trở lại vũ hóa môn sẽ tinh tế tham tưởng tiếp. Thần nhất mi thái thượng trưởng lão nói, tốt lắm, đến lúc đó ta phải hướng hai vị sư huynh giải đáp một số nan đề tu luyện rồi, tranh thủ sớm đạt tới cảnh giới vô thượng tổ tiên. Phương Hàn vung tay áo, liền thu Linh Hoàng Ngộ Đạo thạch vào trong thần quốc, một cỗ nguyên khí rót vào trong đó, Chu Thiên Nghi cùng thần quốc của bản thân bắt đầu thôi toán. Thoáng cái thôi toán, vô số đại đạo áo nghĩa, khí tức của Linh Hoàng liền biến thành tin tức mênh mông, giống như trường hà rót vào trong thức hải. Trong thức hải của Phương Hàn, hình thể của Linh Hoàng được diễn hóa ra, thậm chí thần thông bình sinh tu luyện đều bắt đầu ngưng kết, nhưng vẫn thập phần mơ hồ, không thấy rõ lắm. Thật ra với năng lực thôi toán của Chu Thiên Nghi, nếu quả thật đạt tới các bậc tạo hóa thần khí, vậy cho dù căn cứ vào một đám của linh hoàng, có thể tạo ra được một linh hoàng chính thức. Cho dù hiện tại Chu Thiên Nghi chỉ là trung phẩm tiên khí, cũng có thể làm cho hư ảnh linh hoàng không được đầy đủ ngưng kết ra, thôi toán được càng nhiều cảm ngộ đại đạo. Xem ra bước tiếp theo nhất định phải đem Chu Thiên Nghi hóa thành thượng phẩm tiên khí. Phương Hàn âm thầm định lượng, chỗ tốt của Chu Thiên Nghi rất nhiều, nó có thể hoàn toàn thôi toán ra một môn thần thông không trọn vẹn, không đầy đủ, thậm chí lạc ấn đại đạo cũng có thể thôi toán ra đầy đủ tinh thể thần quốc trong cơ thể ta cũng có khả năng thôi toán càng ngày càng hoàn mỹ hơn tinh thể thần quốc trong thân thể phương hàn theo tu vi tăng lên cũng phát sinh biến đổi cảnh giới càng cao mỗi một viên tinh thể lại càng thêm hoàn mỹ đến cuối cùng sẽ hóa thành tạo hóa thần khí bước tiếp theo hẳn là nên trở về tu luyện trực tiếp luyện hóa xuyên tâm cung tuyệt tình tiến dung nhập vào trong tam thập tam thiên trí bảo hiện tại tác dụng của hai kiện bảo bối này không thể nào bằng tam thập tam thiên, trí bảo. Sau khi tam thập tam thiên trí bảo biến hóa thành thượng phẩm tiên khí, chiến lực mới có thể gia tăng, siêu việt hơn 33 lần. Tỉnh táo tự hỏi, Phương Hàn bày ra các khả năng tu luyện của mình, từ trong đó sàng lọc ra phương pháp tu luyện thích hợp nhất cho bản thân. Xuyên tâm cung, tuyệt tình tiến chân chính là tuyệt phẩm tiên khí, giá trị không thể đo lường, cũng rất khó luyện hóa, nhưng mà chỉ cần một khi luyện hóa xong, tam thập tam thiên, Chí bảo nhất định sẽ có rất nhiều kiện tấn thăng làm thượng phẩm tiên khí. Đến lúc đó, chiến lực của Phương Hàn sẽ lại tăng lên mấy lần. Đó là cục diện gì? Chỉ sợ là có thể vô địch trong đám người tổ tiên. Chí bảo tiếp theo. Lúc Phương Hàn tự hỏi, thôi toán đạo lý huyền ảo trên mặt linh hoàng ngộ đạo thạch, trong phòng đấu giá ở dưới lại bắt đầu mang lên kiện bảo bối thứ hai. Kiện bảo bối thứ hai là ba kiện nhuyễn kiếm thượng phẩm tiên khí tử sắc, sát khí kinh thiên. Một bộ ba kiên liên tiếp thành kiếm chân, cơ hồ có thể tiêu diệt bất cứ nguyên khí nào của cao thủ cùng cảnh giới. Nhưng mà Phương Hàn cũng không có hứng thú đối với bộ pháp bảo này, cho nên cũng không tham gia đấu giá. Cuối cùng, để một vị cao thủ ở lô ghế 30 dùng 15 đạo linh mạch cấp 1 mua đi. Kế tiếp hơn 10 kiện bảo bối, có rất nhiều vương phẩm tiên đan, có rất nhiều điển tịch bí mật tu đạo, có thiên địa kỳ chân, thậm chí còn có một số bảo bối có hình thù kỳ dị, giống như cái hũ man tộc mà hắn mua, chỉ biết là kỳ chân. Vật phẩm thần bí, cũng không biết rốt cuộc là có tác dụng gì, đây tùy vào mắt người mua mà phán định có người tốn rất nhiều tiền đấu giá được thứ gì đó trên một kỷ nguyên nhưng mà linh khí đã bị tổn hại toàn bộ ngoại trừ có chút kỳ dị ra cái gì cũng không có có người lại hao tổn rất ít tiền mua được thứ chân bảo kinh thế hãi tục những lần đấu giá kế tiếp phương hàn cũng không xuất thủ mua bán bởi vì những bảo bối này cũng không có chỗ nào đáng để hắn động tâm có một số vật phẩm thần bí dường như là chân phẩm còn sót lại trên một kỷ nguyên đáng tiếc hoàn toàn không có bất cứ tác dụng nào nhận thức đối với bảo vật có chu thiên nghi cùng thần quốc tự thân thôi diễn trên cơ bản hắn có thể đại khái nhìn ra bí ẩn trên bảo bối cũng không hề kém so với một số giám bảo đại sư thiên giới ừm một số bảo bối rất kỳ quái có một số chỗ huyền diêu đột nhiên lúc này đạo húc thánh tử phát ra một tiếng kinh ngạc ánh mắt phương hàn lập tức nhìn xuống phía dưới lúc này bảo bối đem ra đấu giá là một khối viên cầu lớn không thua gì linh hoàng ngộ đạo thạch dường như là nội đan của một đầu thú vương cự đại gì đó viên cầu còn đang không ngừng ngọ nguậy, huyết nhục trên mặt mơ hồ tản mát ra sinh cơ cường hoành. Trong rất nhiều bao xương đã xuất hiện thần niệm bắn phá ra, thăm dò thứ đồ giống như nội đan của thượng cổ thú vương. Phương Hàn cũng không ngoại lệ, ngay từ đầu hắn phát giác ra thứ này không có chỗ nào huyền diệu, tưởng là một viên nội đan, thế nhưng thần niệm của hắn vừa thẩm thấu tiến vào sâu trong nội đan, lại phát hiện lúc này ở sâu trong nội đan có bao vây một vật thần bí gì đó, vật thần bí kia cao lớn hơn hình thể người lớn một chút, Dường như là nguyên hạch của nội đan, lại dường như là vật chất khác. Đây là một viên nội đan. Sơn Khâu lão nhân mở miệng, là một vị nguyên tiên đánh chết một đầu cự thú trong Thiên Minh Hải Dương, nội đan được moi ra từ trong bụng của đầu long kình này. Đầu long kình này cực kỳ cường hoành, chiến đấu suốt 3 giờ với vị nguyên tiên kia, cuối cùng mới bị hàng phục giết chết, thực lực đúng là kinh thiên động địa. Trong nội đan có một vật thể kỳ quái mà đầu long kình này nuốt phải, nhưng luyện thành huyết nhục, tu luyện mà thành. Mọi người không nên bỏ qua thường nghĩ coi, Long Kình có thể so sánh cùng Nguyên Tiên, sẽ mạnh mẽ cỡ nào? Long Kình nuốt một kiện đồ vật cổ quái, tu luyện mà thành, có thể so sánh cùng Nguyên Tiên. Phương Hàn ngẩn ra, cẩn thận thôi toán, đột nhiên thần sắc chấn động, bởi vì hắn đã phát giác được một tia tạo hóa chi lực. Trong nội đan của Long Kình chính là một khối tàn phiến tạo hóa thần khí. Trong nội đan của đầu Long Kình, ở sâu trong hạch tâm là một cỗ tàn phiến cổ quái, cư nhiên là một khối tàn phiến tạo hóa thần khí điều này làm cho tâm tình của phương hàn thoáng cái trở nên kích động ở chỗ sâu trong nội đan cự đại khối tàn phiến tạo hóa thần khí này còn lớn hơn cả khối tàn phiến giống như tượng nữ thần mà phương hàn lấy được trong hoang vu cổ thành nhưng mà tàn phiến của tạo hóa thần khí bị nội chiến liệt long kình tu luyện trải qua rất nhiều tuế nguyện khí tức bị che giấu một số hoa văn thần bí cũng đều bị yêu khí dày đặc bịt kín hỗn tạp không chịu nổi khiến cho phương hàn thoáng cái cũng khó có thể nhận ra nguyên bản chu thiên nghi rất nhảy cảm khi thôi toán tạo hóa thần khí gặp được một cái là có thể nhận ra ngay thế nhưng hiện tại lại bị khí tức của nội đan ngăn cách nếu không phải phương hàn thôi toán thật sâu vậy khó có thể nhận ra rất tốt tàn phiến của tạo hóa thần khí vốn rất khó phân biệt cao thủ không thể bình thường khó có thể nhận ra hiện tại ta cũng phải rất khó khăn mới có thể nhận ra khối tàn phiến này cho dù dám bảo đại sư tới chỉ sợ cũng vô kế khả thi không thể nhận ra điều này càng dễ cho ta mua được tới tay khối tàn phiến tạo hóa thần khí mà nội chiến liệt long kình nuốt vào này còn gấp đôi so với khối tàn phiến trong hoang vu chi thành sau khi luyện hóa thân thể của ta sẽ đạt tới tình trạng gì tam thập tam thiên trí bảo sẽ lại lần nữa trở nên cường hoành chắc chắn tâm tình tâm tình phương hàn kích động thế nhưng vẫn giữ tỉnh táo yên lặng theo dõi kỳ biến nội đan của nội chiến liệt long kình này ẩn chứa yêu lực cực kỳ cường hoành nhất là còn có chứa khí tức của thượng cổ long thần thật ra huyết mạch nó còn thuần khiết hơn nhiều so với thiên long là một chủng tộc cường đại nhất dưới trướng hải hoàng nhưng mà nội đan này đối với ta mà nói hiệu quả cũng không lớn chẳng lẽ sư đệ muốn sau khi luyện thành đại quân ấn thần thái của đạo húc thánh tử vô cùng tốt ta muốn rèn luyện một kiện trí bảo long tộc cần những tài liệu liên quan tới long tộc cho nên đương nhiên muốn nội đan của nội chiến liệt long kình này phương hàn tự nhiên nói trí bảo long tộc trên người sư đệ có trí bảo long tộc khó trách ta có một loại cảm giác dường như sư đệ là thái cổ long thần chuyển thế thần nhất mi thoáng kinh ngạc, không biết là trí bảo long tộc gì vậy. Tự nhiên là chi bảo long tộc trong truyền thuyết, bát bộ phù đồ. Phương Hàn phất tay, một tòa bảo tháp nho nhỏ xuất hiện trong tay. Trong đó có vạn con cự long bay lượn. Phương Hàn biết, lúc này đã là thời điểm nên lộ ra bí mật về bát bộ phù đồ. Chỉ cần không để lộ ra tam thập tam thiên trí bảo, tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Tại thiên giới, cũng có một số nhân vật thần bí tu luyện bát bộ phù đồ, cũng không chỉ có một người là hắn. Sau khi để lộ ra, sau này có thể quang minh chính đại sử dụng hay a à, bát bộ phù đồ mọi người lắp bắp kinh hãi đạo húc thánh tử nhảy dựng lên đây chính là một kiện vô thượng trí bảo sau khi luyện thành sẽ có uy lực thống nhất long tộc cự đại họa lớn trong lòng thiên giới thiên giới đầu tiên là thần tộc tiếp theo là phật giới long giới nếu như sư đệ có kiện bảo bối này sau khi thiên đình biết chỉ sợ sẽ hiệu triệu sư đệ đi thảo phạt long giới sư đệ trong truyền thuyết từ khi hồng hoang tổ long biến mất đã không cách nào có thể luyện thành kiện pháp bảo này nữa. Mỗi một lần tế luyện sẽ bạo tạc. Thậm chí đồng quy vu tận, có rất nhiều đại nhân vật ở thiên giới đã tế luyện kiện bảo bối này, thế nhưng đều bị nổ mạnh, bản thân lại đầy thương tích. Đương nhiên có một số người lợi dụng vô thượng tiên chân ổn định nguyên khí, có thể luyện thành. Thế nhưng điều rất chân quý, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, sư đệ tự mình luyện thành hay là thế nào? Thần nhất mi hỏi, ta cũng nhờ dưới cơ duyên xảo hợp mà luyện thành thôi nhưng mà xin hai vị sư huynh không nên để lộ ra ngoài phương hàn nói đó là tự nhiên nhưng mà bát bộ phù đồ này giờ vẫn là trung phẩm tiên khí muốn luyện thành thượng phẩm tiên khí không biết phải mất bao nhiêu tài liệu tiêu hào rất nhiều khó có thể tưởng tượng hơn nữa mỗi lần tăng cảnh giới đều trải qua một lần nguyên khí tẩy dừa thập phần nguy hiểm động một chút lại nổ mạnh ta xem sau khi sư đệ tấn chức tổ tiên ngàn vạn lần không nên tiếp tục rèn luyện bát bộ phù đồ này nữa quá mức nguy hiểm đi theo ta biết vài vị đại nhân vật của thiên đình cũng tế luyện bát bộ phù đồ, có người thậm chí còn tế luyện đạt tới tình trạng tiếp cận vương phẩm tiên khí. Thế nhưng đột nhiên nổ mạnh, ngay cả thân thể cũng biến thành cho bụi. Ta biết, ta sẽ cẩn thận. Tuy nói như vậy, thế nhưng Phương Hàn lại biết, hiện tại chính mình đã có tổ vu kính, phù lục thế gian tự tại vương Phật làm ổn định nguyên khí, bát bộ phù đồ tấn chức trên cơ bản là không có bất cứ vấn đề gì. Ta lại biết, có một cao thủ đồng dạng là cấp bậc kim tiên, cướp đoạt pháp tắc tổ tiên làm cho bát bộ phù đồ luyện thành thượng phẩm tiên khí, uy lực chấn áp vạn thiên. Trên mặt đạo húc thánh tử hiện ra thần sắc hung ác. Ai vậy? Phương Hàn cảm giác được trong lời nói của đạo húc thánh tử ẩn chứa thâm cừu đại hận. Một tên đệ tử chấp pháp thần mục của thiên đình, gọi là Đồ Cương. Người này là tuyệt đại kim tiên, không biết gặp cơ duyên xảo hợp thế nào chiếm được phương pháp tu luyện bát bộ phù đồ. Sau đó gặp qua các loại kỳ ngộ, tu luyện thành công. Bây giờ nó đã là thượng phẩm tiên khí, đủ có thể đối kháng tổ tiên tư chất cũng không khác biệt mấy so với phong duyên sư đệ, cho nên sau này gặp được hắn, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Bởi vì ngươi cũng là người luyện thành bát bộ phù đồ, phi thường có tác dụng đối với hắn, hắn nhất định sẽ chặn giết ngươi, cướp đoạt bát bộ phù đồ, dung nhập vào trong bảo bối của hắn, nhận được bí mật chống cho bát bộ phù đồ bạo tạc, khiến cho bảo bối của hắn càng có khả năng tấn chức thêm một bước. Đạo húc thánh tử hung dữ nói, lần trước ta đi thiên đình làm nhiệm vụ, gặp kẻ này, đáng giận, hắn cư nhiên xuất thủ đối với ta, làm cho ta bị thương, sau đó đoạt đi một cái động phủ do thần thú kế mông lưu lại. "Hả? Hắn chỉ là kim tiên mà có thể làm đạo húc sư huynh bị thương sao?" Phương Hàn ngẩn ra, cho dù thần ngục chấp pháp đệ tử muốn thắng tổ tiên cũng phi thường ít, tỉ như Tào Chính Dương, thi thánh truyền nhân, cũng chỉ có thể thoáng chống lại tổ tiên rồi toàn thân thoát đi mà thôi. Thế nhưng thắng tổ tiên rồi toàn thân trở ra lại khó khăn hơn nhiều. Đồ Cương, hắn là kim tiên đã tu luyện tới bát bộ phù đồ đạt tới thượng phẩm tiên khí. Phương Hàn âm thầm nhớ kỹ người này, đạo húc sư huynh, ngươi yên tâm, nếu gặp người này, ta nhất định sẽ giết chết hắn báo thù cho ngươi. Tốt, đạo húc thánh tử vỗ đùi nói, có lời này của sư đệ người là ta an tâm rồi. Đạo húc ta cũng là một người biết giảng quy củ, giết người tốt nhất là người đông thế mạnh. Một loạt sông lên, có thể dùng hai đánh một, tuyệt đối không nên một trọi một. Tại thiên giới chính là cá lớn nuốt cá bé mới có thể sống, mới đạt được thành tựu. Ngoài ra, hết thảy danh lợi đều là hư ảo, Sư huynh nói rất chí lý, sư đệ nhất định phải mua lấy nội đan long kình này đấy." Thần nhất Mi lên tiếng, phía dưới bắt đầu ra giá rồi. "30 đạo linh mạch cấp 1." Sơn Khâu lão nhân phát ra thanh âm như chuông đồng, "Đầu nội chiến liệt long kình này có thực lực vô cùng cường hoành, nguyên tiên cũng phải cần 3 canh giờ mới có thể giết chết, thực lực đã là tổ tiên đỉnh phong, trong nội đan có ẩn chứa pháp tắc tổ tiên." "30 đạo linh mạch cấp 1 là giá khởi điểm." "Thứ tốt, ta ra giá 35 đạo." trong bao xương thứ 40, một thanh âm giả nua cất lên, Phương Hàn căn cứ vào nguyên khí của thanh âm, vận dụng thần quốc còn có Chu Thiên Nghi thôi toán, liền mơ hồ thấy được hình thể của một nữ tử. Nữ tử này cố ý phát ra thanh âm giả nua, nhằm giấu giếm thân phận của mình, nhưng mà bị Chu Thiên Nghi thôi toán, vẫn không thể nào che lấp được. 40 đạo Trong căn phòng số 80, một người trung niên nam tử lên tiếng, trên đầu mang vương miện, tay cầm quyền trượng, ngồi ngay ngắn trên vương tọa, Bên dưới là hai nô bộc cấp bậc Kim Tiên đang quỳ, không biết lai lịch ra sao, kẻ này che giấu rất sâu. Phương Hàn thôi toán, thế nhưng chỉ mơ hồ thôi toán ra diện mục của bọn họ, lại không cách nào thôi toán ra thân phận của đám người. 50 đạo, 60. Nội đan của Nội Chiến Liệt Long Kình là đồ tốt, khẳng định có rất nhiều cao thủ muốn mua, nhất là rất nhiều cao thủ biết, trong nội đan này có một khối tàn phiến nhất định là bảo bối, nếu không Long Kình cũng không có khả năng tu luyện tới loại trình độ này giá cả dần dần được kéo lên. Lông mày của Phương Hàn cũng cao chặt lại. Lúc này, tàn phiến tạo hóa thần khí trong nội đan nhất định phải là vật của hắn, không có không được. Sao có thể để người khác mua? Giá cả tăng lên đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt. 100, 150, bất chi bất giác, giá cả đã vượt qua con số 100. Phương Hàn liền phát hiện, người ra giá bắt đầu thưa thớt, dù sao 100 đạo linh mạch cấp 1 là cái giá rất lớn, thế nhưng người ở ghế số 1, 3, 10, vẫn còn đang không ngừng cạnh tranh. Phương Hàn vận dụng thần nhãn quan sát đám người này, lại không thể nhìn ra, thôi diễn cũng không thể, chỉ là một mảnh mơ hồ, hiển nhiên là bị người dùng thiên cơ ngăn cản nguyên khí. Nguyên bản hắn cũng có thể thi triển ra thủ đoạn cưỡng chế, bạo lực phá giải, thế nhưng làm vậy rất dễ bị người chú ý. 300 đạo. Đột nhiên trong một gian phòng, một lần nữa nâng giá tiên lên cao. Giá tiền này rất nhanh sẽ vượt qua linh hoàng ngộ đạo thạch xem ra người trong gian phòng số 1 bắt buộc phải có được nội đan long kình này. Đạo húc thánh tử cũng có phần gấp gáp, không biết người trong gian phòng này là ai. Cái này, chúng ta cũng không biết. Hoa thần phu nhân, mễ hỏa lão tổ, huyền kỳ tú sĩ lắc đầu nói, cho dù chúng ta biết cũng không thể nói, đây là quy củ của thiên địa liên minh. Cũng không làm khó cho các ngươi, đúng thật đây là quy củ. Phương Hàn phất phất tay. Trong một gian phòng, một kẻ trên người toát ra khí tức như kiếm, phong mang có thể cắt vỡ yết hầu người ta, đang ngồi ngay ngắn trên vương tọa. Giống như ngoại long vậy. Một khi khẽ động nhất định sẽ khiến phong vân biến sắc. Vài người đệ tử còn lại đều là những kẻ bẽ nghĩa thiên hạ, không ai bị nổi, khí tức thập phần tương tự với đám người tào chính dương. Nếu như phương hàn ở trong này, liếc mắt là có thể nhận ra, đám người này đều là đệ tử chấp pháp thần ngục của thiên đình. Đồ sư huynh, có mấy người không có mắt dám cướp đoạt nội đan của nội chiến liệt long kình với chúng ta. Có muốn ta đi tra một chút, rồi cảnh cáo bọn chúng một tên đệ tử lên tiếng nói với kẻ này không cần thiên địa liên minh có quy củ của thiên địa liên minh các ngươi không nên làm rộn người này cười lạnh nói nhưng mà nội đan của long kình này ta bắt buộc phải có được nhất là bảo bối trong hạch tâm nội đan dù sao cũng là trí bảo có thể trợ giúp ta ngưng luyện bắt bộ phù đồ ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé đồ sư huynh bát bộ phù đồ của huynh đã ngưng luyện đạt tới tình trạng thượng phẩm tiên khí, chẳng lẽ còn có thể tấn chức? Một nữ đệ tử mang theo vẻ nịnh nọt lên tiếng. Trong gian phòng này, nam tử uy nghiêm bất động như núi bị một đám người tung hô. Chấp pháp đệ tử thần mục của thiên đình, mỗi người đều vô cùng cao ngạo, không ai bị nổi, cũng không ai chịu phục ai. Thế nhưng hiện tại cư nhiên xuất hiện một người khiến đám đệ tử phải tung hô, vậy người này lợi hại cỡ nào? Vẫn còn thiếu chút hỏa hậu. Bất quá ta nếu chiếm được nội đan long kình, dung nhập vào trong phù đồ kích phát ra nguyên khí là có thể đột phá bình cảnh cuối cùng tấn thăng làm cảnh giới vô thượng tổ tiên ta có thể đổ sát thần phật trong đám kim tiên được xưng là vô địch không ai có thể chống lại ta cho dù tổ tiên cũng không thể chính là bởi vì như vậy cho nên cảnh giới tăng lên vô cùng khó tên nam tử gọi là đồ cương này ngồi ngay ngắn trên vương tọa tứ bình bát ổn có một loại khí chất chấn áp vạn phương lấy hắn làm trung tâm tất cả không gian đều rất an bình làm cho người ta có một loại tư vị được bảo vệ sư huynh một viên nội đan long kình này cũng không có gì giá trị chân chính nằm ở sâu trong hạch tâm nội chiến liệt long kình dưới trướng của hải hoàng mặc dù là một chủng tộc cường đại thế nhưng không có khả năng đạt tới tình trạng chiến đấu với nguyên tiên đầu long kình này sở dĩ cường hoành như vậy cũng là vì ngẫu nhiên nuốt phải tàn phiến pháp bảo kia lại một người đệ tử khác lên tiếng sư huynh thật sự là hảo nhãn lực không biết đã nhìn ra đó là vật gì chưa có lẽ là bảo bối còn sót lại trên một cái kỷ nguyên có lẽ là một kiện thiên tài địa bảo không biết tên sau khi mua được phải tinh tế tham ngộ mới biết được. Đồ cương ngoắc ngoắc ngón tay, lần này tào chính dương, thi thánh truyền nhân, tám tên đệ tử chấp pháp thần mục tới mộ huyệt của quỷ vũ thánh quân giết vô thường, hiện tại lại biến mất, chỉ sợ lành ít giữ nhiều, các ngươi có tin tức gì hay không? Không có, mộ huyệt của quỷ vũ thánh quân đã hoàn toàn thoát ly khỏi loạn thần hải, bay đi thần giới, bị đại quân thần giới khống chế rồi. Một đệ tử cười nói, theo ta thấy, đám người tào chính dương chỉ sợ là lành ít giữ nhiều bị thiên phi ô ma của thần giới tính kế toàn bộ vẫn lạc như vậy cũng tốt tránh cho sau này bọn chúng cướp đoạt tài nguyên với chúng ta nói không tồi tào chính dương thi thánh truyền nhân đám đệ tử này đều có dã tâm bừng bừng nếu không phải ta luyện thành bát bộ phù đồ bọn chúng rất có thể sẽ cưỡi lên đầu ta đồ cương liên tục cười lạnh nói thẳng đến khi ta luyện chế bát bộ phù đồ thành thượng phẩm tiên khí một bước lên trời bọn chúng liền thu liễm rất nhiều hiện tại an ổn lại nhưng vẫn dục dịch như cũ chết là tốt nhất người chết mới là người tốt Đồ Cương Sư huynh sở hướng vô địch, tự nhiên không phải loại người mà bọn chúng có thể nghĩ được. Hiện tại Đồ Cương Sư huynh với lực lượng một người có thể giết chết tên vô thường, kia đúng không? Giết chết vô thường quả thực không tính là cái gì. Đồ Cương dùng ngón tay thoáng cái vỗ nhẹ lên Vương Tọa, mục tiêu của ta không chỉ có như vậy, lần này cần lấy được nghĩa nữ của Vĩnh Hằng Thiên Quân, cướp đoạt trái tim nàng, nối quan hệ với Vĩnh Hằng Thiên Quân, đó chính là một bước lên trời chính thức. Thiên tài như sư huynh, ngay cả bát bộ phù đồ cũng có thể luyện thành lấy nghĩa nữ của vĩnh hằng thiên quân cũng không phải việc khó a à, sư huynh huynh báo ra giá cao nội đan long kình này hẳn là không có kẻ nào cướp đoạt được rồi ai dám cướp đoạt cùng ta thiên địa liên minh à ta tự nhiên có thể tra ra hắn là ai đến lúc đó hắn sẽ gặp tai họa ngập đầu thân hình đồ cương hơi chút khẽ động hư ảnh hồng hoang tổ long xuất hiện trên đỉnh đầu uốn khúc trong vô tận tinh hà uy lực lớn không thể lượng bốn trăm đạo Lúc hắn vừa dứt lời, trong bao xương số 77 truyền ra một thanh âm, giá một lần nữa được nâng lên. Hử! Lại là ghế lô số 77. Rốt cuộc là ai? Lần đầu tiên dùng 500 đạo linh mạch mua linh hoàng ngộ đạo thạch, sau lại một mực không có xuất thủ mua sắm, thậm chí không báo giá. Hiển nhiên là tiêu hết linh mạch rồi, vì cái gì còn xuất thủ hào phóng như thế? Trên mặt đồ cương hiển hiện ra sát khí. Sư huynh, thần ngục thiên đình chúng ta siêu việt hơn bất kỳ một vương giả đại phái nào, ta đây đi bức bách thiên địa liên minh hỏi thăm lai lịch của người kia, sau đó trực tiếp giết chết hắn. Một tên đệ tử thoáng cái đứng bật dậy, ngồi xuống. Trên mặt đồ cương hiện lên nụ cười nghiền ngẫm, ta lại muốn nhìn xem người này lợi hại thế nào. Trước tiên thử hắn một chút rồi hãy nói. 450 đạo linh mạch, 500 đạo. Phương Hàn ngồi trong phòng số 77, giờ khắc này trên mặt cũng là nụ cười nhạt, một lần nữa báo ra một cái giá đủ có thể hù chết người. Người trong gian phòng số một cư nhiên có tiền tài hùng mạnh như thế bọn người đạo húc thánh tử cũng chặt lưỡi, hoặc là hắn rất cần nội đan long kình này. 550 đạo. Đồ cương một lần nữa phun ra vài chữ. Lúc này người trong tất cả các phòng đều yên lăng, không nhúc nhích. Bởi vì cái giá này đã rất cao rồi, lúc này cũng không đáng mua nữa. 600 đạo. Phương Hàn từng bước tăng giá, tuyệt đối không tăng vọt. Mặc dù hắn có một đạo vương cấp linh mạch, thế nhưng cũng không phải vô tận tài phú, Thủy Trung sẽ dùng hết, có thể tiết kiệm được chút nào hay chút ấy. Một đạo linh mạch tùy ý khẽ động, chính là vài triệu, gần như 10 triệu nguyên thủy đan. 650 đạo. Đồ cương ở trong gian phòng số một lại lần nữa lên tiếng, trong thanh âm còn có lẫn sát khí. Loại sát khí này khiến tất cả mọi người đều có thể nhận ra. 700. Phương Hàn không hề để ý tới sát khí, cho dù đối phương là, thánh nhân cũng phải đấu giá mới có thể mua được khối tàn phiến tạo hóa, thần khí này. 800. Đồ cương cuối cùng không nhịn được nữa, bắt đầu tăng bọt giá cả muốn một lần bứt ra khỏi phương hàn trong phòng đám đệ tử chấp pháp thần ngục bên cạnh hắn trên mặt mỗi người đều toát ra sát khí nồng đậm người này thật đáng giận chuyên môn đối nghịch với hòa sư huynh giết nhất định phải giết hắn cho rằng thiên địa liên minh có thể bảo vệ bản thân sao quả thực là buồn cười không thứ gì mà thần ngục thiên đình chúng ta muốn cha mà không thể tra được không sao các ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ trên mặt đồ cương lại khôi phục vẻ bình thường ta hô giá 800 đạo linh mạch, hắn khẳng định sẽ không cách nào tiếp tục. Nhưng mà để ta hao tổn nhiều tài sản như vậy, quả thực là muốn chết. Vừa dứt lời, trong phòng số 77 đột nhiên truyền ra thanh âm, 850. Đáng chết. Đồ cương nổi giận, hồng hoang tổ long trên đỉnh đầu hắn tự hồ muốn xé rách hư không, hủy diệt thần miếu của thiên địa liên minh. Nhưng mà thật lâu sau hắn rốt cuộc cũng nén giận, người này quả thật là chết rồi. Chính là người chết, ta tạm thời không rằng có với hắn, Bát bộ phù đồ của ta tùy thời có thể cảm ứng được nội đan long kình này, ta tạm thời không tranh đoạt cùng hắn, bởi vì còn phải lưu lại linh mạch, mua thứ cực kỳ quan trọng là Phật chi thánh nhân. Tạm thời để hắn mua đi, chờ hắn ra khỏi thiên địa liên minh, chúng ta sẽ tìm tới tận nơi diệt sát kẻ này. Trong lúc nói chuyện, hắn liền đập mạnh tay xuống vương tọa, khiến tay vịn nứt ra. Người này rốt cuộc không tiếp tục tranh đoạt nữa rồi, biết dù có tranh thế nào cũng không lại ta. Phương Hàn mỉm cười, chờ nội đan cự đại biến mất trong phòng đấu giá. Sau đó nội đan này liền xuyên qua truyền tống thời không tới phòng số 77. Hắn phất tay, lại lần nữa xuất ra 850 đạo nguyên khí linh mạch giao, cho thiên địa liên minh, sau đó tay áo vung lên, liền thu viên nội đan to như tiểu sơn dung nhập vào trong thần quốc, bắt đầu luyện hóa tu luyện. Nội chiến liệt long kình, thân mang huyết thống long tộc, còn thuần khiết hơn cả thái cổ thiên long, là cự thú chỉ có ở hải dương của thiên giới, trên cơ bản sẽ không xuất hiện ở thế tục. Chúng nó chính là một trong những chủng tộc mạnh nhất dưới trướng của Hải Hoàng nội đan vừa tiến vào thần quốc trong cơ thể phương hàn hắn lập tức vận dụng vạn vật hóa long bí quyết lập tức hòa tan huyết nhục trên mặt biến thành từng đạo cự đại giống như long kình rít gào qua lại như con thoi tại trong thần quốc của phương hàn rót vào trong bát bộ phù đồ kiện bảo bối này lập tức bắt đầu nhúc nhích hệ tinh bích trong đó phát sinh biến hóa tờ văn tự long tộc càng thêm rõ ràng không nói tàn phiến tạo hóa thần khí trong hạch tâm chỉ nói bản thân viên nội đan này cũng là bảo bối hiếm có nhất là đối với người tu luyện bát bộ phù đồ mà nói càng là vật đại bổ nguyên khí, cũng là nguyên nhân này mà đồ cương mới nguyện ý bỏ ra cái giá cao như vậy, để mua. Không tới thời gian vài lần hô hấp, nội đan này đã hoàn toàn được luyện hóa. Trong đó ẩn chứa pháp tắc tổ tiên cường đại, ông một tiếng, pháp tắc tổ tiên liền khiến cho thiên mệnh cầu, trong bát bộ phù đồ chuyển hóa thành thượng phẩm tiên khí. Thiên mệnh cầu là bảo bối chỉ dùng để thôi toán, công hiệu không khác biệt là mấy so với Chu Thiên Nghi. Hiện tại lực lượng của Phương Hàn đã đủ, chỉ muốn cho công năng thôi toán mạnh thêm sau khi luyện hóa nội đan long kình tàn phiến tạo hóa thần khí liền hiện ra cao bằng hai người lớn chặp lại giống như một viên cự thạch không có quy tắc góc cạnh trên mặt có một số răng cưa thô mục kinh tâm dường như bị lực lượng vô địch nào đó cưỡng chế xé rách vậy có thể phá hư tạo hóa thần khí trong thiên địa vũ trụ trong chư thiên vạn giới giải rác không có mấy ngoại trừ một số tiên vương hồng mông đạo nhân đám người vô địch này ra cũng chỉ có vĩnh sinh chi môn phương hàn nhìn dấu vết vỡ tan lưu lại trên mặt tàn phiến tạo hóa thần khí muốn thôi toán xem rốt cuộc là vì sao nó bị đánh nứt thế nhưng nghĩ một lát cuối cùng đành từ bỏ vạn nhất thôi toán ra được trận chiến mà tạo hóa thần khí vỡ tan chỉ với đám uy áp trải qua thời gian vô tận cũng có thể khiến hắn thịt nát xương tan lần trước hắn quan sát trí nhớ của bọn người tào chính dương thấy được lôi đế thiên quân trong trí nhớ thiếu chút nữa bản thân đã bị chấn đắc bị thương mà có thể khiến cho tạo hóa thần khí tan vỡ lôi đế thiên quân há có thể so sánh được hay là trước tiên luyện hóa vẫn hơn vận dụng tạo hóa chi lực hắn bắt đầu hòa tan khối tàn phiến này, một cỗ nguyên khí từ phía trên tràn ra, thẩm thấu tiến vào trong tinh thể thần quốc toàn thân. Mỗi một viên tinh thể thần quốc đều cực kỳ hưng phấn, tựa hồ như sống lại, giống như thái cổ tạo hóa chi thần bắt đầu thức tỉnh. Rất nhiều tinh thể thần quốc lăng không diễn sinh. Tinh thể thần quốc trong cơ thể Phương Hàn một lần nữa gia tăng, tăng cường. Tàn phiến tạo hóa thần khí truyền thụ Phương Hàn mà nói công hiệu vượt qua hết thảy, nhưng linh đan diệu dược, thậm chí thánh nhân đích thân truyền thụ công lực cho hắn, cũng không bằng luyện hóa một khối tàn phiến tạo hóa thần khí nho nhỏ bởi vì thiên địa nhất thể của hắn mỗi lần luyện hóa một khối tàn phiến tạo hóa thần khí nho nhỏ lực lượng của hắn sẽ gia tăng sinh mệnh lực sẽ cường hoành hơn thân mình cải biến điều này không tầm thường giống với khi luyện hóa kim tiên tổ tiên cho dù hắn hiện tại giết chết trăm vị vô thượng tổ tiên luyện hóa pháp tắc của bọn họ cũng không thể làm bản thân tấn thăng làm tổ tiên nguyên khí tuổi thọ cũng không thể tăng trưởng tới một loại cực hạn bản chất của tính mạng sẽ không thăng hoa thế nhưng tàn phiến của tạo hóa thần khí lại bất đồng luyện hóa càng nhiều bản chất của phương hàn sẽ càng ngày càng thăng hoa dần dần sẽ không phải nhân loại nữa mà tiếp cận tạo hóa chính thức là tạo hóa thần khí thậm chí phương hàn không cần luyện công chỉ cần không ngừng hấp thu tàn phiến tạo hóa thần khí cảnh giới sẽ trực tiếp để thăng đem mình tu luyện thành pháp bảo tấn thăng làm trung phẩm thượng phẩm vương phẩm thánh phẩm một đường tăng lên nhưng mà tàn phiến tạo hóa thần khí thật sự là khó tìm. Có thể ngộ nhưng không thể cầu, hơn nữa tạo hóa thần khí chính thức cơ hồ là có thể che giấu thương khung, lớn hơn rất nhiều so với vô số tinh vực, cho dù thôn vệ được một khối to như, tiểu sơn cũng chỉ là một cái lông bò mà thôi. Phương Hàn muốn bản thân biến thành tạo hóa thần khí, cũng không biết đến năm nào tháng nào, còn không bằng tự mình vất vả tu luyện. Tự thân tinh thể thần quốc lập lòe sáng lên, mỗi một viên đều hoàn mỹ giống như kim cương, lộ ra lăng hình, chiếu sáng tứ phương, xuyên qua vô tận thời không răng rắc răng rắc tinh thể thần quốc vận chuyển nối liền một đường với thiên địa tạo hóa chi lực hợp thành rất nhiều đại tuần hoàn ngưng tụ thành vô số thiên nhiên đại trận trong cơ thể phương hàn không ngừng luyện hóa tinh thể tạo hóa thần quốc trong cơ thể hắn càng ngày càng lớn mạnh phát triển khỏe mạnh trong tinh thể thần quốc vô số tổ thần cuối cùng ngưng kết thành hình có phật đà có yêu thần có vu tổ có thần đế có tiên nhân có đế vương rất nhiều thần linh kỳ quái trong chư thiên gương mặt của đám thần linh này đều giống y như phương hàn ở bên trong mỗi một viên tinh thể thần quốc đều đản sinh một vị tổ thần mỗi một vị tổ thần đều là chính phương hàn hàng tỷ tổ thần sống trong thân thể khiến cho phương hàn biến thành hình thái không thuộc về mình cũng không biết là thứ gì chư thiên băng diệt vạn giới hủy diệt thôn vệ hư không chấn động trung cổ lực lượng của phương hàn một lần nữa tăng lên tinh thể thần quốc trong cơ thể hắn trọn vẹn tăng lên gấp đôi có thể dung nạp càng nhiều lực lượng cùng pháp tắc tam thập tam thiên trí bảo trong người cuồn cuộn nhảy lên. 33 kiện bảo bối một lần nữa thoáng cái được tẩy dừa. Nhất là công năng thần diệu của Chu Thiên Nghi, bổ thiên lô thoáng cái thể hiện ra. Trên mặt Chu Thiên Nghi đột nhiên xuất hiện một bức đồ họa, là ở trong một gian phòng, một một đạo long khí khôn cùng quay cùng bao vây lấy một tòa bảo tháp, phía dưới bảo tháp là một nam tử lưng dày vai rộng ngồi ngay ngắn nơi đó. Mà bổ thiên lô một lần nữa mở rộng, bổ thiên chân khí sôi trào, trong đó dựng dục ra từng đạo vân vụ xanh biếc giống như phỉ thúy. Đây là bổ thiên chân khí. Bổ thiên lô hiện tại đã là thượng phẩm tiên khí, uy lực siêu việt hơn nhiều những món pháp bảo khác trong tam thập tam thiên trí bảo. Sau khi chiếm được tàn phiến tạo hóa thần khí, liền kịch liệt lột sắc nhất, không ngừng luyện hóa khối tàn phiến này, thi triển ra thiên địa nhất thể cảnh giới. Tàn phiến bị hòa tan càng nhanh. Lúc trước, Phương Hàn luyện hóa tàn phiến tạo hóa thần khí phi thường khó khăn, thế nhưng bây giờ trở nên đơn giản hơn rất nhiều bởi vì sau khi lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể, chỉ cần bao lấy tàn phiến, hơi chấn động liền khiến nó phân giải ra. Lúc trước với cảnh giới của nhân hoàng bút cũng có thể hòa tan tàn phiến, huống chi là phương hàn hiện tại. Chỉ chốc lát sau tất cả tàn phiến triệt để bị luyện hóa, trên mặt phương hàn thoáng lóe bảo quang rồi thu liễm. Khí tức ẩn sâu, hiện giờ ít nhất thực lực của hắn đã cường hoành gấp đôi so với vừa rồi. Thật sự là nhắc tới người người liền xuất hiện. Ánh mắt của phương hàn lóe lên, trong Chu Thiên Nghi xuất hiện tình huống của một gian phòng, lập tức hắn khẽ giật mình, bát bộ phù đồ. Cư nhiên xuất hiện trong cảm ứng của ta. Trong thiên giới, rất ít người có thể luyện được bát bộ phù đồ. Hiện tại xuất hiện một người, người này chắc hẳn là Đồ Cương, đệ tử thiên đình mục thiên đình mà đạo húc sư huynh đã đề cập tới. Lúc Phương Hàn muốn tiếp tục quan sát, thôi toán, trong căn phòng nọ, trên mặt bát bộ phù đồ cũng lóe lên một đạo quang mang hình tròn, sau đó là một mảnh chắn xóa, trói mắt. Thiên mệnh cầu, Phương Hàn cười lạnh, đã nhìn ra, thì ra thiên mệnh cầu đã che giấu thiên cơ của đối phương. Thân thể đổ cương khẽ động, lại có người thăm dò ta. Thiên mệnh cầu của ta thần diệu vô song, che giấu hết thảy thiên cơ, làm sao có thể bị người thôi toán ra. Nhất định là tên súc sinh ngồi ở ghế lô số 77 kia. Của cường hoành nổi lên trong lòng hắn. Tiếp theo bắt đầu đấu giá Phật Chi. Nơi này có ba đại trung Phật Chi, đều là Phật đà cấp bậc kim tiên. 36 ức cân Phật Chi, trong phòng đấu giá phía dưới, sơn khâu lão nhân lại bắt đầu lên tiếng. Ba miệng chung cự đại xuất hiện ở giữa phòng đấu giá, mỗi một trung Phật chi đều chứa khoảng một tỷ cân. Sư đệ, số lượng Phật chi này đều là mặt hàng phi thường tốt, sau khi chém chết thượng cổ Phật đà liền luyện hóa thành. So với kim tiên của Phật giới còn cường đại hơn nhiều, giá cả cũng rất xa xỉ. Khi ở Hoàng Khí Lâu, Phương Hàn mua 800 triệu cân Phật chi, chọn vẹn dùng 300 đạo linh mạch cấp 1, hiện tại ở đây có 36 ức Phật chi, đều là cấp bậc kim tiên, phẩm chất cũng phi thường tốt, giá khởi điểm khẳng định rất cao, không có mấy người có thể mua được. Phía dưới bắt đầu cạnh tranh rồi. Sơn Khâu lão nhân lên tiếng, giá quy định là 1000 đạo linh mạch cấp 1. Một câu này khiến rất nhiều người trầm mặc. Trái lại thanh âm ở phòng số 2 lập tức vang lên, 1050 đạo. 1100. Phương Hàn không chút do dự, báo giá. 1200. Nhân vật thần bí ở hàng ghế số 2 lại lên tiếng thanh âm cũng không hề do dự chút nào, tựa hồ như quyết tâm phải có được. Một ngàn ba, một ngàn bốn. Hai người liên tục tranh đoạt, giá cả liên tục để thăng, mà ngay cả Phương Hàn cũng phải cao mày. Đối phương hình như là một cái bình không đáy, vĩnh viễn không thể thăm dò được chân tướng. Tại thời điểm báo giá, Phương Hàn liền vận dụng Chu Thiên Nghi thôi toán, thế nhưng căn bản không thể thôi toán được bất kỳ động tĩnh gì. Trong phòng số 2 là một mảnh trống không, không hề có nhân ảnh nào, thế nhưng thanh âm kia rõ ràng tồn tại. Người này thâm sâu khó lường, Phương Hàn thất kinh. 2000, nhân vật thần bí ở hàng ghế số 2 đột nhiên tăng lên một con số kinh thiên, 2050. Phương Hàn cũng không buông lòng chút nào, nhưng mà sau khi hắn hô lên con số này, nhân vật thần bí kia lại đột nhiên im lặng, tựa hồ như không tiếp tục cạnh tranh nữa, dứt khoát quyết đoán, giống như một kiện thiên kiếm đột nhiên xuất thủ ám sát, một kích không trúng liền viễn độn xa ngàn dặm. Như vậy ba đại trung chứa trọn vẹn 36 ức Phật chi Phật đà cấp bậc Kim Tiên liền tiến vào trong túi Phương Hàn. Trong đường hầm thời không lại chuyển tới ba đại chum, Phật chi bành trướng, Phương Hàn vung tay áo lên, thu thập vào trong túi, thẩm thấu tiến vào bên trong bổ thiên lô, toàn bộ lập tức chuyển hóa thành bổ thiên chân khí mãnh liệt như hải dương. Ước chừng đã có khoảng 40-50 ức Phật chi chuyển hóa thành bổ thiên chân khí, hẳn là đủ để sau này trùng kích tới cảnh giới tổ tiên. Phương Hàn gật gật đầu, hết thầy chuẩn bị để sau này tấn chức tổ tiên. Người ở ghế lô số 2 không biết là nhân vật lợi hại nào, không ngờ lại cho ta cảm giác thâm sâu khó lường tuy thu phật chi thế nhưng phương hàn cũng không cảm thấy khoái ý ngược lại cảm thấy mình đang bị một loại độc xà chăm chú nhìn khiến hắn cũng âm thầm cảnh giác bảo bối cuối cùng của ngày hôm nay mọi người chắc hẳn cũng biết bảo bối áp trục cuối cùng cũng vẫn là phật chi nhưng là tinh hoa của một vị phật đà cấp bậc thánh tiên trong lúc nhập diệt cuối cùng lưu lại mời tới đột nhiên lúc này sơn khâu lão nhân một lần nữa lên tiếng lời vừa dứt một chiếc đèn màu đồng đen từ từ nhô lên giữa không trung chiếc đèn này thập phần cổ xưa trong đèn có một vũng dầu nhỏ nhẹ nhàng lưu động ông chút dầu kia hơi lưu động lập tức thánh quang đại thịnh trên không trung xuất hiện rất nhiều phật đà miệng tụng thuyết pháp không trung xuất hiện rất nhiều kinh văn đều là đại kinh huyền ảo đã thất truyền từ thời thượng cổ phật giới đây là thần du thánh du mỗi một câu kinh văn đều làm cho người nghe cảm thấy sung sướng đến một loại trạng thái đại hỷ thanh thản cảnh giới thanh sạch hoàn toàn không còn phiền não. Du Chi Phật Đà cấp bậc thánh tiên. Vừa thoáng thấy, tâm thần của Phương Hàn lập tức khẽ động, đấu giá ngày hôm nay, đăng du này mới là vật mấu chốt nhất, là trợ giúp lớn nhất để mình tấn thăng làm tổ tiên. Tàn phiến tạo hóa thần khí chẳng qua là làm thay đổi bản chất của tính mạng, tăng cường lực lượng, tăng trình độ rắn chắc của cơ thể, gia tăng thọ nguyên, cũng không có tác dụng khiến cảnh giới tăng vọt. Một ngọn đèn Phật chi Phật đà, cấp bậc thánh tiên này có giá khởi điểm là 3.000 đạo linh mạch cấp 1 ngay cả ngọn đèn này cũng là Phật bảo. Ngọn đèn này chính là Phật kim đọng lại trong cơ thể thượng cổ Phật đà rèn thành, có thể chứa đựng Phật chi thánh tiên, nếu không Phật chi này sẽ tan vào trong thiên địa. Sơn khâu lão nhân báo giá khởi điểm. 3.100. Đồ cương ở ghế lô số 1 một lần nữa xuất thủ, hắn đã nhắm chúng bảo bối áp trục cuối cùng, thánh nhân Phật chi này. 3.200. Thanh âm thần bí ở lô ghế số 2 một lần nữa vang lên. Ánh mắt của đồ cương trở nên lạnh lẽo nhìn về phía lô ghế số 2, hiện ra sát khí dày đặc, cơ hồ mỗi lần tranh đoạt hắn đều muốn giết đối phương. Tôn nghiêm không thể để bị người khiêu khích. 3.400 3, 3 Trong phòng đấu giá liên tiếp vang lên thanh âm của hai người, đồ cương ở lô ghế số 1, thần bí nhân ở lô ghế số 2. Hai người cơ hồ là ngươi một câu, ta một câu, đều luân phiên trả giá, trong chốc lát ngắn ngủn. Giá đã từ 3.000 tăng lên tới 5.000. 5.000 đạo linh mạch cấp 1 khi thần bí nhân ở trong lô ghế số 2 hô lên, đồ cưng lập tức đứng bật dậy, hai mắt nhấp nháy. Năm nay xảy ra nhiều chuyện thật kỳ quái, cả đám người đều chán sống rồi. 6 ngàn. Đồ cưng vung tay lên, coi như được ăn cả ngã về không. 6 ngàn mốt. Nhân vật thần bí kia do dự một chút, sau đó lập tức bỏ thêm 100 đạo linh mạch. 6 ngàn năm. Đồ cưng lại ngồi xuống, toàn thân nổi lên nguyên khí hung mãnh. 6 ngàn Nhân vật thần bí lại bỏ thêm giá, trong nháy mắt hai người xảy ra tranh chấp kịch liệt. Đột nhiên lúc này một thanh âm từ lô ghế số 77 truyền ra. 8.000 000 đạo linh mạch cấp 1 8.000 đạo linh mạch cấp 1 Cái giá tiền này chính là Phương Hàn kêu lên. Đồ cương ở lô ghế số 1, nhân vật thần bí ở lô ghế số 2 đang không ngừng tranh chấp. Thời điểm phân chia thắng bại, hắn lại đột ngột xông ra, đưa ra một cái giá kinh người, đánh cho hai đại nhân vật trở tay không kịp. 8.000 linh mạch Trong gian phòng số 1 Đồ Cương toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa phá tan ghế lô. Nhân vật thần bí trong gian phòng số 2 tự hồ cũng lắp bắp kinh hãi, Trầm Mặc thoáng cái cũng không tiếp tục hô giá. Trong không khí nhộn nhạo một cỗ tư vị làm cho người ta hít thở không thông, tất cả mọi người đều thở dốc. Ngay cả Sơn Khâu lão nhân, còn rất nhiều cao thủ trên khán đài đấu giá đều nhìn về ghế lô số 77. Trầm Mặc, cực độ Trầm Mặc. Cuối cùng Đồ Cương ở ghế lô số 1, còn có nhân vật thần bí ở ghế lô số 2 đều không tiếp tục ra giá. Phương Hàn dứt khoát giải quyết. Ha ha, sư đệ, có linh mạch thật là tốt, có một đạo vương cấp linh mạch này thật là có tiền tài hùng mạnh, lần này đấu giá được Phật chi Phật đà cấp bậc thánh tiên, sẽ có phần nắm chắc tấn thăng làm tổ tiên hơn. Đạo húc thánh tử nói, Tám 000 đạo linh mạch cấp 1, thần nhất mi chặt lưỡi, thật sự là quá mắc. Không sao, Phật chi cấp bậc thánh tiên phi thường hiếm thấy. Chỉ có thể nhiều vận khí mà có được. Chúng ta đi thôi, hiện tại trở về vũ hóa môn tu luyện sau đó mới tính tiếp. Phương Hàn cũng muốn trùng kích vào cảnh giới tổ tiên, tránh cho phiền toái, đại tới cảnh giới tổ tiên sẽ có thể đại sát tứ phương, nhất định không có người có thể ngăn cản. Hắn vừa hấp thu tàn phiến tạo hóa thần khí, nguyên khí toàn thân đều sôi trào, mãnh liệt bành trướng, tu thành vô thượng tổ tiên có thể làm cho cục diện cân bằng một cách vi diệu. Tốt, chúng ta trở về Vũ Hóa môn, có linh hoàng ngộ đạo thạch, ta tu luyện cũng có thể tiến thêm một bước. Đạo Húc Thánh tử chuẩn bị ẩn tàng khí tức rời đi lúc này cây đèn màu đồng đen cùng một vũng dầu Phật chi cấp bậc thánh nhân đã được đưa lên. Phương Hàn cầm lấy thu vào trong túi, cũng không nóng lòng luyện hóa, mà trước tiên đem linh mạch nguyên khí giao cho người của Thiên Địa Liên Minh, sau đó đột nhiên thoáng cái mang theo thần nhất mi cùng đạo húc thánh tử tan biến, trực tiếp rời khỏi thần miếu của Thiên Địa Liên Minh, không cho bất luận kẻ nào phát hiện. Hắn biết, lần này bản thân đại xuất danh tiếng tại Thiên Địa Liên Minh, trước tiên khiến thiếu chủ Nam cung thế gia quỷ xuống, sau đó tại trong bao xương liên tục đấu giá được một vài món đồ, nhất định sẽ khiến người chú ý. Mặc dù nói thiên địa liên minh có biện pháp giữ bí mật rất tốt, thế nhưng thiên hạ không có nơi nào mà gió không lọt qua được, nếu như bị người biết sẽ gặp phiền toái liên miên. Tuy hỗn loạn thiên quân âm thầm che chở mình, thế nhưng loại đại nhân vật này thấy đầu không thấy đuôi. Không thể dựa toàn bộ vào hắn, nếu như bị thiên quân khác tính toán khắc chế, mình cũng rất phiền toái, động một chút là đại họa sát thân. Thần bí nhân trong bao xương số 2, cuối cùng ta một loại cảm giác rất quen thuộc, cũng không biết là ai. Đáng tiếc không cách nào thôi toán được. Bay ra khỏi thiên địa liên minh, trong lòng phương Hàn như có điều suy ngẫm. Sư đệ, môn đạo thuật này của ngươi, trong lúc hành tẩu lại vô thanh vô tức, một cước bước qua vô số lãnh thổ quốc gia, sẽ không có người có thể truy được ngươi. Rốt cuộc đây là loại võ học gì? Ta xem có điểm giống với một môn bộ pháp, mà thiếu chủ dịch thiên hành của đại dịch giáo nhờ vào đó để thành danh. Vô thượng bộ phạt hành giả vô cương, nhưng mà trong đó ẩn chứa tự do chi lực trong truyền thuyết, sư huynh ta nhãn lực nông cạn, thật sự không nhận ra đây là loại võ học gì. Đạo húc thánh tử được Phương Hàn mang theo, trong nháy mắt đã đi tới một mảnh rừng rậm nguyên thủy bên ngoài đại thương cổ thành. Cây cối to lớn, các loại kỳ hoa dị thảo đan sen, từng ngọn núi cao vòi vọi, bọn người Phương Hàn liền đáp xuống một ngọn sơn phong. Bởi vì khắp nơi trên thiên giới đều tràn đầy linh khí, thuần dương nguyên khí cũng không đáng tiền, khắp nơi đều có linh thú kỳ dị, linh dược, một số cây gỗ sinh trưởng cực nhanh, đại đa số địa vực đều là nơi hoang vắng. Sư huynh quan sát rất chuẩn, lúc ta tiến vào trong huyệt mộ của quỷ vũ thánh quân, đã đụng độ với dịch thiên hành đại dịch giáo, cho nên lập tức giết hắn, cướp đoạt thần thông, hành giả vô cương thánh nhân chi đạo trong cơ thể hắn, kết hợp với pháp bảo tự do chi dực của ta, cuối cùng tham ngộ mộ ra một môn võ học mới. Phương Hàn không hề che giấu, hiện tại trên cơ bản hắn biết, đạo húc thánh tử, thần nhất mi đều là nhân vật không sợ trời không sợ đất, tùy tiện giết người cướp của cũng không nói chơi quả nhiên phương hàn vừa nói dứt lời giết thiếu chủ dịch thiên hành đạo húc thánh tử lập tức vỗ tay khen hay sau đó nói sư đệ đại dịch giáo có biết hay không tự nhiên là không biết nhưng mà dịch thiên hành quá mức kiêu ngạo là vì tranh đoạt bảo tàng cho nên muốn giết ta ta bất đắc dĩ mới phải giết người phương hàn thở dài một tiếng không sao mình không giết người thì người sẽ giết mình thiên giới là như vậy người người là đao thớt ta là cá thịt đạo húc thánh tử nói Chuyện này cũng không phải hiếm thấy trong các đại môn phái, chỉ cần không cho người nhìn thấy, sẽ không bị chỉ trích kết tội, đại dịch giáo cũng không biết là ai giết, chúng ta hoàn toàn có thể đẩy lên người đám thần tộc. Chúng ta nên đi thôi. Thông qua truyền tống trận trong đại thương cổ thành trở lại vũ hóa môn. Thần nhất mi nói, vừa rồi sư đệ thi triển ra hành giả vô cương cùng tự do chi dực, ước chừng chúng ta đã cắt đuôi một số ý niệm đáng ghét truy tung, lúc này trở lại đại thương cổ thành đúng là thần không biết quỷ không hay. Tốt, ba người thu liễm một lần nữa tiến vào đại thương cổ thành. Trong thần miếu của thiên địa liên minh, trong gian phòng số 2, một người lặng lặng sừng sững mà đứng, người này toàn thân bạch y, nhưng lại dùng một chiếc áo choàng trắng bao phủ cả đầu, không thấy rõ diện mục, giống như bạch đế hành tẩu trong nhân gian. Trên tay của hắn thủy chung nắm một thanh trường kiếm bạch sắc, trắng noãn như tuyết, ngay cả chuôi kiếm cũng là màu trắng, không có chút tạp chất. Trên người, tất cả đều là màu trắng bạch khiết, không nhiễm một hạt bụi. Đạo tâm duy nhất, hắn cứ như vậy lẳng lặng mà đứng. Bên cạnh hắn có hai vị chiến sĩ hộ vệ toàn thân áo giáp cũng không nhúc nhích, đứng hai bên mà thủ hộ, thể hiện địa vị cực kỳ cao minh của người này. Trên áo giáp mà hai vị vệ sĩ mặc có dấu hiệu của thiên đình, cư nhiên là thần tướng có địa vị cực cao tại thiên đình. Sơn khâu lão nhân, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta cần du chi của Phật Đà Thánh Tiên? Rốt cuộc ngươi có ý gì đây? Chẳng lẽ ngươi muốn đắc tội với thiên đình? Ghế lô khẽ động, Sơn Khâu lão nhân, còn có một vị đại nhân vật của Thiên Địa Liên Minh đi ra. Hai người lập tức hành lễ với Mặc Bạch y nhân. Một chiến sĩ lập tức quát lớn, "Bỏ đi, đây là nơi mua bán công bằng, không nên làm khó người ta. Chẳng lẽ không có du chi Phật đà thánh tiên, ta không cách nào để thăng cảnh giới sao?" Người thần bí bao phủ trong bạch y lẳng lặng nói, "Vẫn là sát lục chi tử đại nhân hiểu cho nỗi khổ của chúng ta." Sơn Khâu lão nhân vội vàng nói, "Nhưng mà sát lục chi tử đại nhân không có thiếu linh mạch." tại sao lại không tiếp tục cạnh tranh? Bởi vì có cạnh tranh tiếp cũng phí công, ta cảm thấy người nọ có tiềm lực vô cùng. Thần bí nhân bạch y nói, ta vô luận hô ra thế nào, hắn đều sẽ tiếp tục cạnh tranh. Mau nói, người trong ghế lô số 77 là thần thánh phương nào? Nói ra, sát lục chi tử đại nhân chúng ta sẽ thân cận một chút với hắn. Một chiến sĩ ngạo nghễ nói, cái này, Sơn Khâu Lão Nhân khó xử nói. Đây là quy củ buôn bán của các ngươi, bất quá ta ước chừng biết, trong gian phòng số một chính là đệ tử chấp pháp thần mục thiên đình đồ cương hắn luyện thành bát bộ phù đồ long khí cơ hồ trong nháy mắt là ta có thể phát hiện ra được người này cũng không thể nào che giấu tự cho là vô địch thiên hạ hừ bát bộ phù đồ bát bộ phù đồ ngược lại làm cho ta nhớ tới một tên đại địch ở dưới thế tục hắn cũng luyện chế bát bộ phù đồ có lẽ bây giờ hắn cũng đã phi thăng thật hy vọng có thể tìm được hắn người này có đại vận khí đại nghị lực hy vọng bình sinh của ta chính là đem hắn chém chết dưới một kiếm để hắn cúi đầu. Bạch Y thần bí nhân lẳng lặng nói, người trong phòng số 77 ta cũng biết, hắn là phong duyên mới tấn thăng làm đệ tử kiệt xuất của Vũ Hóa môn. Cũng làm cho ta hoài niệm môn phái, trường phong phơ phất, quét qua vạn dặm, Cố nhân mất đi, đi đâu gặp đây. Bạch Y thần bí nhân ung um dung thở dài, dường như đã trải qua vô tận tuế nguyệt vậy. Chúng ta đi. Vâng, đại nhân. Hai vị chiến sĩ lập tức đi theo phía sau Bạch Y nhân. Ông đột nhiên lúc này kiếm quang bay ra khỏi vỏ bạch hồng quán nhật thần bí nhân bạch y đột nhiên xuất ra một kiếm chém ra đại đạo người đã tan biến kiếm vừa xuất sơn khâu lão nhân lập tức miễn cưỡng mới nhìn ra được một chút mánh khóe sơn khâu tiền bối trên người kẻ này không hề có sát khí dường như là một thi nhân vậy chẳng lẽ thật là sát lục chi tử nghe đồn sát sinh đại thuật các loại sát đạo vô sinh sát kiếm của sát lục thiên quân đều lấy sát khí làm chính phàm là tu luyện giả hơi chút khẽ động. Sát khí từ hàng tỷ dặm truyền tới, trực tiếp giết người vô hình. Một vị Kim Tiên của Thiên Địa liên minh nghi ngờ nói: "Sát lục chi tử này đã đem sát sinh đại thuật tu luyện tới vô hình chi cảnh, một khi phát ra có thể diệt sát vạn dặm, giết chóc quốc độ, bao phủ bát cực, không người có thể địch. Hiện tại thiên tài xuất hiện lớp lớp, tuy hắn vẫn ở cảnh giới Kim Tiên, thế nhưng ta chưa chắc đã làm gì được hắn, nghe nói hắn từ trong thế tục phi thăng lên, kế thừa Sát lục đạo thống. Nhân vật bậc này tâm tính không thể đo đạc." Sơn khâu lão nhân nói, trong thế tục, linh khí thiếu thốn, ngay cả tu luyện tới trường sinh bí cảnh cũng vô cùng gian nan. Nhưng mà chỉ cần là người có thể phi thăng, đều là những kẻ hùng tài có đại nghị lực, đại trí tuệ, tiền đồ bất khả hạn lượng. Không biết sát lục chi tử cùng với đồ cương ai lợi hại hơn? Nghe đồn đồ cương cũng là bá chủ có thể thắng tổ tiên. Tại cảnh giới kim tiên đã góp nhặt được vô tận pháp tắc tổ tiên, luyện chế bắt bộ phù đồ thành thượng phẩm tiên khí. Kiện bảo bối này có thể chấn áp bất kỳ kẻ cùng cảnh giới nào đều là người nổi bật trong hàng đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình. Một vị kim tiên lại lên tiếng. Cái này phải chờ giao thủ mới biết được, một người trải qua ma quỷ huấn luyện của lôi đế thiên quân bồi dưỡng ra, một người kế thừa sát lục đạo thống, đều là những kẻ có tiền đồ vô lượng, hiện tại tại thiên giới là thiên tài xuất hiện lớp lớp, phong vân đột khởi. Tên phong duyên kia cư nhiên kiêu ngạo như vậy, chiếm được truyền thừa của cốt thánh, trực tiếp để người của nam cung thế ra quỷ xuống, còn thu cả thương tâm cung, tuyệt tình tiến cũng không hề kiêng sợ, không biết nam cung thương tâm có tìm hắn hay không một vị thánh nhân vậy mà hắn còn dám đắc tội ai người trẻ tuổi lá gan quá lớn rất khó sống lâu sơn khâu lão nhân thở dài thân ảnh cũng dần tan biến ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé sư đệ một thân tu vi này của ngươi thật khiến vi huynh hâm mộ chiếm được nhiều pháp bảo như thế bát bộ phù đồ không nói tự do chi dực mặc dù là đồ phỏng chế thế nhưng cũng rất hiếm có cốt thánh truyền thừa càng thêm vô địch thế nhưng bản thân ngươi một mình tu luyện tham ngộ huyền diệu thật sự quá chậm không bằng tới chỗ sâu trong vũ hóa môn tìm một sư phụ ẩn tàng khí tức tiến vào trong đại thương cổ thành phương hàn đạo húc thánh tử thần nhất mi ba người tiến vào trong truyền tống trận nhưng mà mục tiêu của bọn hắn chính là hư châu nguyên bản phương hàn muốn về vũ hóa môn thế nhưng đột nhiên nhớ ra dù sao đại thương cổ châu cũng gần hư châu qua truyền tống cổ trận cũng chỉ mất gần nửa canh giờ thế cho nên hắn liền quyết định đi hư ra trong hư châu cổ thành tới thăm hư mộ vân một chút ba người truyền thần niệm trong truyền thống cổ trận tìm sư phụ phương hàn ngẩn ra lúc này mới nhớ tới chính mình tuy đã tiến vào vũ hóa môn thế nhưng chưa được sư phụ của chính thức truyền thụ bản thân bây giờ còn chưa được học qua tuyệt học đích thực của vũ hóa môn ừm hiện tại nguyên lão của vũ hóa môn đều ở trong thiên đình hoặc là tiềm tu trong những nơi tuyệt mật cơ bản sẽ không ra nhưng một vài nguyên lão vẫn lặng lẽ ra ngoài tìm người có thiên tư cực cao làm đệ tử, đích thân truyền thụ đạo thuật, trong năm tháng đẳng đẳng tu đạo, hai bên tương hỗ, với tư chất của sư đệ, nhất định sẽ được thánh nhân vừa ý, thu làm đệ tử, có thánh nhân chỉ điểm, tu luyện sẽ tiến nhanh hơn. Thần nhất mi có ý tốt gật đầu nói. Phương Hàn lại âm thầm cả kinh, ngàn vạn lần không thể bái thánh nhân làm vi sư, nếu không với tu vi của thánh tiên, nhất định có thể nhìn ra manh mối trong cơ thể mình, phát hiện ra tam thập tam thiên trí bảo, đánh cắp tạo hóa cùng một nhịp thở với vận mệnh, lúc đó đã muộn, mặc cho người giết. Hiện tại tuy hắn rất cường hoành, thế nhưng dù sao vẫn chỉ là kim tiên, còn chưa đạt tới cảnh giới vô thượng tổ tiên, mà trên tổ tiên là nguyên tiên, trên nguyên tiên chính là thánh tiên, sai biệt rất lớn. Nếu như thánh tiên nhìn thấu hắn, nhất định sẽ hết chỗ ẩn trốn, bất kỳ bí mật gì cũng sẽ bị phanh phui. Tính sau, đợi ta tấn thăng tới tổ tiên, trở thành thánh tử, địa vị cao hơn một chút rồi hãy nói. Phương Hàn từ chối, hiện tại mỗi khắc hắn đều điều dưỡng nguyên khí, làm cho thần quốc thôi diễn đến trạng thái tốt nhất. Đồng thời trong Bổ Thiên Lô Tam thập tam thiên tạo hóa thần khí, Bổ Thiên chân khí cuồn cuộn như sóng đại hải, Linh Hoàng Ngộ Đạo thạch chìm nổi trong đó, giống như một hòn đảo nhỏ. Đăng Du Phật Đà cấp bậc Thánh Tiên được đặt phía trên Linh Hoàng Ngộ Đạo thạch, còn chưa bị đốt. Cùng lúc đó, tàn của Quỷ Vũ Thánh Đồ trôi nổi phía trên, cấu thành một tấm Thánh Đồ cự đại, chẳng qua là ở giữa hạch tâm thiếu mất một khối thương tâm cung tuyệt tình tiến phát ra khí thức pháp tắc cường hoành ẩn chứa thánh nhân chi khí giống như đúc du đăng phật đà trong đó đều có mảnh vỡ của pháp tắc thánh tiên tuyệt phẩm tiên khí không hề tầm thường nếu như phát huy uy lực của kiện bảo bối này tới cực han có thể đơn giản bắn chết tổ tiên nhưng mà phương hàn đang chuẩn bị luyện hóa nó bởi vì ở bên trong tam thập tam thiên trí bảo có một bộ cung tiễn uy lực rất lớn lại rất thần kỳ vong thiên cung phá thiên tiễn một mũi tên bắn ra bầu trời cơ hồ diệt vong. Nhưng mà hiện tại vong thiên cung, phá thiên tiễn chỉ là trung phẩm tiên khí, còn sao mới đạt tới tình trạng vong thiên, phá thiên. Thế nhưng nếu như hấp thu luyện hóa tuyệt phẩm tiên khí thương tâm cung, tuyệt tình tiến, nhận được mảnh vỡ pháp tắc thánh nhân, lực sát thương trong đó chỉ sợ tăng gấp trăm lần. Chẳng qua là thương tâm cung, tuyệt tình tiến khó có thể luyện hóa. Phương Hàn mỗi thời mỗi khắc đều thôi toán, dùng loại phương pháp tốt nhất, có thể hoàn mỹ luyện hóa, không làm thất thoát mảy may pháp tắc thánh nhân trong đó. Mặc dù là đang nói chuyện, thế nhưng Phương Hàn mỗi thời mỗi khắc đều khổ tu, với hàng tỷ tinh thể thần quốc trong thân thể, cho dù có bế quan hay không cũng vẫn là tu luyện, không giống với người khác, hắn đi, đứng, ngồi, nằm đều có thể tu luyện. Tu luyện chi đạo đối với Phương Hàn mà nói đều dị thường thuần thục, nắm chắc. Ông, một đạo hỏa quang trong cơ thể của hắn trực tiếp bay lên Du Đăng Phật Đà, cấp bậc Thánh Tiên trên mặt Linh Hoàng Ngộ Đạo thạch, đó là bổn mạng tạo hóa chi hỏa của Phương Hàn. Một điểm hỏa tinh châm Du Đăng, ngọn đèn màu đồng đen do Phật Kim tạo nên đột nhiên sáng lên, chiếu rọi khiến toàn bộ tinh thể thần quốc quanh thân Phương Hàn trở nên trong suốt, một mảnh tinh quang không có mảy may chút tạp chất, dơ bẩn, dường như là linh hồn của thánh nhân tiến vào trong thân thể, tinh lọc hết thảy tất cả. Thương Tâm Cung, tuyệt tình tiến, mở cho ta. Thoáng cái đốt lên dù đăng thánh nhân, ý niệm của Phương Hàn tiến vào bên trong, bắt đầu thúc dục, một đạo nguyên khí đại thụ ở tại trong thần quốc bay múa, sau đó mạnh mẽ bóp mạnh hai kiện tuyệt phẩm tiên khí phóng tới thiêu đốt trên ngọn đèn thánh nhân. Chỉ chốc lát sau tuyệt phẩm tiên khí bắt đầu vặn vẹo, thiên địa nhất thể. Thân thể Phương Hàn một lần nữa thúc giục cảnh giới thiên địa nhất thể. Răng rắc, răng rắc, trên mặt thương tâm cung, tuyệt tình tiến liền xuất hiện rất nhiều vết rách, một cỗ pháp tắc thánh tiên chảy ra, mỗi một tia pháp tắc thánh tiên đều kinh thiên động địa, không thể dung nạp, chấn đắc khiến cho thần quốc của Phương Hàn răng rắc rung động, tự hồ chuẩn bị vỡ tan. Cũng may Phương Hàn đồng thời thắp lên ngọn đèn ẩn chứa pháp tắc thánh tiên, Đăng Hỏa Cường Đại mang theo lực lượng khắc chế khiến cho pháp tắc Thánh Tiên dần dần biến thành pháp tắc Tổ Tiên vô lượng, cuối cùng dung nhập vào trong Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo. Giống như pháp tắc Đại La chuyển hóa thành pháp tắc Kim Tiên, một tia pháp tắc Thánh Tiên không biết có thể chuyển hóa thành bao nhiêu pháp tắc Tổ Tiên. Chỉ thấy tại trong thần quốc của Phương Hàn, pháp tắc Tổ Tiên giống như từng sợi liễu đáp xuống, lại giống như lông ngỗng trắng bay đầy trời. Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo bắt đầu lột xác khi được những pháp tắc này tẩy rửa. Đầu tiên là Chu Thiên Nghi ông một tiếng liền biến thành thượng phẩm tiên khí, ở phía trên càng xuất hiện thêm nhiều đồ hình, các loại pháp thuật, thần thông, thậm chí còn có con đường tương lai, vận mệnh trường hà đều hiện ra trong đó, năng lực thôi diễn thoáng cái cường hoành hơn 10 lần. Nhưng mà lúc này, Phương Hàn còn không có thời gian để ý đến biến hóa của Chu Thiên Nghi, hắn muốn đem tất cả nguyên khí của thương tâm cung, tuyệt tình tiến đều dung nhập vào tam thập tam thiên trí bảo. Dưới tình huống bình thường, trung phẩm tiên khí căn bản không thể dung nhập được tuyệt phẩm tiên khí, nếu không sẽ bị bạo tạc, biến thành trắng tay. Nhưng mà tam thập tam thiên trí bảo đã dung nhập tàn phiến của tạo hóa thần khí, trên ý nghĩa đã không phải bảo bối bình thường, đánh vỡ quy tắc thông thường, nghịch lại chân lý, có thể dung nạp tuyệt phẩm tiên khí. Thương tâm cung, tuyệt tình tiến chính là được tình thánh nam cung thương tâm luyện chế thành, trong đó ẩn chứa pháp tắc của thánh tiên còn lớn hơn nhiều so với trong du đăng. Đương nhiên giá trị của một bộ tuyệt phẩm tiên khí này, tối thiểu cũng là mấy vạn đạo linh mạch cấp 1 theo thời gian không ngừng luyện hóa, dung nhập vào tam thập tam thiên trí bảo, đầu tiên biến thành thượng phẩm tiên khí đồng dạng chính là vong thiên cung, phá thiên tiễn. Hai kiện bảo bối này thoáng cái biến thành thượng phẩm tiên khí đỉnh phong. Sau đó vô thiên tán cũng biến thành thượng phẩm tiên khí. Một loạt những bảo bối biến hóa, nguyên khí mới từ từ ngừng lại. Phương Hàn hơi chút thúc dục lực lượng, cũng cảm thấy lực sát thương cự đại nổi lên trên vong thiên cung, phá thiên tiễn, bắn chết tổ tiên chỉ trong một ý niệm rốt cục cũng luyện hóa xong bộ cung tiễn này, rất tốt. Thực lực của ta đã tăng tới đỉnh phong, chỉ cần trùng quan, tùy thời cũng có thể tiến vào cảnh giới tổ tiên, hiện tại chuẩn bị cũng hòm hòm rồi. Chỉ cần lựa chọn thời điểm thích hợp để trùng kích mà thôi. Trước mắt Phương Hàn xuất hiện một mảnh bình chướng, dường như rất dễ phá vỡ rồi bước chân vào cánh cửa tổ tiên. Hắn cảm giác bản thân đang đứng trên ngọn núi cao, chỉ cần nhảy lên một cái là có thể tiến vào mây, bước vào cảnh giới khác. Đó chính là cảnh giới tổ tiên. Thế nhưng bây giờ đang ở trong truyền tống cổ trận, không phù hợp để trùng quan, Phương Hàn cũng chỉ có thể cố áp chế. "Sư đệ, ngươi xem, cư nhiên là Đồ Cương, còn có một đám đệ tử thần ngục của Thiên đỉnh nữa." Đáng giận. Khi Phương Hàn đang suy nghĩ, đột nhiên đạo húc thánh từ truyền tới một cỗ thần niệm mang theo sát ý lạnh như băng tới. Phương Hàn lập tức phục hồi lại tinh thần, toàn thân tiến vào trạng thái chiến đấu hoàn mỹ nhất với tu vi hiện tại của hắn, co dù Lâm vào trầm tư thật sâu cũng không ai có thể đánh lén được. Đúng lúc này hắn đã nhìn ra, một nam tử bả vai rộng rãi, trên người mang theo long tức trí tôn mãnh liệt, giống như quân vương cửu thiên thần long vậy, chỉ có Phương Hàn thấy rõ ràng. Sau lưng của nam tử này có một đạo hư ảnh hồng hoang tổ long ở sâu, trong vô tận hư không, hai mắt nó bắn ra quang mang lạnh như băng, tùy thời, cũng có thể bắn ra long uy giết chết hết thảy những cây nào dám khinh nhờn nó. Đồ cưng đồng dạng là luyện chế bát bộ phù đồ, hơn nữa toàn bộ tu luyện tới thượng phẩm tiên khí, cũng tiến vào trong truyền tống trận. Tòa truyền tống trận tới hư châu này phi thường rộng lớn, phạm vi mấy vạn dặm, là một cái thần quốc, trong đó có rất nhiều cao thủ top 5 top 3 hối hả ra vào. Đại thương cổ châu vốn chính là nơi phồn hoa chi địa, vô số thế lực lớn ẩn hiện trong đó. Mỗi một tòa truyền tống cổ trận đều vô cùng tấp nập. Người bình thường xen lẫn tiến vào căn bản là rất khó phát hiện, nhưng mà bọn người đồ cương thật sự quá mức cường thế, lại không hề ẩn tàng khí thức trên người, rất nhiều người đều biến sắc khi thấy bọn họ đi vào đều giãn ra, căn bản không dám đứng bên cạnh đám người này. Đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình đều là hạng biến thái, hơn nữa có chỗ dựa cự đại sau lưng, thực lực bản thân lại cường hoành, ai cũng không muốn trêu chọc. Đạo húc sư huynh, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Không nên tiến lên báo thù, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Phương Hàn âm thầm vận chuyển một cỗ nguyên khí bí quyết chuyển thế đầu thai, tới che đậy khí tức của đạo húc thánh tử, thần nhất mi, khiến cho bọn họ thoạt nhìn chỉ như kim tiên bình thường, ngay cả mặt mũi đều bị cải biến. Sư đệ, ngươi, sư huynh, chẳng lẽ ngươi muốn giao thủ trong tòa truyền tống cổ trận này? Phương Hàn nói thầm, cho dù chúng ta giết đám người kia, thế nhưng một khi truyền tới tai thiên đình, hậu quả khó có thể giải quyết. Không bằng che giấu, nhìn xem đám người này đi đâu. Tìm cơ hội, thần không biết quỷ không hay giết chết bọn chúng, báo thù rửa hận. Đây mới là vương đạo. Đúng vậy, đạo húc, phong duyên sư đệ nói không sai, trước tiên chúng ta không nên rút dây động rừng thần nhất mi cũng là một nhân vật lợi hại, nói năng thập phần hung ác, đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình. Hừ, dám diễu võ dương oai, vậy chỉ có một con đường chết. Đạo húc, thù trước kia của ngươi, nhất định phải báo. Đạo húc thánh tử cùng thái thượng trưởng lão thần nhất mi rất tán thưởng đối với phương hàn. Hai người có thể nói là cao tầng trong vũ hóa môn, có thể được tiếp nhận, thậm chí làm như bằng hữu có thể nói là rất tốt. Đệ tử hạt giống hạch tâm trung tầng của vũ hóa môn mỗi người đều bạo ngược, kiêu ngạo vô cùng trong đám đệ tử cũng xảy ra nội chiến gay gắt nhưng mà cao tầng há lại không xảy ra chuyện như vậy vì để chuẩn bị hòa nhập vào tầng lớn cao tầng của vũ hóa môn phương hàn liền quyết định giúp đạo húc thánh tử báo thù đồ cương trong truyền tống trận còn có một số đệ tử chấp pháp thần mục của thiên đình thực lực cũng cực kỳ cường hoành còn cường hoành hơn tám người tào chính dương rất nhiều nhất là đồ cương trên thân có một bộ thượng phẩm tiên khí bát bộ phù đồ uy lực không biết lớn cỡ nào phương hàn rất rõ uy lực của bát bộ phù đồ chính hắn luyện chế kiện phù đồ này thế nhưng hiện giờ cũng chỉ là trung phẩm tiên khí mà của đối phương lại chính là thượng phẩm một cái là trung phẩm một cái là thượng phẩm khoảng cách to lớn không cách nào so sánh thượng phẩm tiên khí bắt bộ phù đồ có thể ngưng luyện thành chân hình hồng hoang tổ long thậm chí có thể từ rất nhiều không gian lĩnh vực thần quốc trực tiếp rút ra nguyên khí chân thực của hồng hoang tổ long tiến hành chấn áp ngoại trừ điểm này ra còn có rất nhiều huyền ảo thần uy khó có thể đo hết trung phẩm tiên khí lại không làm được những điểm này. Từ một góc độ nào đó mà nói, chỉ bằng vào long lực, long tức thuần khiết, trình độ lợi hại của vạn vật hóa long bí quyết mà nói, Phương Hàn không thể khắc chế đồ cương, ngược lại sẽ bị đồ cương khắc chế. Thế nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới quyết tâm thay đạo húc thánh tử của hắn. Với thực lực hiện tại, hắn cũng không cần bắt bộ phù đồ, vẫn có thể chấn áp bát cực, tứ tượng, thương khung. Mà may mắn chính là tên đồ cương này cũng không phải là tổ tiên, mà chỉ là kim tiên nếu như là tổ tiên, vậy càng khó hàng phục. Loại cấp bậc như hắn tấn thăng làm tổ tiên, vậy lúc đó đám người Âu dương xương, nam cung sát cũng không thể đem ra so với hắn được. Đám nhân tài này là tổ tiên cấp thấp, đạo húc thánh tử trong đám tổ tiên miễn cưỡng được coi là trung giai, cùng một cấp bậc với sơn khâu lão nhân. Trong đám tổ tiên còn có cao giai, tuyệt đỉnh đỉnh phong, thậm chí còn có một số kẻ yêu nghiệt, biến thái. Tổ tiên cũng chia làm ba bảy loại không nên động thủ trong truyền tống trận này, cho nên Phương Hàn, đạo húc thánh tử, thần nhất mi thái thượng trưởng lão liền ẩn tàng hình thể, tránh bị phát hiện. Bọn người đồ cương liền nghênh ngang tiến vào chỗ tốt nhất trong truyền tống trận, chiếm lấy vị trí hạch tâm, sau đó bắt đầu ngồi xuống, không coi ai ra gì bắn pha bốn phía, bắt đầu nói chuyện với nhau. May mà cũng không có ai phát hiện ra bọn người Phương Hàn. Sư Huynh, lần này đấu giá hội của thiên địa liên minh cư nhiên để cho người khác vượt lên trước, chỉ sợ bước con đường tiến tới cảnh giới tổ tiên của huynh phải hoãn lại. Đúng vậy, Phật Đà cấp bậc Thánh Tiên cũng không mua được, tấn chức làm tổ tiên càng thêm khó. Sau khi ngồi xuống, vài tên đệ tử bắt đầu nghị luận, bất bình thay cho Đồ Cương. Cũng không có gì. Đồ Cương nói, ta sớm có kế hoạch, cho dù không có được Du Chi Phật Đà cấp bậc Thánh Tiên, chẳng qua ta chỉ gặp khó khăn một chút mà thôi, vẫn như thường có thể tấn thăng làm tuyệt đại tổ tiên, hết thảy đã chuẩn bị xong có chín thành nắm chắc, mua du chi chỉ là tăng lên thành 10 phần mà thôi. Đúng rồi, các ngươi đã tra ra người ở lô ghế số 77, còn có người ở ghế lô số 2 là ai chưa? Hùng chân Tông, tin tức của người linh thông nhất, được xưng là lục nhĩ linh vương, chắc hẳn đã tra ra được chút gì đó, nói nghe thử coi. Ta tự nhiên đã tra ra, trong cả thiên giới, ngoại trừ một số đại nhân vật vô địch ra, không có bí mật gì qua được tai mắt của ta. Một tên đệ tử thân thể nhỏ gầy khẽ động, cũng hiện ra uy nghiêm hùng phách thiên hạ, nói: người trong bao xương số 77 chính là một kẻ vừa tấn thăng làm hạch tâm đệ tử của vũ hóa môn, tên là phong duyên, vừa tiến vào thần miếu của thiên địa liên minh đã phong ấn nam cung hoành của nam cung thế gia, bắt hắn quỷ trên mặt đất, dẫn tới rất nhiều phiền toái. a, à, kiêu ngạo vậy sao? đúng vậy, trước đó hắn đã tiến nhập vào trong mộ huyệt của quỷ vũ thánh quân, tự hồ chiếm được thượng cổ ma đạo thánh nhân truyền thừa của cốt thánh phi thường lợi hại đã không dưới đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình chúng ta rất có thể cũng sẽ tấn thăng đến cảnh giới tổ tiên lần này hắn mua ngọn đèn của phật đà thánh tiên chính là vì chuẩn bị tấn thăng làm tổ tiên tốt thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu chờ ta tới hư châu bắt hư mộ vân sau đó tới vũ hóa môn hỏi đến tột cùng là thế nào lần này chúng ta ra ngoài tham gia đấu giá là thứ yếu chủ yếu là vì điều tra cái chết của ngọc phủ Kim Cát Thái Tử, nhìn xem đến tột cùng có phải là đồng quy vu tận hay không. Còn có tin tức của đám phế vật tào chính dương cùng vô thường nữa. Hư Mộ Vân cùng tên Phong Duyên kia dường như đã từng ước định với bọn người Ngọc Phủ, Thái Tử Mộ Dung Sĩ, cùng nhau tới mộ huyệt quỷ vũ Thánh Quân. Phải điều tra rõ, không sợ bọn chúng không phục. Một tên đệ tử chấp pháp vỗ đùi nói. Đúng vậy, đám người này giáp tâm hại người, đã phạm vào giới luật của thiên đình. Chết không có gì đáng tiếc. Trên mặt đồ cương hiện ra nụ cười lạnh. Sư huynh, chẳng lẽ chúng ta phải thiêu diệt tội danh? Một tên đệ tử chấp pháp lắc đầu nói, cái này chỉ sợ có phần không thỏa đáng, dù sao cũng sẽ có một số trở ngại từ phía hư gia cùng vũ hóa môn. Hư, cái gì mà thiêu diệt tội danh? Lần này ta phụng mệnh phù chiếu của thừa thiên tới điều tra chân tướng sự tình, bản thân nói thế nào, đó chính là quyền uy. Đồ cương lại tung ra một chảo, không khí lập tức phát ra tiếng bạo tạc, phong duyên cạnh tranh với ta, đó là tự tìm đường chết. Hắn là người bị hiểm nghi trực tiếp, đem hắn tới thần ngục thiên đình điều tra, đến lúc đó trực tiếp nhốt lại, dùng tra tấn sinh tử, cũng không cần vụ oan giá họa, định ra tội danh, chẳng lẽ vũ hóa môn dám làm khó. Sư huynh anh Minh, Hùng Trân Tông, còn người ở ghế lô số 2 thì sao? Rốt cuộc là ai? Đồ Cương lại hỏi, người nọ tốt hơn hết là sư huynh không nên đắc tội. Được xưng là lục nhĩ linh vương, Hùng Trân Tông nói, người này có thể là tân sát lục tri tử, người thừa kế đạo thống của sát lục thiên quân từ trong thế tục phi thăng lên có sát khí quỷ thần khó lường hả người thừa kế đạo thống của sát lục thiên quân sắc mặt của đồ cương đầu tiên là dữ tợn dường như gặp phải chuyện tình gì đó không phục nhưng sau đó hắn lại chậm rãi bình tĩnh xuống cười gần trở thành thâm trầm cũng không có cái gì nhưng mà nề mặt mũi của sát lục thiên quân cũng không cùng hắn so đo sát lục chi tử cũng không chỉ có một mình hắn là lựa chọn từ rất nhiều người cuối cùng xác định ra một người rèn luyện trong sát lục đạo tràng không thể thoải mái hơn so với thần ngục chúng ta. Cái này còn phải xem tương lai, thành tựu của ta nhất định vượt lên trên hắn. Sư huynh hùng tài đại lược, lại có bát bộ phù đồ, tương lai không lâu có thể thẳng tiến đến độ cao mà không người nào có thể so sánh. Một tên đệ tử bắt đầu vuốt mông ngựa. Sư huynh, lần này đi hư ra điều tra hư mộ vân, không biết có chú ý gì hay không? Nghe nói hư mộ vân quốc sắc thiên hương, chính là trời sinh thân thể ngọc cốt băng cơ, thế gian hiếm thấy không biết sư huynh có hứng thú hưởng thụ một phen hay không thái bổ thân thể ngọc cốt băng cơ của nàng rất có lợi ích đối với tu vi đó một tên đệ tử cười dâm nói đương nhiên rồi thân thể ngọc cốt băng cơ cũng là thể chất rất hiếm thấy trong nữ nhân có rất nhiều tiên thể thân thể trầm hương thân thể thiên lộ thân thể linh thủy thân thể nhu hồng những nữ tử này đều là phong hoa tuyệt thế của thiên giới chỉ cần thái bổ một người cũng có thể tăng cường tư chất bản thân đại thủ của đồ cương lại lăng không vung lên dường như muốn bắt lấy quyền lực tuyệt đối vào trong tay, hư mộ vân này chạy không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu. Vậy chúc mừng sư huynh sắp làm tân lang. Ha ha, đáng chết. Phương Hàn đều nghe thấy hết thảy, sát khí tỏa ra, nguyên lai like một nhóm người này trên thực tế là muốn điều tra sự tình ở trong huyệt mộ của Quỷ Vũ Thánh Quân. Nhưng mà cái này cũng khó trách, trong huyệt mộ của Quỷ Vũ Thánh Quân có nhiều cao thủ của Thiên Đình chết như vậy, không điều tra cũng khó có thể yên. Nhưng mà muốn mượn quyền lực để điều tra gây bất lợi với ta, thật không thể tha thứ được. Nên tìm một cơ hội thần không biết quỷ không hay xử lý bọn chúng đi. Phương Hàn lại âm thầm tính toán. Lần này nếu không phải hắn đột nhiên muốn đi hư châu, thật đúng là đã gặp nguy hiểm. Hư mộ vân rất có thể không thoát khỏi ma trưởng của đám đệ tử chấp pháp thần mục này. Hư mộ vân có thể chất ngọc cốt băng cơ, có lực hấp dẫn trí mệnh đối với nam tử. Đám đệ tử thần mục này tay cầm đại quyền, thực lực vô địch, coi trời bằng vung, chuyện gì cũng có thể làm được truyền tống trận đã được thúc giục qua lại như con thoi tại trong hư không trời đất quay cuồng không tới nửa canh giờ truyền tống chấn động quang cảnh biến hóa liền tới một đại châu khác khắp nơi trong đại châu này tràn ngập khí tức linh không mưa bụi mông lung có ý cảnh tuyệt luân tình thơ ý họa sơn thủy như họa hành tẩu trong này khiến cho người ta sinh ra một cỗ thiền ý đây là hư châu hư châu cũng là một cái siêu cấp đại châu có vô số môn phái nhưng mà chiếm cứ thế lực chủ đạo trong này chính là hư gia đã từng là hậu duệ của hư hoàng, có huyết mạch hoàng giả, cũng chỉ có nơi Thanh Tú bực này mới có thể sinh ra ngọc cốt băng cơ. Bọn người đồ cương đi ra từ trong truyền tống trận, nhìn thấy phong cảnh khắp nơi như vẽ, sông núi cẩm tú, cũng không khỏi hắc hắc tán thưởng. Sư huynh, hạch tâm chính thức của hư gia cũng không có ở trong hư châu cổ thành, mà là ở trong hư trụ sơn. Chúng ta là gì bây giờ? Trực tiếp tới đó hay là tới môn hộ trong hư châu cổ thành, đem người tới thông báo cho bọn họ? một tên đệ tử chấp pháp lên tiếng hư chúng ta trực tiếp tới hư trụ sơn chúng ta có thân phận gì còn muốn người đi thông báo quả thực là buồn cười hư gia cho dù tại thời điểm hư hoàng tại thế liệu có thể đi khiêu chiến uy nghiêm của lôi đế thiên quân không đồ cương bay ra khỏi truyền tống trận lập tức giống lên một tiếng liền tiến vào trong đám mây sau đó bay vút về phía sâu trong hư châu phong duyên sư đệ bọn chúng muốn đi hư trụ sơn trực tiếp tới dãy núi hạch tâm của hư gia chúng ta làm sao bây giờ gắt gao đuổi theo. Hay là thế nào? Đạo húc thánh tử Thủy Trung vẫn chầm chằm nhìn về hướng đám người đồ cương vừa rời đi. Đuổi theo. Nửa đường chặn giết. Ánh mắt của Phương Hàn lập lòe hung quang. Nếu như chờ bọn chúng tiến vào hư ra, vậy không tiện xuất thủ. Trong hư ra có một số lão ngoan đồng không có khả năng để người của thiên đình chết trong tay chúng ta. Bất quá chúng ta nên ngụy trang một chút. Hóa thành người khác đi sát nhân. Nếu không đám người này mà chạy thoát, thiên đình nhất định sẽ truy tra. Hóa thân thành ai? vô thường. Phương Hàn đột nhiên vận chuyển bí quyết chuyển thế đầu thai, làm cho bản thân biến thành bộ dáng của vô thường, trên tay cũng nổi lên một kiện vô thường kiếm ẩn chứa khí tức tổ tiên. Trong nháy mắt hắn ngẩng đầu mà bước, giống như sứ giả vô thường trong địa ngục, muốn câu hồn đoạt mệnh người ta. Sư đệ, ngươi không phải là vô thường chứ? Trông thấy Phương Hàn thoáng cái biến hóa, thi triển ra bí quyết chuyển thế đầu thai, biến thành vô thường, vô luận là đạo húc thánh tử hay thần nhất mi đều thất kinh, liên tiếp lui về phía sau giống như trông thấy quỷ vậy bọn họ cũng biết một số bí thuật biến hóa thế nhưng còn sao mới sống động như vậy quả thực là hoàn toàn thay đổi con người biến hóa cách nào cũng vẫn có sơ hở bởi vì tu luyện tới cảnh giới càng cao minh càng không cách nào thay đổi khí chất của mình một cao thủ có thay đổi thế nào cũng không thể thay đổi hạch tâm của mình đây là một môn vô thượng huyền công gọi là bí quyết chuyển thế đầu thai nếu như hai vị sư huynh cảm thấy hứng thú ta sẽ chuyển pháp quyết cho hai người sau này rất thích hợp để thay hình đổi dạng giết người cướp của Phương Hàn không hề keo kiệt. Bí quyết chuyển thế đầu thai. Dường như ta cũng đã được nghe nói qua môn kỳ công này, nghe đồn là từ Đại Luân Hồi Thuật, một trong ba nghìn đại đạo diễn sinh ra. Nhưng mà Đại Luân Hồi Thuật cũng đã thất truyền tại thiên giới. Chẳng lẽ là cốt thánh truyền cho sư đệ? Thần nhất mi hỏi. Ừm, um, cốt thánh đã truyền thụ môn huyền công này cho ta, ta vận dụng đã cũng không biết thuần thục rồi. Sự tình gì Phương Hàn cũng đều đẩy lên trên người cốt thánh, dù sao đối phương cũng không biết, ta lợi dụng chân khí của bí quyết chuyển thế đầu thai này, thoáng cái che giấu hình thể của hai vị sư huynh, làm trợ thủ của vô thường, khiến sự tình càng thêm khó phân biệt một chút. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn đánh ra vài đạo bí quyết chuyển thế đầu thai, thần nhất mi lập tức biến thành một đầu thần tộc, hơn nữa còn là thực tiên hung hãn nhất trong thần tộc. Mà đạo húc thánh tử lại biến thành nhận lợi thiên thần tộc. Như vậy sẽ tạo thành cảnh trong huyệt mộ của quỷ vũ thánh quân, vô thường đầu phục thần tộc, cùng nhau giết đệ tử chấp pháp thần ngục của thiên đình. Đây cũng là kế hoạch của Phương Hàn. Thực tiên thần tộc, nhận lợi thiên thần tộc. Thần nhất mi, đạo húc thánh tử nhìn nhau, đều ha ha cười. Chúng ta bình thường giả trang hành động, dùng bí pháp thay đổi hình thể, chỉ sợ là trong nháy mắt có thể bị đệ tử chấp pháp thần mục nhận ra. Hiện tại lại bất đồng, giết người cướp của, thủ đoạn hãm hại người quả nhiên cao minh, đi, đi giết người. Chuyện này nếu để cho thánh nhân của môn phái chúng ta biết, nguyên tiên trưởng lão biết, tuyệt đối sẽ tán thưởng thủ đoạn cao minh của chúng ta, sẽ không trách tội, còn có thể kiệt lực che giấu giúp chúng ta nữa còn có chuyện như vậy xem ra cao tầng chính thức của vũ hóa môn phi thường đoàn kết phương hàn âm thầm nghĩ đi đi đuổi theo đám người kia tới địa phương bí ẩn giết người cướp của nhất định phải làm nhanh nếu không sẽ làm kinh động đến cao thủ của hư gia hư gia tuyệt đối sẽ không cho chúng ta giết một đám đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình tại trong hư châu ta sẽ kết thúc thật nhanh đám đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình mặc dù có thể chống lại tổ tiên thế nhưng dù sao tu vi còn chưa đạt tới cảnh giới tổ tiên, ngoại trừ giải quyết đổ cương hơi khó một chút, chúng ta chỉ cần tiêu hao nguyên khí đánh lén, đảm bảo bọn người này muốn trốn cũng không thể trốn. Ba người như tia chớp xuyên vân, Phương Hàn trực tiếp thi triển ra hành giả vô cương, tự do chi dực tiến hành truy kích. Vô tận không gian bị hắn vượt qua, trong đầu hắn đột nhiên nghĩ, sau khi mình tấn chức thành tổ tiên, đầu tiên sẽ đem tự do chi dực tấn thăng làm thượng phẩm tiên khí, bởi vì kiện pháp bảo này dùng để chạy trốn, Truy kích thật sự là rất có hiệu quả. Rắc, rắc. Đại Hà dậy sóng, một con sông lớn vô cùng xuất hiện trước mắt mọi người. Đây là con sông Lương Hư Hà vắt ngang qua Hư Châu, cực kỳ khó vượt qua, trên mặt sông có vô tận thủy khí ngút trời, đại vụ tràn ngập, nhìn không thấy bờ. Đồ Cương Sư huynh, bờ bên kia của Lương Hư Hà chính là phạm vi dãy núi Hư Lượng Sơn. Nhưng mà đại hà này là một nơi hiểm yếu, sương mù dày đặc, rất khó vượt qua. Trong đó ẩn chứa trăm ngàn vạn mảnh vỡ không gian đại trận tự nhiên vô số yêu thú nhưng nếu vượt qua được con sông này cũng đã đủ tư cách tiến vào hư lượng sơn được người của hư gia tiếp kiến một đám người đệ tử chấp pháp thần ngục đồ cương đã tới và dừng lại ở bờ sông ánh mắt nhìn sâu vào lòng sông hư gia thật có khí diễm bất quá lần này tóm thóp bọn chúng ta làm giả tội danh khiến bọn chúng phải cầu ta đồ cương mỉm cười nói sau đó duỗi tay ra với bản thân làm trung tâm con sông phạm vi mấy ngàn dặm đột nhiên chấn động sương mù tản ra trong đó lập tức xuất hiện rất nhiều thi thể của yêu thú bay ra, không ngờ còn có kỳ thú cấp bậc bán kim tiên, đám này liền biến thành vô số long hình, cư nhiên là vạn vật hóa long bí quyết. Vạn vật hóa long bí quyết của hắn còn bá đạo hơn rất nhiều so với của Phương Hàn, thậm chí chỉ cần khẽ động, một số không gian đều biến thành không gian chi long, tiến vào thân thể hắn. Đến mức không gian thời gian, thương khung, hải dương, đại bộ phận đều biến thành long khí. Tại phía sau hắn, từng đạo từng đạo cự long lao nhanh qua lại như con thoi chính thức làm cho vạn vật, vạn khí đều hóa thành cự long, thậm chí trên hư không, vô tận chân hỏa cũng hóa thành hỏa long trực tiếp buông xuống, ở chỗ sâu trong vô tận không gian dị độ, một số nguyên thủy chi khí ẩn sâu bên trong cũng hóa thành cự long. Ở chỗ sâu trong lương hư hà này có một số địa mạch, có cấp 9, cấp 8, cấp 4, cấp 5 cũng đều biến thành nguyên thủy chi long bắt đầu rít gào, chấn động. Sư huynh thật uy mãnh. Một chiêu vạn vật hóa long bí quyết này, trên trời dưới đất, chỉ sợ là duy ngã độc tôn, một số đệ tử cũng than thở nói vậy sao trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khẩu khí thật lớn đột nhiên trong sương mù truyền tới một thanh âm sau đó một nam tử mặc hoàng sắc y phục tay cầm trường kiếm chậm rãi đi ra mà ở hai bên một là tổ tiên thực tiên thần tộc một là tổ tiên nhận lợi thiên thần tộc đều chậm rãi xuất hiện tất cả đám người đồ cương đều ngẩn ra sau đó nhìn về phía người tới vô thường đột nhiên lúc này ánh mắt đồ cương phát lạnh ngươi còn chưa chết trong huyệt mộ của quỷ vũ thánh quân quả nhiên thiên đình suy đoán đúng ngươi đã đầu phục thần tộc đúng vậy ta đã đầu phục thần tộc được thiên phi ma đại nhân thưởng thức các ngươi phụng mệnh ra ngoài điều tra hết thảy sự tình trong huyệt mộ quỷ vũ thánh quân cũng không cần điều tra nữa toàn bộ đều chết trong tay ta cả phương hàn hóa thân thành vô thường lúc này đột nhiên gào to một tiếng thiên phi ma đại nhân bày mưu tính kế bên trong thiên đình các ngươi cũng có người của thần tộc chỉ tiếc các ngươi còn không biết mà thôi chúng ta đều rõ như lòng bàn tay hết thảy tình huống của thần ngục ta ở chỗ này chờ ngươi đã lâu đồ cương nguyên bản ta cho rằng ngươi đã tấn thăng tới cảnh giới tổ tiên đáng tiếc là ngươi lại vô dụng như thế bây giờ vẫn còn ở cảnh giới kim tiên mau ra bát bộ phù đồ ra đây rồi quỳ xuống ta nhiều nhất chỉ hủy bỏ một thân tu vi của ngươi mà thôi cũng không làm khó ngươi sau khi hủy bỏ một thân tu vi ta muốn ăn hắn đạo húc thánh tử hóa thân thành thực tiên thần tộc cho nên khẩu âm cũng biến hóa không có bất kỳ người nào có thể phát ra đầu mối. Đây chính là cơ hội tốt để giết chết vô thường. Chúng ta sẽ lập được công lớn. Chư vị, cùng nhau dùng một kích nhằm vào vô thường, triệt để giết chết hắn. Thần niệm của đồ cương khẽ động, đem ý thức của mình truyền tới rất nhiều đệ tử chấp pháp thần ngục bên cạnh. Đám đệ tử này mỗi người đều thân kinh bách chiến, phát huy ra 10 lần chiến lực đơn giản như ăn cơm uống nước, đối mặt với vây giết, căn bản không hề khẩn trương, bởi vì bất kỳ một người trong số này đều đã gặp tổ tiên vẫn có thể toàn thân trở ra, huống chi là nhiều người như vậy cùng tập trung một chỗ. Nhất là đồ cương, thậm chí đã đánh bại, giết chết tổ tiên cấp thấp. Giết, thân thể của đồ cương vọt lên, phía sau hắn, trọn vẹn sáu đệ tử chấp pháp thần mục. Mỗi người đều biến thành tinh mang liệt nhật, bộc phát ra 10 lần chiến lực, luyện thành một tòa đại trận đánh giết về phía phương Hàn. Đây là đột nhiên phát động tập kích, dùng khí thế xét đánh không kịp bưng tai. Tòa đại trận này có vị đệ tử chấp pháp thần mục phụ trợ, thật giống như một đồ án lục mang tinh địa, mà ở chính giữa, đồ cương biến thành một pho tượng hồng hoang tổ long, chiếm giữ vị trí trọng yếu nhất, chấn áp mắt trận. Trên bầu trời, đại tinh như mưa rơi xuống, đều biến thành từng đạo tinh ong, quần tinh chói sáng, quần long tranh phách. Tòa đại trận này chấn động, có thể tùy ý diệt sát tổ tiên mà không cần tốn nhiều sức. Đại trận mãnh liệt tiến hành diệt sát về phía phương Hàn. Thân thể cự đại của đồ cương hiện ra thần sắc dữ tợn, khí tức trong cơ thể hắn liên tiếp đề thăng, Tựa hồ như tùy thời đều có thể lột sắc vậy. Vô thường, người nhất định phải chết, tưởng dễ dàng đối phó với chúng ta sao? Thật sự là ngây thơ. Thần niệm cường đại quét ngang một phương. Ông! Trong tích tắc này, thời gian thật giống như đã ngừng lại. Sau lưng của phương Hàn xuất hiện một đoàn quang mang vô cùng cự đại. Từng đạo tinh quang biến thành thực chất. Thực chất ở bên trong tinh mang xuất hiện thiên cung cự đại. Trên mặt thiên cung song song có đặt 10 mũi tên dài. Vong thiên cung, phá thiên tiễn đây mặc dù là đồ trong tam thập tam thiên trí bảo nhưng phương hàn đã đem khí thức của thương tâm cung tuyệt tình tiến dung nhập vào trong đó tùy y biến hóa vận dụng thâu thiên chi đạo từ bên ngoài xem ra căn bản không cách nào nhận ra đây là loại bảo bối gì rắc rắc dây cung vừa kéo lên đại trận đang bổ nhào tới liền ngừng lại giữa không trung thật giống như chim sợ cành cong nghe được dây cung đang ẩm ẩm dung chuyển trong sát na phá thiên tiễn bắn ra xé rách nguyên khí thương không đều xuất hiện vết rách trên bầu trời, từng mảnh từng mảnh nứt ra, giống như địa chấn, vô số mảnh vỡ thiên không rơi xuống. Phá thiên tiễn, một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa ngàn, vạn, lập tức vũ tiễn đầy trời, xuyên thủng đại trận lục mang tinh này. Đại trận lục mang tinh giải thể tại chỗ, vài đệ tử toàn thân đầy máu nổ tung, bị mũi tên xuyên thủng, phát ra tiếng kêu thảm liên tiếp rơi xuống chìm vào dòng sông. Sau một khắc, cả đại trận chỉ còn lại một người đồ cương, hắn từ hình thể hồng hoang tổ long biến thành nửa người nửa rồng, bát bộ phù đồ lơ lửng trên đỉnh đầu, bảo vệ quanh thân. Phù đồ này liên tục chấn động phát ra thanh âm rung động nhân tâm, khiến trái tim người ta như muốn vỡ ra. Vô thường, ngươi! Đồ cương sừng sững bất động, mặc cho vũ tiễn xạ kích, vẫn không động chút nào, vũ tiến đã tới trước mặt hắn, thế nhưng đều rơi xuống hóa thành vô hình. Khí thức trên thân hắn liên tục để thăng, vô số mảnh vỡ lớn trên bầu trời đều khôi phục. Một đạo thần quang đáp xuống, bùm bùm bùm, vô số khí tức tổ linh ngưng kết thành hình từ trên thân thể hắn. Không ngờ tại giờ khắc này hắn tấn chức cảnh giới tổ tiên. ủng hộ kênh qua linh linhhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cứ nhiên lúc này đồ cương bắt đầu phá tan quan khẩu tấn chức tổ tiên. Người bình thường, thời điểm muốn đề thăng cảnh giới, đều trăm phương ngàn kế tìm kiếm nơi bí ẩn, không bị người phát hiện, tránh tẩu hỏa nhập ma. Đồ cương ngược lại còn còn trực tiếp tấn thăng trong khi chiến đấu, ý đồ lợi dụng nguyên khí hào hùng làm lực lượng lột xác, bóp chết đối phương trong lúc giao chiến đây là thủ đoạn bá đạo của đám người có đại khí vận không được chuẩn bị đầy đủ phải có cự đại khí vận đồng thời nắm chắc đối với tương lai nếu không tuyệt đối không dám làm như thế thường thường có một số tuyệt thế lão ma đối đầu với đám cao thủ trẻ tuổi cao thủ trẻ tuổi mắt thấy sắp bị chấn áp đột nhiên thần thông kích phát đột phá cảnh giới chuyển bại thành thắng ngược lại chấn áp giết chết luyện hóa lão ma đây cũng là chuyện thường xảy ra cho nên một số tuyệt thế lão ma cũng không dám động thủ với người trẻ tuổi có đại khí vận, tránh cho việc càng đánh càng mạnh, đột phá trong chiến đấu. Đồ cương chính là một loại người như vậy, đối mặt với vô thường, hắn không chút do dự lựa chọn đột phá phong ấn, bạo phát lực lượng, cảm ngộ pháp tắc tổ tiên, minh mông thần uy buông xuống, hô ứng cùng bát bộ phù đồ, nhân bảo hợp nhất, lực lượng tăng lên, thiên nhân cảm ứng. Vô thường, ước chừng ngươi nằm mơ cũng không ngờ tới, ta còn có thủ đoạn này, thật ra ta đã tích trữ rất nhiều pháp tắc tổ tiên, Luyện chế bát bộ phù đồ, tu thành thượng phẩm tiên khí, chính là chờ đợi thời khắc này, nhân bảo đồng nguyên hóa thành tổ tiên. Ta, bản thân tấn thăng làm tổ tiên, ngươi nhất định là rất sợ hãi. A là cố ý dùng tu vi kim tiên để dụ dỗ, chờ ngươi tới giết ta, sau đó ta đột nhiên tấn thăng tổ tiên, giết ngược lại. Trên thân thể đồ cương, pháp tắc kim tiên vô cùng thô to giống như từng đầu cự long bay ra, bùm 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 loạn hưởng, biến thành pháp tắc tổ tiên. Từng đạo pháp tắc tổ tiên thật giống như hình người, là một vị tổ thần. Mỗi một đạo pháp tắc đều là một vị tổ tông thần linh câu thông bổn nguyên. Thượng phẩm tiên khí bát bộ phù đồ liên tiếp tạo ra vạn tiếng rồng ngâm, giống như quần long đang ngâm sướng kinh văn. Thủy tổ long đế kinh, kinh văn mà quần long ngâm sướng kết thánh một tờ văn chương, giống như thiên mạc, từng đạo rủ xuống bao trùm toàn thân đồ cương, thiên không. Trên đầu của hắn, mọc lên sừng rồng, khoảng chừng 9981 nhánh, khí tức cửu cửu trí tôn từ trên người hắn truyền ra. Hắn tung ra một chảo, tất cả vũ tiễn đều tan biến, bước lên một bước, không ngờ tới rất gần phương hàn hóa thân thành vô thường, long nhãn mở ra, tinh hà lưu chuyển. Tổ tiên, tổ long, vạn tổ chi tông, trong cổ họng của hắn phát ra thanh âm nặng nề, giống to một tiếng có thể trực tiếp giết người. Tất cả pháp tắc kim tiên đều chuyển hóa thành pháp tắc tổ tiên. Đồng thời hỏa diễm từ trên người hắn bốc lên hừng hực, nguyên thủy chi khí từng đạo linh mạch kịch liệt bị thiêu đốt phương hàn đã nhìn thấy từng đạo linh mạch vạn vẹo biến thành vô hình khó trách người này không dám hao tổn tiền bạc tranh đoạt với phương hàn thì ra là tích góp từng tí một nguyên thủy chi khí chuẩn bị trùng quan kim tiên trùng kích vào tổ tiên cần vô tận nguyên thủy chi khí chỉ có thể thừa chứ không thể thiếu nếu không trong quá trình trùng quan mà thiếu nguyên khí bản thân lập tức gặp tai vạ đồ cưng tự nhiên không có tiền tài hùng mạnh như phương hàn trên người có một đạo vương cấp linh mạch cho nên không dám dùng nhiều. Khi hắn bạo phát, đạo húc thánh tử, thần nhất mi đều trực tiếp bay vào lòng sông, truy giết đám đệ tử chấp pháp thần ngục của thiên đình kia. Đám đệ tử này bị mũi tên của Phương Hàn bắn trúng, tuy bản thân trọng thương, thế nhưng vẫn chưa chết, còn đang chạy thục mạng. Nhưng mà Phương Hàn cũng không quản đám người này, hắn biết đạo húc thánh tử, thần nhất mi hoàn toàn có thể truy kích giết chết đám đệ tử thần ngục này. ầm ầm, trời long đất lở. Đồ cương mang theo lực lượng của thượng phẩm tiên khí bát bộ phù đồ oanh kích tới, Phương Hàn đứng trên mặt sông vẫn không nhúc nhích lẳng lặng nhìn đầu cương oanh kích, đợi lực lượng tới trước mắt hắn mới giơ tay lên quyền đầu đụng độ. Một quyền này chính là kỷ nguyên thần quyền. Lực lượng của hắn bộc phát ra kỷ nguyên thần quyền, bốn phía quanh thân đột nhiên có vô số đồ họa xoay quanh, là một bức văn minh sử kỷ nguyên diễn lại. Lực lượng của hắn sau khi luyện hóa tàn phiến tạo hóa, thần khí trong nội đan Long kình lại lần nữa gia tăng, tinh thể thần quốc trong cơ thể không thể phá vỡ, là thần quốc vĩnh hằng, thần quốc vĩnh sinh trong một quyền, có thể thấy được là do vô số tinh thể thần quốc kết hợp lại mà thành, trăm ngàn tỷ đại trận răng rắc vang vọng, trong mỗi một thần quốc, hàng tỷ tinh thể ma sát chấn động. Hai quyền va chạm, bụp lấy hai người làm trung tâm, từng vòng tròn đồng tâm phát tán, đó là năng lượng cự đại ba động truyền ra, lan tới đâu, nơi đó đều biến thành cho bụi. Tại trong rung động bát bộ phù đồ trên đỉnh đầu đồ cương đột nhiên vỡ ra. Vạn long bên trong phát ra tiếng rên gì thống khổ, mà thân thể của hắn lại như đồ sứ thoáng cái nứt vỡ, máu tươi từ vết nứt trào ra một hồi va chạm vừa rồi hắn đã bị phương hàn đánh vỡ chuyện gì vậy vô thường lực lượng của ngươi đây là loại đạo thuật gì toàn thân đồ cương run rẩy liên tiếp lui về phía sau ý đồ tiến vào trong vô tận khe hở không gian tốc độ của hắn cực nhanh hơi lập lòe tầng tầng không gian sương mù đã bao phủ toàn thân hắn khe hở không gian cùng sương mù lập tức che lấp khí tức của hắn sắc mặt phương hàn không chút biểu tình Đại thủ vươn ra, cự trưởng đông ngịt hoàn toàn phá hủy không gian sương mù, xâm nhập vào không gian sâu nhất, từng tầng không gian bị phá vỡ, áp xúc, nguyên bản không gian đứt gãy cự đại lập tức bị pháp lực cường đại biến thành cho bụi. Đồ cương thoáng cái liền bị lôi ra khỏi đó. Ma đầu phương nào, dám động thủ trước sơn môn hư gia ta? Nhanh chóng quỳ xuống hàng phục, ta tha cho các ngươi khỏi chết. Đúng lúc này, rất nhiều tiếng nổ lớn truyền tới. Tại bờ trường hà bên kia, khoảng chừng có 9 đạo cầu vòng theo gió vượt sóng mà tới. Trong những đạo cầu vòng kia đều hiện ra một đạo thủ trưởng cự đại, năm ngón tay mở, mỗi ngón tay đều giống như kình thiên đại trụ, chấn áp vạn cổ, băng diệt hết thảy. Cư nhiên khi Phương Hàn đối chiến cùng Đồ Cương làm kinh động tới cường giả tuyệt đỉnh của Hư gia. Mỗi một đạo cầu vòng đều mang theo khí tức tổ tiên vô thượng, cũng không phải là kim tiên. Cao thủ tổ tiên trong Hư gia cảm thấy nguyên khí ba động, cho nên mới chạy tới. Nếu không kim tiên cũng không có khả năng phát hiện ra ba động này chư vị cao thủ hư gia đây là đệ nhất tội phạm truy nã thiên đình vô thường hắn to gan lớn mật dám chặn giết đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình chúng ta mau chóng xuất thủ công lao của các ngươi không nhỏ đâu đồ cương thoáng thấy cứu tinh đến đột nhiên thoáng cái thi triển ra một môn thần thông huyền diệu vô địch tuổi thọ toàn thân kịch liệt thiêu đốt bùng phát thoáng cái thoát khỏi trói buộc của phương hàn cùng lúc đó hỏa diễm do thiêu đốt tuổi thọ sau lưng của hắn ngưng kết thành một pho tượng hoàng giả cự đại mệnh hoàng vô địch đại thiên thần quyền thi triển ra một môn võ học mạnh nhất trong chư hoàng vũ kinh. Ở bên trong chư hoàng vũ kinh, hư hoàng, khí hoàng, hy hoàng, đám hoàng giả võ học đều ẩn chứa thiên địa trí lý. Nhưng mà bên trong đám chư hoàng, mệnh hoàng không sai biệt lắm lại là số một, bởi vì mệnh hoàng tham ngộ mệnh chi đạo, lấy thọ làm dẫn, lấy mệnh làm thuật, bạo phát ra, là nhân tài kiệt xuất trong chư hoàng. Mệnh là một loại tồn tại kỳ diệu. Vận là thiên địa đại đạo. Vận mệnh kết hợp, xuyên qua thiên địa kỷ nguyên. Mệnh Hoàng tuy nghiên cứu mệnh lý, cơ hồ cũng chiếm được một nửa đại đạo. Không thể tưởng được đồ cương học được tuyệt học mệnh Hoàng trong chư Hoàng Vũ Kinh, đánh ra một quyền, mệnh lý ẩn chứa trong đó, áp bách chân khí, phản kích lại phương hàn. Tả ma, buông đệ tử chấp pháp thần ngục của thiên đình ra. Mau chết, không ngờ là tả ma vô thường, tới hư gia ta quấy rối, chẳng lẽ tưởng hư gia ta không có người. Hư gia ta vừa vặn bắt toàn bộ đám người các ngươi giao cho thiên đình, thu được kỳ công bất thế, liên thủ chấn áp, phong tỏa hư không. Không nên để tà ma bỏ chạy. Giết! Cự trưởng trong những đạo cầu vòng kia nghe thấy đồ cương gầm rú, thần niệm cường hoành liền bắn phá tới, sát khí lẫm nhiên, đại trận tự nhiên bao phủ xuống, bầu trời như bị kéo thấp xuống. Mỗi một người đều là phế vật. Ánh mắt phương hàn quét qua, lù lù bất động, vững vàng giống như thần sơn, mãi mãi bất động, duệt. Sau lưng của hắn đồng dạng xuất hiện chín đại thủ nguyên khí, không ngờ là thực thể, đụng vào chín đạo cầu vòng đang đáp xuống đại thủ của đạo cầu vòng hạ xuống trước tiên bị chấn động vỡ tan huyết vũ phiêu tán rơi rụng cầu vòng đứt gãy đồ cương thấy vậy mà hãi hùng khiếp vía sau đó liên tục là những tiếng nổ mạnh tám đại thủ cầu vòng đều bị đánh vỡ phương hàn dùng một kích phá vỡ thế công của chín đại tổ tiên nghiệp trướng thanh âm từ một nơi xa xôi truyền tới tựa hồ như chín đại tổ tiên chính thức chạy tới thân hình của phương hàn rốt cục cũng động cước bộ đạp mạnh nước sông trên trong trường hà đều bốc hơi khắp nơi đều xuất hiện từng đạo mảnh vỡ không gian, cước bộ của hắn làm dung chuyển hết thảy, trên bầu trời xuất hiện vô số tinh đấu theo thân thể hắn mà xoay tròn. Pháp lực hào hùng mà cường đại làm cho đồ cương thiếu chút nữa bị chấn đắc vỡ tan, hắn liền oa một tiếng phun ra một ngụ máu tươi. Mệnh hoàng thần quyền đánh ra được một nửa đã hoàn tán loạn. Sau đó trong ánh mắt hoảng sợ của hắn chứng kiến ngón tay của Phương Hàn duỗi ra, từng đạo vết rách theo đo tràn ngập lan ra ngoài, cách không oanh kích, chín đạo thời không chi môn giống như kinh tử xuất hiện bốn phía quanh thân thể hắn lực lượng của hắn giống như bài sơn đảo hải oanh kích vào trong thời không chi môn lập tức phía sau chín tòa thời không chi môn chuyển tới chín tiếng kêu thảm không ngờ toàn bộ đều bị phương hàn cách không kích thương cái này chín vị vô thượng tổ tiên của hư gia bị hắn cách không kích thương đồ cương thoáng thấy một màn thiếu chút nữa sợ tới mức hôn mê phương hàn liên tục cười lạnh thoáng cái chụp tới giống như ưng chụp thỏ trực tiếp bắn lấy hắn tay áo phất một cái liền trực tiếp tan biến trên lương hư hà lại khôi phục vẻ bình yên vốn có thậm chí ngay cả đạo húc thánh tử thần nhất mi cũng vô thanh vô tức rời đi tại không lâu sau khi phương hàn rời đi vô số khí tức cường đại vượt thời không mà đến hiên ra một số cao thủ của hư gia đám người đều đưa mắt nhìn nhau trong đó đó chính nhân vật địa vị cực cao sắc mặt tái nhợt dường như mới khôi phục vô thường đó chính là vô thường sao tại sao hắn lại cường hoành như thế không thể diễn hóa ra thời không chi môn oanh kích khiến nguyên khí của chúng ta đại thương cỗ lực lượng kia quả thực là không thể chống lại chuyện này nghiêm trọng đây liên lụy đến cả thần tộc vô thường đã đầu nhập vào thần tộc hư gia chúng ta phải nghiêm ra đề phòng mới được trước tiên đem tin tức này báo cho thiên đình đã bên trong một tòa sơn mạch tại hư châu mây mù lượn lở thương tùng rậm rạp khắp nơi đều là nước rơi suối chảy linh vượn tiên hạc bạch lộc các loại linh thú lượn lở qua lại hiện ra khí chất của nhất phái tiên gia trong hư châu đây là dãy núi lớn nhất kéo dài không dứt phong cảnh như vẽ chính là bởi vì như thế cho nên hư châu đặc biệt rất nhiều tán tu còn có một số môn phái nhỏ đều định cư trong đó không tranh quyền thế mặc dù như thế thế nhưng bởi vì hư châu quá lớn vẫn có một số nơi sơn thủy không có người ở phương hàn nhìn một mảnh non xanh nước biếc không một bóng người liền đáp xuống hắn một tay nhấc một tay nhấc đồ cương thi triển phong ấn hoàn toàn giam cầm kẻ này, ngay cả nửa điểm thần niệm cũng không thể truyền ra, giống như chó chết bị ném vào trong dòng nước phía trước, mặc cho thác nước cọ rửa. mà đạo húc thánh tử, thần nhất mi trong tay đều tóm đám đệ tử thần ngục, mỗi tên đều bị phong ấn. sư đệ, may là sáu tên đệ tử này đều bị ngươi đánh chúng, nguyên khí đại thương, nếu không thật đúng là chúng ta cũng khó bắt được bọn chúng. nhất là tên lục nhĩ linh vương hùng chân tông, trên người có một môn thần thông thiên độn thập chuyển, chui vào sâu trong địa mạch nếu như không phải ta thi triển ra đạo thuật thần du cửu thiên bọn chúng thật sự sẽ chạy mất đạo húc thánh tử cũng ném đám người này xuống nhìn đám người này bị thác nước cọ rửa nhìn đồ cương bị phong ấn không thể nhúc trên mặt liền hiện ra khoái cảm báo thù xử lý đám người này thế nào bây giờ thần nhất mi nói giết toàn bộ hay nhốt lại nhưng mà nói đi cũng phải nói lại sư đệ ta thật không tưởng nổi ngươi cư nhiên có thể đạt được loại cảnh giới này vừa rồi khoảng chừng chín lão ngoan đồng cấp bậc vô thượng tổ tiên của hư gia xuất thủ ngươi cư nhiên có thể đánh lui bọn họ, còn mở ra thời không chi môn đem lực đạo tiến vào trong đó công kích, thôi toán vị trí của bọn họ, khiến bọn họ bị thương. Cái này chỉ sợ là tổ tiên đỉnh phong mới có thể làm được, hiện tại ta thật sự không thể tưởng tượng nổi, nếu như sau khi người tấn thăng tới tổ tiên sẽ uy mãnh thế nào. Một vị kim tiên đối mặt với công kích của chính đại vô thượng tổ tiên, sau khi trực tiếp đánh tan hết thảy, còn mở ra thời không chi môn, thôi toán ra vị trí cụ thể của bọn họ, đem lực đạo tuyệt thế oanh kính vào kích thương chín đại vô thượng tổ tiên vấn đề này nói ra cũng sẽ chẳng có ai tim trước kia lúc phương hàn chưa luyện hóa tàn phiến tạo hóa thần khí cùng thương tâm cung tuyệt tình tiến pháp lực tuy có thể xé rách tổ tiên thế nhưng cũng không có năng lực thắng được vài vị tổ tiên liên thủ thế nhưng hiện tại hoàn toàn bất đồng tàn phiến tạo hóa thần khí trong nội đan độ chiến liệt long kình làm lực lượng của hắn tăng lên gấp đôi thương tâm cung tuyệt tình tiến cũng cho hắn đại lượng pháp tắc tổ tiên thực lực mới có thể kinh thế hãi tục như thế, tới tình trạng hù chết tiên nhân. Nhất là ở sâu trong thần quốc của hứn du chi Phật đà thánh nhân đang được thắp lên, tùy thời tùy khắc chiếu sáng, cơ hồ cũng có thể giống như đồ cương, tấn thăng đến tu vi tổ tiên. Đối với phương hàn một chiêu đánh tan chín đại tổ tiên, đạo húc thánh tử, thần nhất mi cơ hồ là bội phục sát đất. Làm sao bây giờ? Nhổ cỏ tận gốc, không lưu hậu hoạn. Phong duyên sư đệ. Ba tên đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình giao cho ta, bọn chúng phi thường cường hoành, ta chính là đang muốn đem bọn chúng luyện chế một môn đạo thuật tam dương nhất khí chân thiên nguyên thần đúng rồi sư đệ sau khi ngươi thu bát bộ phù đồ của tên đồ cương kia đồng thời rút lấy pháp tắc tổ tiên của hắn còn có rất nhiều loại thần thông hãy lưu lại mạng sống của hắn giao cho ta hiện tại ta không hy vọng chết ta muốn vĩnh viễn tra tấn khiến cho sau khi hắn nhận hết thống khổ nhân gian cuối cùng mới hoàn toàn diệt vong hận ý của đạo húc thánh tử đối với đồ cương cho dù dốc hết nước tứ hải cũng khó rửa sạch tự nhiên là thế rồi tam dương nhất khí chân thiên nguyên thần cần có căn cơ đại khí vận của ba người ít nhất đều là tu vi kim tiên tiếp cận tổ tiên sau đó vận dụng tam dương khai thái chi thuật tế luyện bọn chúng rót vào tổ tiên nguyên thần của chúng ta trải qua lâu ngày khiến cho bọn chúng cũng vượt qua kiếp số tấn chức tổ tiên như vậy sau này chỉ cần ta khẽ động là có ba tổ tiên chân thiên nguyên thần thực lực đồng dạng vô cùng lợi hại đệ tử thần ngục của thiên đình vừa vặn là tài liệu phù hợp thần nhất mi cũng hớn hở nói tam dương nhất khí chân thiên nguyên thần là pháp môn trong bí điển của vũ hóa môn chúng ta phi thường thần diệu bất quá tài liệu rất khó kiếm sau khi tu thành sẽ có uy lực không gì sánh kịp đạo húc thánh tử giải thích sau đó khoanh chân ngồi xuống đánh ra từng đạo thủ pháp huyền ảo mỗi một thủ pháp đều hiện ra diệu dụng âm dương hòa hợp trong khoảng thời gian ngắn ba đệ tử thần ngục trong tay đều biến thành một đạo thần quang bị thu vào trong thần quốc của hắn thần nhất mi cũng bắt đầu tu luyện hai người kia cũng thật to gan lớn mật trực tiếp đem đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình biến thành tài liệu, bắt đầu tu luyện thần thông. Phương Hàn gật gật đầu, đám người đồng môn to gan lớn mật như vậy, hắn tự nhiên cũng can đảm hơn nhiều, huống chi từ trước tới giờ hắn cũng không biết sợ ai. duỗi tay tung chảo, liền giải trừ phong ấn cho đồ cương. Thân thể đồ cương bật dậy, ha ha trường khiếu, vô thường, ngươi đúng là ngu xuẩn, cư nhiên giải khai phong ấn, ta đã đợi thời khắc này rất lâu rồi. Mệnh hoàng tam phi, cấp tốc trở lại thiên đình, trong lúc nói chuyện hắn trực tiếp xông lên tầng mây tan biến nhanh không thể tưởng tượng nổi sắc mặt phương hàn vẫn bất động cũng không đuổi theo chỉ đưa tay ra đại thủ kéo dài không gian áp xúc chui vào thương khung một lần nữa kéo đồ cương trở lại xoạch đồ cương từ trên trời rơi xuống bị một cỗ đại lực trực tiếp quăng ngã đầu óc choáng váng miễn cưỡng bò lên nhìn sắc mặt âm tình bất định của phương hàn qua mấy hơi thở hắn lại gầm lên giận dữ bát bộ phù đồ trên đỉnh đầu một lần nữa ngưng tụ thành hình Uy nghiêm của thượng phẩm tiên khí hiện ra, ánh mắt Phương Hàn khẽ động, cánh tay lại duỗi ra, vô luận đồ cương biến hóa thế nào cũng không thoát được, bị hắn cứng rắn dùng một tay ấn lên đỉnh đầu, thu lấy bát bộ phù đồ, từng đạo long khí từ trên người xông ra, dũng mãnh tiến vào trong thượng phẩm tiên khí bát bộ phù đồ. Phốc, đồ cương học ra một ngụm máu tươi, hắn cảm thấy lực lượng của thượng phẩm tiên khí bát bộ phù đồ đang không ngừng bị tước đoạt, kiện bổn mạng pháp bảo này dần dần không còn thuộc về mình nữa. Không hắn phát ra thanh âm điên cuồng thân thể trực tiếp đánh tới xuất ra đạo đạo mệnh hoàng thần quyền ầm um, ầm um. phương hàn dùng một tay bắt lấy bảo tháp bắt bộ phủ đồ một tay mãnh liệt lật trực tiếp ép đối phương xuống mặt đất thật giống như con cóc bị chèn ép vậy độ chân pháp thân thể đồ cương phủ phục trên mặt đất đột nhiên thoáng cái hòa tan giống như đại địa biến thành chất lỏng cả người hắn chìm vào trong đó tan biến không ngờ lại muốn chạy trốn phương hàn bước lên giống như hoàng giả buông xuống cước bộ đạp trên mặt đất Lập tức ở mặt đất phía xa, giống như núi lửa phun trào, bầy chim bay loạn, mặt đất xuất hiện một lỗ thủng lớn, một thân ảnh bi đại lực chấn bay ra, thì ra là bị một bước của Phương Hàn khiến mặt đất rung động, chấn bay đối phương ra. Đồ Cương, hiện tại ngươi đã biết cái gì gọi là lên trời không đường, xuống đất không cửa chứ? Trên người Phương Hàn phát ra từng đạo dây thừng, như cầu vòng trực tiếp cuốn lấy Đồ Cương kéo về, ném trên mặt đất. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải là vô thường, vô thường tuyệt đối không lợi hại như vậy ánh mắt của đồ cương thập phần hoảng sợ nhìn phương hàn hóa thân thành vô thường giống như trông thấy quỷ vô thường chỉ là tổ tiên bình thường cho dù lợi hại hơn nữa cũng không thể lợi hại tới trình độ này hơn nữa ngươi còn chưa từng thi triển ra kiếm thuật đạo thuật của vô thường đúng vậy ta cũng không phải là vô thường mà là đệ tử phong duyên của vũ hóa môn người ngồi tại ghế lô số 77, mà hai vị đây là đạo húc thánh tử và thái thượng trưởng lão thần nhất mi lá gan của ngươi thật lớn cư nhiên dám có chủ ý với hư mộ vân không còn cách nào khác ta đành phải giết chết ngươi thôi phương hàn thản nhiên nói hình thể vô thường cũng không thay đổi ngươi trong cổ họng đồ cương khanh khách rung động thật giống như bị sặc vậy phong duyên ta không biết thế nhưng đạo húc thánh tử chính là bại tướng dưới tay ta cho dù tổ tiên cũng bị ta đánh thành bộ dạng như chó nhà có tang ha ha chó nhà có tang bị người nhạo báng ngươi vĩnh viễn không cách nào quang minh chính đại thắng được ta đến lúc này còn dùng phép khích tướng Đạo Húc Thánh Tử đứng thẳng lên, giọng nói âm lãnh, đồ cương ngươi hung hoành. Thế nhưng lại thật không ngờ có ngày hôm nay, vô thanh vô tức chết ở chỗ này. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội công bằng quyết chiến sao? Chết chính là chết. Không có nói nhảm nhiều như vậy, từ nay về sau nhân sinh tuyệt vời của thiên giới, truy cầu cảnh giới cực cao đã không còn thuộc về ngươi nữa. Sư đệ, trước tiên phế hắn đi. Được. Phương Hàn đặt một trưởng lên trên đỉnh đầu đồ cương, vơ vét hấp thu từng đạo thần thông, các loại pháp môn tu luyện của Long Tộc, còn có thần thông mệnh hoàng trong cơ thể đối phương, đều nhét vào trong thần quốc của bản thân, lực lượng một lần nữa no đủ. Cuối cùng đồ cương kêu thảm một tiếng, thân thể héo rút, cảnh giới không ngừng lùi lại, từ tổ tiên đến kim tiên, thiên tiên, chân tiên, hư tiên. Cuối cùng giống như Âu Dương Lão Tổ, trở lại tình trạng trường sinh bí cảnh. Loại tu vi này tại thiên giới cũng không bằng một con kiến, tùy tiện đi ra ngoài cũng sẽ bị một đầu tiên thú ăn thịt. Phù! Phương Hàn vừa hít một hơi, Lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng sôi trào, tựa hồ tùy thời đều có thể tấn thăng tổ tiên. Đồ Cương vừa mới tấn thăng tới cảnh giới vô thượng tổ tiên, pháp lực phi thường tinh thuần, bị Phương Hàn hấp thu toàn bộ, các loại pháp tắc vừa xông vào, thần quốc trong cơ thể lập tức lột xác, pháp tắc kim tiên giống như kình thiên trụ của Phương Hàn bắt đầu giải thể, hòa tan, biến thành chất lỏng, giống như tổ mà không phải tổ, chuẩn bị kết hợp cùng với một cỗ tổ linh nguyên mạnh ở sâu trong hư không. Đây là dấu hiệu sắp thông hiểu tổ đạo, tấn chức tổ tiên nhưng mà trước đó ta phải chuẩn bị sẵn sàng hoàn toàn luyện hóa bát bộ phù đồ hai tháp hợp nhất phương hàn lập tức biết sẽ phát sinh chuyện gì cưỡng chế ngăn chặn nguyên khí tổ linh đang dục dịch một trưởng đánh nát thượng phẩm tiên khí bát bộ phù đồ bát bộ phù đồ là đồ cương luyện chế vừa bị đánh nát hồng hoang tổ long ở bên trong phát ra tiếng kêu thê lương trực tiếp biến thành chân long bá đạo bay vào trong bổn mạng bát bộ phù đồ của phương hàn hai tháp dưới pháp lực cường hoành của phương hàn dần dần hợp nhất liên tục là những thanh âm nổ mạnh từ bên trong thân thể phương hàn truyền tới nhưng mà mỗi một lần nổ mạnh qua đi thân thể phương hàn lại trở nên cao lớn thêm một chút sau lưng mỗi một vị thần linh tại tinh thể thần quốc trong cơ thể của hắn đều có một con hồng hoang tổ long sống động bổn mạng pháp bảo bát bộ phù đồ do chính hắn luyện chế hiện tại hai tháp hợp nhất liền biến thành thượng phẩm tiên khí hai tháp bát bộ phù đồ hợp nhất thực lực của phương hàn một lần nữa tăng trưởng áp lực cảnh giới một lần nữa bạo phát như muốn phun trào Lúc này đây Phương Hàn mới chân chính tích xúc đỉnh phong, từ khi tấn chức kim tiên đến giờ không ngừng thôn phệ, cũng không biết hắn đã thôn phệ bao nhiêu đại nhân vật, mộ dung sĩ, kim diệt ngọc, tào chính dương tám đại đệ tử thần ngục, âu dương sương lão tổ, thương tâm cung, tuyệt tình tiến, tàn phiến tạo hóa thần khí, còn có kiện thượng phẩm tiên khí bát bộ phù đồ vừa rồi, toàn bộ thần thông pháp tắc, tinh huyết nguyên khí của đồ cương. Những vật này toàn bộ cộng lại, cho dù một trăm vị kim tiên cũng bị đè nổ tung, hài cốt cũng không còn. Nhưng mà phương hàn dung nạp xuống, hiện tại lại phát sinh biến hóa, từ lượng biến đến chất biến. Cảnh giới tăng lên, từng đợt từng đợt khí tức tổ linh từ hư không buông xuống, nguyên thủy chi khí trong thân thể của hắn tự động được thiêu đốt. Từng đợt từng đợt tức tổ linh từ trong hư không buông xuống, từng đoàn nguyên thủy chi khí tự động được thiêu đốt trong thân thể hắn. Những linh mạch nguyên khí ẩn chứa khí tức vương giả kia thật giống như dầu sôi bị hỏa diễm đốt, khiến toàn thân phương hàn biến thành một ngọn lửa cự đại, có thể so sánh với đại nhật trên bầu trời nguyên bản trong dãy núi liên miên vô tận mưa bụi mông long thế nhưng hỏa quang trên người phương hàn vừa tỏa ra lập tức khiến bầu trời trở nên trói trang tất cả thủy khí đều bốc hơi mặt đất khô héo thác nước biến thành vũng bùn khô cạn thậm chí đá dưới chân cũng bắt đầu bị hòa tan sau khi qua mấy hơi thở ngọn sơn phong nơi phương hàn đứng liền biến thành nham thạch nóng chảy cuồn cuộn cuối cùng nham thạch bị luyện thành cho bụi hư vô tán nhập vào trong không gian bụi bặm phương hàn giống như một cái hắc động không ngừng áp xúc Hòa diễm tỏa ra trên người có thể thiêu đốt hết thảy thành hư vô. Đạo húc thánh tử, thái thượng trưởng lão thần nhất mi đã sớm trốn ra thật xa. Khiếp sợ nhìn Phương Hàn, phong duyên sư đệ, lần này tấn chức tổ tiên động tĩnh thật sự quá lớn, không biết có thành công hay không. Phong vân biến sắc, đại địa rung động, hắn tích xúc quá mức hùng hồn, lại chiếm được truyền thừa của cốt thánh, tấn chức thành tổ tiên lực lượng sẽ rất cường hoành, thế nhưng cũng gian nan hơn vạn lần so với người thường. Trong đạo kinh cổ xưa có ghi lại, rất nhiều đại thiên tài như vậy, Tại thời điểm tấn thăng cảnh giới sẽ gặp nguy hiểm cực kỳ, bị thiên địa đố kỵ, thậm chí đại đạo cũng không dung nạp. Trên mặt thần nhất mi hiện lên vẻ lo lắng, cũng không hề cảm thấy lạc quan, hai tay hắn bắt đầu đánh ra tầng tầng phong ấn, đều bao vây phiến thiên địa này lại, tránh cho khí tức tiết ra ngoài bị cao thủ phát hiện sẽ rước lấy phiền toái. Tuy bọn họ thần không biết quỷ không hay hóa thành vô thường, cùng thần tộc diệt sát đệ tử chấp pháp thần mục của Thiên Đình, thế nhưng dù sao cũng không phải là chuyện quang minh gì một khi bị người phát hiện tiết lộ bí mật sẽ gặp đại họa lâm đầu vũ hóa môn cũng không thể bảo vệ được chúng ta trước tiên cứ nhìn xem nếu thật sự không được trên người chúng ta còn có vài món cổ bảo thậm chí bổn mạng tinh huyết cũng có thể hộ pháp giúp sư đệ chấn áp nguyên linh một khi sư đệ tu thành vô thượng tổ tiên trong đám thánh tử chúng ta lại có thêm một vị cao thủ tuyệt đỉnh đến lúc đó ta xem một số đại môn phái khác sẽ phản ứng thế nào nhất là bảy thánh tử của thái nhất môn tại thời điểm đi thái cổ chi khư không biết bọn chúng sẽ có vẻ mặt thế nào. Đạo húc thánh tử ngược lại chân thành hy vọng Phương Hàn đột phá cảnh giới. Tốt, chúng ta âm thầm chuẩn bị, chỉ cần một khi sư đệ xảy ra vấn đề, chúng ta sẽ hao phí tinh huyết thi triển ra đoạn tục vũ hóa chân khí, giúp hắn trên con đường nghịch thiên. Lời nói của hai người kia cũng không thoát khỏi lỗ tai Phương Hàn, trong lòng hắn âm thầm cảm kích, nhưng cũng không cần hai người này hỗ trợ, trí tuệ của hắn là hạng nào? Các loại tình huống hung hiểm đều đã qua được, huống chi là hiện tại. Hỏa diễm hừng hực thiên đốt, nguyên thủy chi khí sinh ra hỏa diễm nung khô pháp tắc kim tiên của hắn thành pháp tắc tổ tiên trong hư không từng đạo từng đạo pháp tắc truyền xuống kết hợp cùng thân thể hoàn toàn hóa thành khí tức độc hữu của tổ tiên hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy phương hàn trải qua biến hóa bát bộ phù đồ trong cơ thể không cần phải nói đã đạt tới thượng phẩm tiên khí đỉnh phong tam thập tam thiên trí bảo mặc dù không có tấn chức thế nhưng mỗi một kiện trong đó đều phát ra hào quang trói lọi tùy thời đều muốn biến thành đại nhật trên bầu trời chiếu dọi thiên giới nếu như không phải Phương Hàn kiệt lực áp chế, Tam thập tam thiên chí bảo sẽ chính thức bay lên trời cao, hóa thành 33 bánh xe mặt trời, tranh đoạt hào quang cùng đại nhật của thiên giới. Đây là thần đạo của vô thượng tổ tiên. Tam thập tam thiên chí bảo không tấn chức, trái lại tự do chi dực bắt đầu biến hóa. Phương Hàn cố ý tại thời điểm bản thân tấn chức liền tăng cường kiện bảo bối này, đại lượng pháp tắc tổ tiên rót vào phía trên đổi cánh. Duệt, đôi cánh này mạnh mẽ mở ra, khẽ vỗ sau lưng Phương Hàn, trong từng mảnh vũ mao đạn lam sắc cũng có rất nhiều tổ thần cư ngụ. Ở chỗ sâu xa trong thiên giới, một đôi cánh cự đại, cũng như ẩn như hiện truyền lại các loại tự do chi lực gia trì, khiến cho một đôi cánh này vỗ lên, có thể đi tới bất cứ địa điểm nào, không thứ gì có thể ngăn cản được tự do. Tự do chi dực biến thành thượng phẩm tiên khí. Tiếng sấm vang rền. Bầu trời cư nhiên xuất hiện từng đạo từng đạo tia chớp trong mây đen, cư nhiên ngưng kết lại với nhau biến thành một pho tượng hình người. Tia chớp hình người. Những tia chớp hình người kia, Mỗi đạo đều có khí tức tổ tiên, liên tục bổ xuống đỉnh đầu Phương Hàn. Lôi tổ chi kiếp, tại sao lại có nhiều tia chớp hình người như vậy? Lúc trước ta tấn chức tổ tiên cũng chỉ bị một đạo tia chớp nhân hình đánh xuống, đây là lôi tổ chi kiếp, tia chớp nhân hình nọ chẳng khác gì là một kích toàn lực của tổ tiên, có thể chống đỡ thành công, thôn phệ tia chớp này, bản thân sẽ chính thức biến thành tổ tiên, đây là kiếp số mà mỗi người đều có. Thế nhưng theo ta được biết, mỗi người chỉ có một kiếp, sao sư đệ lại có lắm như vậy? trông thấy nhiều tia chớp hình người như vậy đạo húc thánh tử liền giật mình hoảng sợ than vừa lúc đó những tia chớp hình người kia đều bổ xuống đạo sau tiếp đạo trước bổ về phía phương hàn mỗi một lần tiếp xúc đến thân thể của phương hàn liền phát ra tiếng bạo tạc kinh thiên động địa không gian bốn phía bị tạc thành mảnh vỡ giống như thủy tinh rơi xuống thần nhất mi phun ra một ngụ máu tươi cấm pháp mà hắn bố trí cũng bị phá vỡ phương hàn lại không hề động dung chút nào mỗi một lần tia chớp hình người trùng kích xuống Hắn đều há mồm phun ra một đoàn khí lưu, đoàn khí lưu này lập tức phá vỡ tia chớp hình người, hóa thành từng sợi điện lưu thẩm thấu tiến vào trong thân thể Phương Hàn, vì tinh thể thần quốc của hắn tăng thêm lực lượng, khiến cho tổ thần trong đó càng thêm lớn mạnh. Đây là độ kiếp đang biến tướng. Trên trên dưới dưới khoảng chừng trăm tia chớp hình người trùng kích xuống, nhưng đều bị khí tức của Phương Hàn đánh tan, thôn phệ tiến nhập vào thân thể, mỗi một lần thôn phệ, toàn thân Phương Hàn đều tỏa ra điện mang chói sáng. Đại đạo bất dung, chu diệt dị loại đột nhiên trên bầu trời xuất hiện thiên âm tựa hồ như do tự nhiên hình thành một đầu đại thủ lôi đình cự đại bổ xuống trong lòng bàn tay của cự trưởng đều là con mắt mỗi một con mắt đều có vô số mắt kép lập lòe tỏa ra lôi quang mang tính hủy diện muốn làm phương hàn bốc hơi đây là đạo húc thánh tử trông thấy lôi thủ đầy con mắt này toàn thân đều nổi ra gà đây là hình chi thủ chỉ khi thiên đình diệt dị đoan mới xuất hiện chẳng lẽ sư đệ là dị đoan hình chi thủ ánh mắt dày đặc trong thủ trường bổ xuống Lôi đình có thể làm cho tổ tiên bốc hơi. Lôi chi thiên quân, hộ vệ thân thể ta. Trăm triệu lôi đình bất xâm, nghe ta hiệu lệnh. Thời điểm hình chi thủ bổ xuống, Phương Hàn đột nhiên mở mắt, phía sau lưng hắn thậm chí xuất hiện một hư ảnh cao lớn. Hư ảnh này toàn thân đều là lôi phạt chi nhãn, mặc chiến quần, trên bảy tay cũng đều là con mắt. Có phần tương tự với hình chi thủ, hình thể của lôi đế thiên quân. Đạo húc thánh tử cùng thần nhất mi một lần nữa liên tiếp lui về phía sau, sao hắn có thể diễn hóa ra hình thể này? Là loại đạo thuật gì mà có thể khắc chế vạn lôi? Từ giờ trở đi lôi kiếp sẽ không thể làm gì được hắn nữa. Thật ra Phương Hàn đã rút ra hư ảnh của lôi đế thiên quân, từ trong trí nhớ của đám người Tào Chính Dương, nhờ Chu Thiên Nghi thôi toán. Lúc trước còn không thể thôi toán ra, thế nhưng hiện tại thoáng cái tấn thăng đến cảnh giới tổ tiên, thời điểm luyện hóa thương tâm cung, tuyệt tình tiến, Chu Thiên Nghi đã tấn thăng làm thượng phẩm tiên khí, thôi toán trở nên thần diệu hơn rất nhiều, rốt cuộc làm cho lôi pháp ngưng tụ thành bóng dáng của lôi đế thiên quân, mô phỏng ra uy áp. Lôi đế thiên quân sau lưng hắn bổ ra một trưởng, đối bính với hình chi thủ, lập tức liền đánh tan hình chi thủ, trăm ngàn con mắt rơi xuống, giống như sao băng rơi, toàn bộ bị Phương Hàn nuốt xuống. Phương Hàn đứng thẳng dậy, cước bộ tiến lên, vững vàng sừng sững, ngón tay chỉ lên trời, tựa hồ muốn tách thiên địa ra, khí tức tổ linh xoay tròn quanh thân, thật lâu mới tản đi. Nguyên khí bốn phía cũng yên tĩnh lại. Sông núi, đại địa bị phương hàn hòa tan không ngờ biến thành từng đạo địa thủy hỏa phong xoay tròn trong phạm vi 10 vạn dặm một số sinh linh động vật cũng đều sinh ra trong địa thủy hỏa phong cái này đạo húc thánh tử nhìn mà không thể tưởng tượng nổi đại địa sông núi mới vừa rồi bị phá hủy cư nhiên một lần nữa khôi phục lại trong địa thủy hỏa phong thậm chí sinh linh cũng không ngừng tụ lại thành huyết nhục hồn phách một lần nữa diễn sinh mà ra phản bản hoàn nguyên hóa tổ quy nguyên tông phương hàn cuối cùng khoanh chân ngồi xuống thiên địa đều ở trong lòng, pháp pháp như niệm, cải tạo càn khôn. Trong thiên địa, sương mù mông lung, sơn hà như vẽ, hoàng oanh ca sướng trên tảng cây, nước suối lưu chuyển, thác nước y ẩm rội xuống. Từng ngày từng ngày trôi qua, cư nhiên đã trở thành khung cảnh như ban đầu. Làm cho người ta có một loại tư vị như mộng tự huyễn. Đạo húc thánh tử thậm chí thấy được một bầy bạch lộc, đã tu thành cảnh giới hư tiên đang lao nhanh, bầy bạch lộc vừa rồi bị hóa thành cho tàn, hiện tại cư nhiên một lần nữa sinh ra, hơn nữa vẫn bảo trì tư thái như cũ. Tinh tế gặm nhai linh dược, hồn nhiên như chưa hề trải qua biến hóa sinh tử. Mỗi một chi tiết trong phiến núi non sông ngòi này, thậm chí ngay cả con cá nhỏ trong nước đều một lần nữa miêu tả ra, hết thảy đều còn nguyên, thiên địa chính là thiên địa. Sư đệ, ngươi đây là, ta đã tấn thăng đến cảnh giới tổ tiên, có thể thôi diễn vạn phương, cải tạo càn khôn. Thế nào? Phiến thiên địa này vẫn là thiên địa đúng không? ta miêu tả không có sai chứ từng cọng cây ngọn cỏ từng con chim viên đá hạt cát hạt mưa đều không có nửa điểm sai khác với nguyên lai like, đúng không phương hàn tự tin nói không có không có trong yết hầu của thần nhất mi vang lên thanh âm khẹt khẹt như bị vật gì đó mắc kẹt lại vậy ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé sư đệ thực lực của ngươi hiện giờ ta thật không biết dùng từ ngữ gì để hình dung nữa cái miệng của đạo húc thánh tử há to giống như con cóc muốn nuốt thiên nga vậy nếu như sư đệ thể hiện ra thực lực một số lão ngoan đồng của vũ hóa môn chúng ta chỉ sợ cười ngoác miệng chuyện này tốt hơn hết là giữ kín một chút nếu không cũng rất dễ chết non trong đám thiên tài đông đúc phương hàn tinh tế nói ta sẽ âm thầm phong ấn một bộ phận thực lực không biểu hiện ra sẽ cường hoành hơn một số tổ tiên bình thường đến lúc đó mới dễ dàng làm việc ta cũng không muốn bị thiên đình chú ý vậy cũng được truyền nhân cốt thánh thật ra cũng không có gì, thế nhưng rơi vào tai một số kẻ có dị tâm, sẽ tạo thành mưa gió. Hơn nữa thực lực của sư đệ quá mức kinh thế. Tiên nhân đều bị hù chết, nhất định phải phong bế lại. Hai người đều tán thành việc Phương Hàn phong bế một phần thực lực. Phương Hàn liền âm thầm phong ấn tám phần pháp tắc tổ tiên của mình lại. Đồng thời kiểm tra thoáng cái vương cấp linh mạch trong trí thiên môn, phát hiện mình bản thân tấn chức tổ tiên, chọn vẹn đã thiêu đốt năm vạn đạo linh mạch cấp 1. Hiện tại vương cấp linh mạch rút nhỏ gần như một nửa, loại tiêu hao nguyên khí khi tấn chức này, người bình thường thật đúng là không cách nào duy trì tiếp. Ngẫm lại nếu như có hai người tuyệt đại tài trí mưu lực kiệt xuất, như Phương Hàn tấn chức, sẽ tiêu hao trọn vẹn một đạo vương cấp linh mạch, ngoài trừ thiên đình ra, chỉ sợ không có môn phái nào có thể tiêu hao lớn như vậy. Nhưng mà Phương Hàn lại dùng cái này để đổi lấy thực lực thâm sâu khó lường, hiện tại chỉ sợ hắn thổi một hơi có thể trực tiếp giết chết tổ tiên cấp thấp, chớ nói chi là thi triển ra tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, 33 lần chiến lực, thậm chí hiện tại Phương Hàn cũng không cách nào tưởng tượng, nếu như mình thi triển ra 33 lần chiến lực rốt cuộc uy lực sẽ thế nào. Hắn cũng không dám đơn giản thi triển, không phải sợ người khác phát hiện, mà là một khi thi triển ra sẽ hủy diệt một mảnh thiên địa, sát thương quá nhiều. Hơn nữa, một khi thi triển ra 33 lần chiến lực, không biết sẽ tiêu hao bao nhiêu linh mạch nguyên khí. Trong đám người kim tiên cũng chia làm ba bảy loại, có kim tiên cấp thấp như môn chủ thiên tuyển môn, cũng có loại kim tiên yêu nghiệt biến thái giống như Tào Chính Dương. Đồ cương, không biết tổ tiên thì sẽ như thế nào? Thực lực có sai biệt giống như vậy hay không? Tổ tiên cao giai có thể chém chết trăm ngàn tổ tiên cấp thấp hay không? Tổ tiên đã là vị trí quý tộc tại thiên giới, kim tiên tại thiên giới cũng là bình thường, mà tổ tiên lại không giống như vậy. Phương Hàn biết, địa vị của mình ở thiên giới đã tăng lên khi đạt tới cảnh giới tổ tiên, chỉ cần vừa về tới Vũ Hóa môn sẽ trở thành thánh tử. Thánh tử cùng đệ tử hạch tâm hạt giống không giống nhau đúng rồi ta muốn tham gia cuộc chiến hạch tâm hạt giống của thiên đình không biết tấn thăng đến tổ tiên có thể tham gia hay không đột nhiên trong lòng phương hàn khẽ động nhớ ra vấn đề mấu chốt ha ha sư đệ là ngươi muốn được nghĩa nữ của vĩnh hằng thiên quân ưu ái làm con rể của vĩnh hằng thiên quân một bước lên trời đúng không đạo húc thánh tử nở nụ cười cái này ngươi cứ yên tâm thật ra cuộc chiến đệ tử thiên tài hạt giống hạch tâm do thiên đình tiến hành cũng trông cậy vào việc lựa chọn hạng người kiệt xuất đám người nổi bật trong số kim tiên chẳng qua chỉ dùng để bồi dưỡng mà thôi mà trong đám thánh tử chúng ta cũng sẽ có một hồi đại chiến đây mới thực sự là giao thủ cho nên đám đệ tử thần ngục thiên đình mỗi người đều muốn tấn chức tổ tiên tham gia chiến đấu giữa các thánh tử chỉ có thánh tử mới có thể nhận được nghĩa nữ của vĩnh hằng thiên quân ưu ái còn kim tiên chỉ là quần chúng mà thôi còn có chuyện như vậy vậy ta an tâm rồi trong lòng phương hàn giống như bỏ được tảng đá lớn xuống đi sư đệ chúng ta tới hư ra gặp hư mộ vân sau đó cùng nhau trở lại Trung Châu Vũ Hóa môn. Thế lực của Hư gia cũng rất lớn, nếu như sư đệ có thể có được Hư Mộ Vân, nạp làm tiểu thiếp cũng rất không tồi, sau này có thể dần dần nắm giữ một bộ phận thế lực của Hư gia. Ta không hề có ý nghĩ này. Phương Hàn lắc đầu, bước vào hư không, cùng hai người tan biến, hành tẩu về phía Hư gia. Nam Bộ Châu cũng là một đại châu, thổ địa rộng lớn, địa mạch nồng hậu, cơ hồ ở chỗ sâu trong mỗi một dãy núi đều ẩn chứa linh mạch phong phú được xưng là một trong những nơi ẩn chứa linh mạch dày đặc nhất trong các đại châu thiên giới một đại châu được gọi là giàu có chủ yếu là nhìn trình độ phân bố dày mỏng của linh mạch tỷ như thần châu tịnh thổ thần bí nhất cơ hồ cách vài bước là thấy một con suối con suối ở đây chính là linh mạch nam cung thế gia ở trong nam bộ châu chính là chúa tể tuyệt đối một thế gia nắm giữ đại châu giàu có thực lực bản thân cực kỳ cường hoành có thể so sánh với một số thế gia vương giả như mục giã hiên viên âu dương nghe đồn trong thế gia này có rất nhiều lão ngoan đồng, thánh tiên, thậm chí trí tiên tọa chấn. Chỉ có điều không hiển hách như mục giá thế gia, không có một vị thiên quân mà thôi. Nam cung thế gia ở giữa hai ngọn núi. Nơi tiếp giáp giữa hai ngọn núi này, giống như thiên nhân câu thông âm dương, hai ngọn núi sừng sững ở giữa Nam Bộ Châu, có phong cảnh tú lệ, có sơn thủy hiểm ác, quái thạch lởm chởm, dòng nước chảy xiết. Thật giống như một nửa là tiên cảnh, một nửa là ma vực. Nam cung thế gia tọa lạc tại chỗ sâu nhất, ở trong tiên cảnh mà đệ tử rèn luyện đều tới ma vực chém giết. Nghe đồn thời xa xưa hai ngọn núi này, được một vị cao thủ thần bí vô thượng tạo nên, câu thông tiên ma, phân chia thành hai giới. Trong tiên cảnh, khắp nơi đều là hào quang thụy khí, trên núi có vô số linh tuyển phun ra quang huy, mỗi một đạo linh tuyển đều là một linh mạch. Đệ tử hành tẩu ở trong đó, có thể tận tình hấp thu nguyên thủy chi khí. Cung điện huy hoàng được xây dựng trong núi, vô số long, phượng, côn bằng, kế mông, các loại thần thú nhàn nhã dạo chơi bên trong, thật giống như thú của thiên đế. Chuyện này còn có thiên lý, còn có vương pháp không? Muốn chết. Vũ Hóa Môn, Phong Duyên, đây quả thực là muốn chết rồi, trên trời dưới đất, không ai có thể cứu được bọn hắn. Lúc này, trong phòng họp của một tòa cung điện, có người rít gào vỗ mạnh bàn. Thanh âm truyền ra ngoài mang theo sát khí đằng đằng, làm cho một số côn bằng thần điều cử đại bị chấn đắc hôn mê, rất nhiều chim thú bay loạn. Tại một cái bàn tròn màu vàng, chung quanh trọn vẹn có 20 lão nhân đang an tọa, sau lưng mỗi lão giả đều có vài tên cái lão hạt giống kim tiên, cao ngạo đứng sừng sững, mỗi một người đều thoát ra sát khí nồng đậm. Nam Cung Hoành cũng là phế vật, cư nhiên bị người ta khống chế, bắt quỳ tới 3 ngày ba đêm. Làm mất hết cả thể diện của Nam Cung Thế ra đem chúng ta, chuyện này đã truyền ra ngoài, người của hiên viên Thế Gia đã lập tức tìm tới tận cửa rồi. Tuy nói là ăn ủi, thế nhưng lại đang cười vào mũi nam cung thế gia chúng ta. Một lão giả gầm lên, sau đó ánh mắt quét bắn tới bốn người, Nam Cung Sát, Nam Cung Diệt, Nam Cung Nguyên, Nam Cung Hiền, bốn người các ngươi thân là thái thượng trưởng lão của Nam Cung thế gia, đều là tuyệt đại tổ tiên, cư nhiên bị một tên Kim Tiên Diệt Uy Phong, còn là mất thương tâm cung, tuyệt tình tiến mà tỉnh thánh lão tổ truyền lại, đây là đại tội, ta xem các ngươi giải thích thế nào? Nam Cung Diệt sừng sững đi lên, sắc mặt đen kịt, cũng tức giận không nhẹ, Phong duyên tiểu tử kia pháp lực vô cùng thâm hậu, tại trong mộ của Quỷ Vũ Thánh Quân, không biết làm sao mà chiếm được truyền thừa của cốt thánh, chúng ta tuy cao hơn hắn một cảnh giới, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào chống lại lực lượng của thánh nhân. Việc này phải bẩm báo cho áp lực. Nam cung Thế gia chúng ta mượn đao giết người, để Thiên Đình xuất mã gây áp lực với Vũ Hóa Môn. Đúng vậy, Nam cung Thế gia gióng trống khua trên bức bách Vũ Hóa Môn, cũng không phải cách hay, khiến người chê cười, nói là đám đệ tử tranh đấu, hành động theo cảm tính. Chúng ta tất phải bẩm báo cho Thiên Đình để thiên đình mở miệng làm cho bọn chúng giao ra truyền nhân cốt thánh đúng vậy thiên đình xuất thủ chúng ta mới có danh phận đại nghĩa lần này thanh danh của nam cung thế ra mất sạch nhất định phải lấy lại nếu không chúng ta thật thẹn với liệt tổ liệt tông đúng vậy liệt tổ liệt tông ở trên lần này chúng ta nhất định phải giết phong duyên đoạt lại thương tâm cung tuyệt tình tiến của tỉnh thánh lão tổ ngay bây giờ ta sẽ đi thiên đình phát chiếu thư đồng thời ban bố lệnh truy sát thiên hạ ai giết được phong duyên sách đầu hắn tới đây sẽ được bao cho vô số phần thưởng. Quần hùng căm phẫn, mọi người nam cung thế gia đều hận không thể lập tức giết ra ngoài, băm phong duyên thành vạn mảnh. Đúng lúc này, một cỗ uy áp thật lớn đột nhiên buông xuống. Tất cả mọi người giống như hít thở không thông, một bóng dáng bạch sắc xuất hiện ở sâu trong miếu đường. Lão tổ, tình thánh lão tổ. Lão giả vừa rít gào kia nhìn tới, đột nhiên vội vàng quỳ xuống. Lão tổ, các đệ tử làm kinh động tới ngài. Làm mất pháp bảo mà ngài ban cho, nhưng mà chúng ta nhất định sẽ giúp lão tổ thu hồi lại. Nguyên lai bóng người bạch sắc này cư nhiên là một vị thánh tiên, trọn vẹn cao hơn hai cảnh giới so với tổ tiên, phía trên tổ tiên là nguyên tiên, phía trên nguyên tiên chính là thánh tiên. Đây là tình thánh uy danh hiển hách của Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Thương Tâm. Chuyện này cũng không trách được các ngươi. Nam Cung Thương Tâm lên tiếng, thanh âm rất hòa nhã, vô cùng êm tai, mang theo vẻ nho nhã bình thản. Thế nhưng lại xen lẫn một cỗ bi thương vô tận trong đó. Lão Tổ, các ngươi nghe cho kỹ chuyện này từ nay về sau không nên nhắc lại đưa nam cung hoành vào trong ma quỷ giới tôi luyện khi nào đại thành mới có thể đi ra nam cung thương tâm vị thánh tiên này phân phó nhưng chuyện này nếu cứ bỏ qua như vậy vũ hóa môn thật sự là quá kiêu ngạo nếu chỉ đơn giản là một cái vũ hóa môn cũng coi như không có gì nhưng mà sau lưng của phong duyên còn có đại nhân vật nam cung thế ra chúng ta ở trước mặt vị đại nhân vật này cũng chỉ là con kiến mà thôi một câu của nam cung thương tâm chấn đắc khiến đám người nam cung thế ra chóng mặt không biết đông tây nam bắc lão tổ nam cung sát đang quỳ dưới đất liền ngẩng mặt lên nói nam cung thế ra chúng ta cũng không dây vào được chẳng lẽ là trong miệng của hắn phun ra hai chữ thiên quân đúng vậy đúng là thiên quân vì an nguy của nam cung thế ra chúng ta các ngươi hãy an phận một chút chuyện này không nên đề cập tới nữa phong duyên là một người được thiên quân chọn chúng động tới hắn sẽ đắc tội với vị thiên quân ở phía sau. Lửa giận của thiên quân không phải nam cung thế ra chúng ta có thể thừa nhận được. Bất quá đích thân ta sẽ ra ngoài một chuyến, tìm phong duyên, hy vọng có thể gặp mặt một lần với vị thiên quân sau lưng hắn. Các ngươi hãy an tâm ở nhà đừng để đệ tử gây chuyện thị phi. Nam cung thương tâm phân phó một câu, sau đó cả người hoàn toàn tan biến. Đại thế gia ở thiên giới có tới ngàn vạn, mạnh nhất chính là thần châu tịnh thổ hoàng phủ gia, còn có mục giã gia tộc hiên viên gia tộc, mặt khác còn có Nam Cung, Âu Dương Thế Gia, cũng không hề nhỏ hơn vũ hóa môn ta, còn có liên lạc chặt chẽ với thiên đình. Trên lương hư hà, sương mù tràn ngập, phương hàn, đạo húc thánh tử, thần nhất mi thái thượng trưởng lão hành tẩu trên hư không, sương mù tự động tản ra thành lối đi, nhìn về phía xa là một tòa sơn mạch như cự long phủ phục, trong dãy núi, linh mạch tràn ra, thận khí cuồn cuộn, ngư long diễn sinh, giống như mộng ảo. Đó chính là hư lượng sơn địa bàn của hư gia mấy người phương hàn tới đầu tiên là thăm hư mộ vân thứ hai là thoáng thám thính ý đồ của kẻ vừa chết đồ cương rửa sạch hiểm nghi xem ngọn nguồn người của hư gia đã đem chuyện vô thường nửa đường cướp giết cho thiên đình hay chưa trên đường đi tới hư gia ba người đều bàn luận về một số vương giả đại thế gia của các châu trong thiên giới nhất là nam cung thế gia phương hàn thôn phệ vô số cao thủ có trí nhớ khổng lồ biết rất nhiều tin tức nhưng trong cỗ trí nhớ mênh mông như biển này rất khó tìm ra thứ hữu dụng thật giống như muốn tìm một quyển sách hữu dụng trong tòa tàng thư khố cự đại vậy thế nhưng hiện tại lại bất đồng hắn tấn thăng làm tổ tiên bát bộ phù đồ chu thiên nghi đều biến thành thượng phẩm tiên khí năng lực thôi diễn tăng lên gấp trăm lần cũng không dừng lại mỗi một vị tổ thần trong tinh thể thần quốc đều là một vi chủ thần chi linh thôi diễn tương lai kết hợp lại khiến những trí nhớ kia trở nên rõ ràng chỉ cần ý niệm vừa động trí nhớ hữu dụng sẽ lập tức hiện ra cơ hồ không cần thời gian chỉ trong một sát na thôn vệ trí nhớ của bọn người Tào Chính Dương, Dịch Thiên Hành, Mộ Dung Sĩ, Kim Diệt Ngọc. Tựa có phần không đủ, trí nhớ quá ít. Nguyên bản những người này đều là bác học chi sĩ, nhất là thiếu chủ của thiên đình. Đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, tin tức trên người cũng vô cùng nhiều. Trí nhớ của mỗi người đều là vô cùng vô tận. Thế nhưng hiện tại thần quốc trong cơ thể phương hàn quá lớn quá nhiều. Tất cả trí nhớ cộng lại chỉ giống như chín châu mất sợi lông. Thế cho nên Phương Hàn cảm thấy mình hiện tại vẫn còn trống rỗng không phải nguyên khí cùng lực lượng trống rỗng mà là tri thức hắn hấp thu càng nhiều tri thức bổ sung trí tuệ của mình tốt nhất là một số văn minh sử rất nhiều kỷ nguyên trước toàn bộ đều nhét vào trong thân có thể nhận được càng nhiều tri thức càng có bổ sung lớn đối với kỷ nguyên thần quyền hiện tại phương hàn thiếu khuyết không phải là nguyên khí mà là tri thức sau khi đạt được tri thức có thể lắng đọng làm mình biến hóa lại trải qua thần quốc tự thân thôi toán biến thành trí tuệ của mình kế tiếp hắn muốn tấn chức cảnh giới nguyên tiên trong truyền thuyết muốn tấn chức nguyên tiên nhất định phải tích lũy tri thức khôn cùng nhận thức thiên địa kinh vĩ tham ngộ các loại huyền bí quỷ thần nhật nguyệt thời không vạn giới chư tiên ngược dòng nguyên điểm từ đó đạt tới cảnh giới nguyên tiên địa vị của nguyên tiên tại thiên giới gần với thánh tiên tốt nhất là đạt được một số tri thức trên một lần kỷ nguyên thậm chí tri thức văn minh sử trong các loại kỷ nguyên như vậy sẽ có trợ giúp rất lớn để ta tấn chức nguyên tiên hơn nữa càng làm cho kỷ nguyên thần quyền của ta thêm phong phú phương hàn quan sát phù lục kỷ nguyên thần quyền bên trong cơ thể một đạo phù lục này tại thời điểm bản thân tấn chức tổ tiên cũng phát sinh biến hóa lớn mạnh hơn không ít hơn nữa bắt đầu học giống như tiểu túc mệnh thuật thôn vệ thần thông những thần thông của chư hoàng toàn bộ đều xoay tròn chung quanh kỷ nguyên thần quyền sau đó hòa tan tiến vào bên trong làm cho kỷ nguyên tri đạo thêm phong phú thượng cổ chư hoàng thiên đình đều là những kẻ có uy danh hiển hách hạng người tham ngộ thiên cơ bọn họ sáng tạo ra võ học tuy so ra còn kém tạo hóa thần quyền, thế nhưng lại siêu việt hơn rất nhiều so với Phương Hàn. Nhất là Phương Hàn vừa hấp thu mệnh hoàng vô địch đại thiên thần quyền trong, thân thể đồ cương, có tính mạng chi đạo, thăm dò mệnh lý, có trợ giúp rất lớn đối với hắn khi tham mộ vận mệnh. Phù lục kỳ nguyên thần quyền có rũi hấp thụ, Phương Hàn phòng trừng cũng đã có thể đánh ra 10 lần chiến lực. Cũng đủ dùng. Tại bên trong bổ thiên lô còn có rộng lượng bổ thiên chân khí, như thường có thể tiến hành huấn luyện ma quỷ hơn nữa trong quá trình tấn chức tổ tiên du chi thánh tiên phật đà còn chưa sử dụng hết như thường vẫn có thể rèn luyện hình thể rèn luyện pháp tắc tiền đồ kế tiếp có thể nói là rộng mở vũ hóa môn đạo húc nhất mỹ phong duyên tới bái phỏng hư gia chủ nhân còn chưa ra nghênh đón sao xuyên việt qua lương hư hà nhìn dãy núi trước mắt từng ngọn tiếp theo từng ngọn vòm trời có chút vạn vẹo thật giống như thiên mạc bao phủ cả dãy núi trong đó đây là cấm pháp của hư gia có thể ngăn cản đại quân tiến công tại thiên giới có rất nhiều yêu ma yêu thú tạo thành thú triều trùng kích khắp nơi có một số vương giả đại phái thậm chí đã bị tổn thương thảm trọng cho nên trận pháp của rất nhiều vương giả đại phái đều rất lợi hại có thể nói là sát thần diệt phật không gì làm không được tuy phương hàn có thể xông vào thế nhưng hiện tại cũng không cần thiết từng đạo trận pháp hiện lên trong mắt hắn trong đó chứa rất nhiều huyền bí cũng đều không gạt được ý niệm của hắn hắn hoàn toàn có thể ấn núp tiến vào thông qua một số chỗ yếu nhược của trận pháp Đạo Húc Thánh Tử đứng bên ngoài đại trận lên tiếng, để người của Hư Gia biết, mà Phương Hàn cùng thần nhất mi, Thái Thượng trưởng lão một mặt quan sát đại trận thủ hộ Sơn Phong, một mặt nói chuyện phiếm. Sư đệ, đại trận hộ Sơn của Hư Gia này ẩn chứa xu thế long hồ bôn đằng, trong đó có một số đại trận huyền thiên bàn nhược thiện pháp, chu thiên tinh tượng đại đấu chuyển, hư không ngũ hành nghịch phản, hắc bạch cổ động. Mỗi đại trận trong đó đều liên lạc lẫn nhau, linh mạch vận chuyển, một khi thúc dục, nhờ vào lực lượng thiên địa buông xuống, đủ có thể dùng một kích diệt cao thủ tổ tiên, thần nhất mi hắc hắc tán thưởng, nhưng mà cũng không lợi hại bằng trận pháp mà Hoa Thiên Quân bố trí trong Vũ Hóa Thiên Quốc của Vũ Hóa môn chúng ta, bởi vì hư gia cũng không xuất hiện qua cái thế thiên quân. Những trận pháp này tuy lợi hại, thế nhưng vận chuyển vẫn có phần gượng gạo, hiển nhiên là pháp lực của người tọa trấn quá mức nông cạn, ngươi xem trên ngọn núi đệ tử vận chuyển hắc bạch cổ động đi, không ngờ chỉ là năm kim tiên. Như vậy sao có thể thúc dục nổi? Quả thực là buồn cười. Kim Tiên lắc đầu, chỉ cần ta thi triển toàn bộ lực lượng, trong một sát na có thể phá vỡ đại trận này, giết chết toàn bộ năm Kim Tiên, một tên cũng không lưu lại. Sư đệ, ngươi là kẻ quái thai, biến thái không cần nói. Thần nhất mi giật nảy mình, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên thử, hư gia vẫn có nhân vật lợi hại. Nghe nói người khai sáng chính là một vị nhi tử của hư hoàng, hư vô hồi. Tu vi hiện tại chính là trí tiên đỉnh phong, đến nay vẫn còn tồn tại. Hắn đang cố gắng phá tan gông cùng xiềng xiếc muốn đạt tới nghiệp vị thiên quân nghiệp vị thiên quân không phải chỉ khổ tu là có thể đột phá được hiện tại tu vi của phương hàn đã đạt tới vô thượng tổ tiên cảm ứng trong hư không tối tăm cảnh giới tri tổ một số thứ trên con đường tu luyện đều đã thấu triệt biết cảnh giới thiên quân lợi hại trí cao vô thượng nhất định phải có cơ duyên lớn lao nhận được vận mệnh ưu ái mới có thể bước vào cảnh giới trí tôn nghị lực trí tuệ lĩnh ngộ thiên tư của bản thân cũng không phải là tối trọng yếu rất nhiều đại thế gia đại môn phái lão ngoan đồng khổ tu trong thiên đình sống hơn trăm triệu năm thiên giới đạt tới trí tiên, thế nhưng Trung Quy lại không cách nào tiến lên thiên quân. Không cách nào nhận được vận mệnh ưu ái. Căn cứ vào trí nhớ khổng lồ, đã thật lâu trên thiên giới không có ai tu thành thiên quân. Tấn thăng thiên quân gần đây nhất là 300 triệu năm thiên giới trước, một vị gọi là mục giã hoang đã tu thành thiên quân, làm chấn kinh thiên địa thái cổ. Người này được xưng là chiến vương thiên quân. Quả thật là thiên quân rất khó tu thành, hiện tại đã trở thành truyền thuyết ra xăm. Thần Nhất Mi lắc đầu, mấy vị tổ sư của Vũ Hóa Môn, chúng ta đã bế quan từ 5.000 năm thiên giới trước, nhờ vào thiên mạch của thiên đình thế nhưng vẫn không thể đột phá. Đáng tiếc, đáng tiếc, nếu như một người có thể đột phá, thực lực của Vũ Hóa Môn chúng ta cũng không phải bộ dáng này. Môn phái có thiên quân che chở, trên cơ bản tại trong kiếp nạn gì cũng có thể sừng sững không ngã. Hoa thiên quân sáng lập ra Vũ Hóa Môn, chúng ta rốt cuộc là đã vẫn lạc hay biến mất vậy? Phương Hàn hỏi không biết vì sao mỗi lần nhắc tới người sáng lập vũ hóa môn hoa thiên quân hắn lại nhớ tới hoa thiên đô hiện tại hoa thiên đô cũng đã phi thăng lên tiên giới ban đầu là được sứ giả thiên giới dẫn vào thiên giới hiện tại cũng không biết thế nào đã tiến nhập vào trong thái nhất môn khổ tu hay đã tử vong rồi lúc trước thời điểm hắn tiến vào thiên giới chỉ là tu vi trường sinh bí cảnh bất tử tri thân ở thiên giới ngay cả nô lệ cũng không bằng chỉ là con kiến phương hàn âm thầm suy ngẫm căn cứ vào trí nhớ của hắn thôi toán, Mạnh Thiểu Bạch rất có thể là sát lục chi tử. Mà Yên Thủy Thiên có thể là nghĩa nữ của Vĩnh Hằng Thiên Quân. Về phần Hoa Thiên Đô, cho tới bây giờ cũng chưa hề nghe qua tin tức nào về hắn, cho dù tin tức linh thông như Ngọc Phủ Thái Tử, Kim Các Thái Tử cũng không có. Phải biết rằng thôi toán chi đạo của Phương Hàn đã đạt tới trạng thái lô hòa thuần thanh, chỉ cần một tia trí nhớ tương quan là, hắn có thể thôi toán ra rất nhiều dấu vết để lại. Thế nhưng dấu vết của Hoa Thiên Đô thật giống như đã bị xóa sạch, cho dù thôi toán thế nào cũng không tới mà phương thanh tuyết linh lung tiên tôn phong bạch vũ đám người kia cũng không cách nào thôi toán ra cũng không biết đã tiến nhập vào thiên giới hay là đang còn ở trong thế tục cố nhân ngày xưa lúc này còn chưa nhìn thấy một ai trong lòng phương hàn không khỏi có một chút cảm khái ầm ầm trong lúc đang chìm đắm trong suy ngẫm trận pháp trong hư lượng sơn liền mở ra một đạo ngọc kiểu thận khí từ trong mây mù trùng trùng điệp điệp truyền ra phía trên ngọc kiều, vài vị tổ tiên sừng sững đứng ở bên trên đó, đều là thái thượng trưởng lão của hư gia, ánh mắt quét qua, liền thấy ba người, nhất là ánh mắt của đám người đều dừng lại hồi lâu trên người phương hàn, đều hiện ra thần sắc khiếp sợ, tổ tiên, nhanh như vậy đã đột phá. Hiển nhiên bọn họ khẳng định đều hết sức quen thuộc về phong duyên. Trong lòng Phương Hàn cũng hiểu ra, mình và Hư Mộ Vân đi lại rất gần, gần đây danh tiếng lan xa, đặc biệt bản thân còn khiến một vị thiếu chủ của Nam Cung, thế ra quỷ ba ngày ba đêm, tin tức đã chuyển đi rất xa rồi. Hư Châu tiếp cận đại thương cổ chây, loại chuyện này không có lý do gì mà không biết. Chỉ sợ chuyện chính mình chiếm được truyền thừa cốt thánh hoặc nhiều hoặc ít, cũng truyền ra ngoài rồi. Hiện tại danh tiếng lên cao. Đạo húc thánh tử, thần nhất mi thái thượng trưởng lão, chúng ta đều đã quen biết lâu năm, không cần nhiều lời. Phía trên Ngọc Kiều, vài vị thái thượng trưởng lão hư ra lập tức thân mật lên tiếng, trong đó có một vị trưởng lão địa vị ước chừng rất cao một lần nữa nhìn chằm chằm phương hàn vị này chắc hẳn chính là phong duyên công tử, hiện tại thanh danh lên cao. Dám hỏi một câu, ngươi đã đột phá phải không? Vài vị thái thượng trưởng lão hư ra trông thấy thần sắc của Phương Hàn, có phần không xác định. Khí tức trên người Phương Hàn đã bị phong ấn đại bộ phận, ở vào giữa kim tiên cùng tổ tiên. Đúng vậy, không lâu trước ta đã đột phá cảnh giới tổ tiên, lần này tới tìm hư mộ vân cô nương, nhìn xem tu vi của nàng thế nào rồi. Phương Hàn bất động thanh sắc nói, chúng ta cùng nhau tiến nhập vào mộ huyệt của quỷ vũ thánh quân, Nhận được không ít chỗ tốt, nếu như nàng còn chưa tấn chức, ta có thể trợ giúp nàng một tay. Chuyện này ngược lại không cần, Mộ Vân đã có quý nhân tương trợ. Khụ. Một vị thái thượng trưởng lão vừa mở miệng, vừa nói một câu đã bị người bên cạnh ho khan một tiếng, cho nên hắn lập tức im lặng, không nói thêm gì nữa, như thế lại khiến Phương Hàn thoáng nghi hoặc. Hư Mộ Vân tự hồ như có chuyện gì đó chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì? Phương Hàn nhíu mày, một khi tấn chức tổ tiên sẽ là quý tộc trong đám tiên nhân sau khi phong duyên công tử trở về có thể được vũ hóa môn tưởng thưởng trở thành thánh tử tương lai tiền đồ vô lượng một vị thái thượng trưởng lão nói được rồi nơi đây không nên ở lâu chư vị hãy tiến vào trong sơn môn chúng ta đã chuẩn bị qua rượu nhạt chiêu đãi dù sao hư gia chúng ta cũng đồng khí liên tri với vũ hóa môn mà mộ vân cũng là đệ tử của vũ hóa môn vị thái thượng trưởng lão cầm đầu lên tiếng sơn môn của hư gia ở phía trước còn không tiện là sao chẳng lẽ nơi đây vừa xảy ra chuyện gì vương hàn cố ý nói khó trách thời điểm ta tới xuyên việt qua lương hư hà liền phát hiện vô số túc sát chi khí răng ngang hư không trong toái phiến hư không có ẩn chứa sát khí hiển nhiên đã trải qua kịch chiến không biết là người nào dám động thủ trên đầu thái tuế cái này mấy vị thái thượng trưởng lão ngẩn ra lại không ngờ rằng vị phong duyên trước mắt này lợi hại như thế trong nháy mắt đã nhìn ra dấu vết bất quá bọn hắn lại khó có thể nói lúc trước đệ tử chấp pháp thần ngục của thiên đình tới trước sơn môn rồi bị người ta giết chín đại thái thượng trưởng lão cùng nhau xuất thủ toàn bộ đều bị đánh tan chuyện này khiến hư gia rất mất thể diện phương hàn lại nói đúng rồi vừa rồi ta đi ra từ đại thương cổ châu thấy đám đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình còn có một bầy cao thủ tựa hồ như bọn họ tới hư gia muốn điều tra chuyện tình trong huyệt mộ quỷ vũ thánh quân vừa vặn ta lại cùng hư mộ vân tiến vào trong mộ huyệt thế cho nên mới lập tức chạy tới chính là sợ đồ cương mượn chuyện này để làm việc tư gây bất lợi với hư mộ vân không biết hiện tại đồ cương đám người kia có ở trong hư ra không? Không có, cũng không thấy bọn họ tới. Chúng ta không biết tin tức gì về nhóm người kia. Một vị thái thượng trưởng lão vội vàng nói, chắc hẳn là bọn họ đã tới chỗ khác. Xin mời mấy vị vào trong. Phương Hàn lại cười thầm khi nhìn sắc mặt của đám thái thượng trưởng lão này, chỉ biết đối nội bọn họ đã báo cho thiên đình, còn đối ngoại lại giấu giếm chuyện này. Hắn lập tức ổn định lại tâm thần, đi theo vài vị thái thượng trưởng lão này bước lên ngọc kiều, nhanh như chớp tiến vào trong sơn môn của hư gia. Trong phòng tiếp khách của một tòa cung điện, trên bàn tròn bày bài trí tiệc rượu, gan rồng mật phương, linh đan ngọc tử, đều là những tiêu chuẩn của tiên gia yến hội. Bên ngoài phòng hội yến, có không ít đệ tử hạch tâm hạt giống kim tiên. Dù sao thân phận của đạo húc thánh tử, thần nhất mi cũng rất cao, lễ nghi này phải long trọng một chút. Vô thượng tổ tiên chính là cao tầng tại vương giả đại phái, nhất là phương hàn cũng đã tấn thăng đến tổ tiên tổ tiên, địa vị bất đồng nếu như là tu vi kim tiên tới chỉ có thể đứng ngoài không thể ngồi trong phòng đẳng cấp khác biệt đối xử cũng khác biệt như thế phương hàn ngồi xuống tùy ý quét qua liền phát hiện đám đệ tử hạch tâm hạt giống đứng bên ngoài đều có tu vi rất cao không dưới một số đệ tử kim tiên của vũ hóa môn có mấy người trời sinh thần tú không ngờ câu thông với tổ linh có hy vọng tấn chức tổ tiên tư chất huyết mạch của đệ tử hư gia cũng phi thường thuần khiết có khí tức hư hoàng tại sao vân sư muội còn chưa ra lần này chúng ta tới hư gia chính là vì muốn thăm nàng đạo húc thánh tử tùy tiện nói cao tầng của vũ hóa môn chúng ta đã trải qua mấy lần hội nghị nghiên cứu có thể coi nàng làm trọng điểm bồi dưỡng lần này muốn đem nàng trở lại vũ hóa môn tu luyện đồng thời thương lượng về chuyện đại tái thiên tài cử hành tại thiên đình nữa đạo húc thánh tử tuy ăn nói lung tung thế nhưng dù sao hắn cũng là của của vũ hóa môn tạm thời quyết định cũng không phải là không thể được cái này nàng chính là đang bế quan trùng kích tới cảnh giới vô thượng tổ tiên chỉ sợ không tiện, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ nàng không thể trở lại Vũ Hóa môn. Một vị thái thượng trưởng lão Trần chờ nói, đại tái do Thiên Đình cử hành, chỉ sợ nàng không cách nào tham gia. Hơn nữa đại tái của Thiên Đình chủ yếu là nam tử tham gia, ý đồ chiếm được trái tim của nghĩa nữ Vĩnh Hằng Thiên Quân, mộ vân là nữ tử đi cũng không có tác dụng gì. Ngược lại một đám thiên tài giao thủ, phúc khó liệu. Đúng vậy, gặp kẻ hung tàn, khó tránh khỏi thương tích, thậm chí tử vong. Như vậy không biết nàng bế quan ở nơi nào ta đi xem một chút nhất định có thể giúp nàng ta vừa tấn thăng tới cảnh giới vô thượng tổ tiên có thể truyền thụ kinh nghiệm phương hàn một lần nữa nói không cần nàng khẳng định có thể nắm chắc một vị thái thượng trưởng lão lập tức từ chối đừng nghe bọn họ nói mộ vân tỷ bị bọn họ nhốt lại đó là mộ vân tỷ nhúng tay vào lợi ích của gia tộc đắc tội với hư nhân chủ thế cho nên mới bị ám toán còn chuẩn bị phải gả ra ngoài hiện tại hiên viên xích tiêu của hiên viên thế gia muốn đưa tới một đạo vương cấp linh mạch làm xính lễ. Đột nhiên lúc này, một tiểu hài tử bô dáng 15-16 tuổi không biết từ chỗ nào, trong hàng đệ tử đột nhiên nói. Tiểu hài tử này thần tú tuấn Mỹ, cư nhiên có tu vi kim tiên, trên người có huyết mạch hư hoàng thuần khiết, hắn đột nhiên mở miệng, thật khiến cho tất cả mọi người giật nảy mình. Câm mồm, nói bậy bạ gì đó. Hư bảo ngọc, ngươi tới đây nghịch ngợm phòng. Một vị thái thượng trưởng lão biến sắc đứng thẳng lên, đại thủ chụp ra, nguyên khí bạo phát, bao phủ tới, muốn chộp, phong ấn tiểu hài tử, không để hắn nhiều lời. Vị thái thượng trưởng lão này, sao phải tức giận như vậy? Nghe xem tiểu hài tử này nói cái gì nào? Hư mộ vân mặc dù là ngươi của hư gia, thế nhưng cũng là đệ tử của vũ hóa môn. Không thể để người khác khi nhục. Đạo húc thánh tử phất tay, đại quân ấn phát ra, đại lượng nguyên khí ngưng kết thành một khối đại ấn hoàng giả, chậm rãi xoay tròn, đột nhiên chấn áp tới, một tiếng động lớn vang lên, liền đập vỡ đại thủ nguyên khí của vị thái thượng trưởng lão kia, sau đó thi triển ra cầm nã thủ pháp tinh diệu muốn bắt lấy đứa bé kia đem tới, trước mặt mình để hỏi thăm. Chuyện của hư gia ta, vũ hóa môn tốt nhất là không nên nhúng tay vào. Vị thái thượng trưởng lão thủ lĩnh phản ứng cực nhanh, bàn tay vừa chuyển, trên thân lập tức tỏa ra hư vô chi khí, vô thanh vô tức không ngờ đã phá khai đại quân ấn, một lần nữa bắt lấy tiểu hài rồi phong ấn. Hư vô điếu thủ. Đạo húc thánh tử biến sắc, đang muốn thi triển ra đạo thuật khác, không ngờ lại có một vị thái thượng trưởng lão khác xuất thủ một đạo kiếm khí chấn áp xuống đầu biến thành một màn thiên mạc giống mui xe tạm thời ngăn cản đạo húc thánh tử hành động đạo húc thánh tử khách tùy chủ tiện người thân là khách đã được hư gia ta chiêu đãi nên tuân thủ lễ nghĩ mới phải không nên can thiệp vào chuyện nội bộ của hư gia ta chuyện này nhất định phải hỏi cho rõ ràng phương hàn đột nhiên trợn mắt bàn tay đè xuống mặt bàn rầm rầm liên tục ba tiếng nổ mạnh vang lên chấn đắc khiến cả cung điện đều lay động trong cặp mắt của hắn kính xạ ra thần quang nhìn tới đâu đạo thuật ở nơi đó trực tiếp tiêu tán dưới ánh mắt của hắn tiểu nam hài hư bảo ngọc liền từ trong tay hư vô điếu thủ rơi xuống khi ánh mắt của hắn dần mở lớn quét qua đồng thời toàn thân liền chìm đắm trong một mảnh tiên quang lực lượng trong cơ thể liên tiếp tăng lên đang lúc ánh mắt mọi người còn đang kinh ngạc phương hàn vẫy tay một cái tiểu nam hài kia đột nhiên đã tới bên cạnh hắn an ổn như núi cũng không ai có thể phong ấn hài tử này nữa nói cho ta biết xảy ra chuyện gì? Ai dám nhốt hư mộ vân lại? Tại trước mắt bao người, Phương Hàn không coi ai ra gì, lập tức hỏi tiểu nam hài hư Bảo Ngọc. Bảo Ngọc liếc mắt nhìn thái thượng trưởng lão bốn phía, sau đó cao giọng nói, mộ vân tỉ tỉ sau khi trở về, bởi vì một chuyện cho nên đã xảy ra tranh chấp với hư nhân chủ, bị một số đệ tử đích hệ ám toán, nhốt lại, muốn gà tỉ ấy cho một vị thiếu chủ của hiên viên thế gia. Hư nhân chủ là ai? Hư nhân chủ là một chi đích hệ huyết mạch của hư gia, đại công tử gần đây đột phá đạt tới cảnh giới vô thượng tổ tiên bởi vì trước kia mộ vân tỷ tỷ tranh đoạt quyền lực trong gia tộc với hắn hắn vẫn ôm hận cho nên khi hắn vừa đột phá đã lập tức hạ thủ với mộ vân tỷ tỷ tiểu nam hài bảo ngọc này vội vội vàng vàng nói phong duyên đại ca huynh nên làm chủ cho mộ vân tỷ tỷ được rồi trên mặt phương hàn hiện ra nụ cười lạnh chuyển mục quang về phía mấy vị thái thượng trưởng lão chư vị chuyện này là thế nào không phải các ngươi nói hư mộ vân đang bế quan sao Chuyện này là nội tình của hư gia chúng ta, hy vọng phong duyên công tử ngươi không cần nhúng tay vào. Hơn nữa cũng không phải là nhốt Hư Mộ Vân lại, nàng thật sự đang bế quan, không lâu nữa sẽ được gả cho một vị thiếu chủ của hiên viên thế gia tên là Cao quyền trọng. Đây là một đại hảo sự. Sắc mặt của một vị thái thượng trưởng lão biến đổi, sau đó tự nhiên nói, "Mấy vị thái thượng trưởng lão, các ngươi không nên lừa gạt người. Hư Mộ Vân là đệ tử hạch tâm của Vũ Hóa môn chúng ta." Thần Nhất Mi thái thượng trưởng lão có chút không vui nói, sau khi nàng tới hiên viên gia tộc, sẽ thoát ly khỏi vũ hóa môn, an tâm làm phu nhân, hưởng thụ phú quý. Thủ lĩnh thái thượng trưởng lão của hư gia nói, không lâu nữa, hư gia chúng ta sẽ phát một phong thư hàm tới vũ hóa môn, hủy bỏ thân phận đệ tử hạch tâm của nàng. Vừa đúng lúc các ngươi tới, hãy cầm bức thư này giao cho cao tầng của vũ hóa môn hộ chúng ta. Bàn tay vị thái thượng trưởng lão này khẽ động, một phong thư bay tới. Phanh! Đạo húc thánh tử lập tức tung chảo, liền đánh nát bấy phong thư, đệ tử của vũ hóa môn trừ phi bị trục xuất sư môn nếu không sẽ không thể đơn giản rời bỏ thư ta đã đưa từ giờ coi như hư mộ vân đã chính thức rời khỏi vũ hóa môn thái thượng trưởng lão trông thấy đạo húc thánh tử đánh nát phong thư chẳng qua chỉ cười cười các ngươi tại sao không đi ăn cướp đi đạo húc thánh tử trợn trắng mắt mắng ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé đạo húc thánh tử thật sự nổi giận rồi bằng không tuyệt sẽ không nói ra câu thô thiển này mà những lời này thật không có mấy người có thể chịu được. Tất cả thái thượng trưởng lão hư ra trên yến hội, sắc mặt đều lập tức biến đổi. Sắc mặt của thái thượng trưởng lão cầm đầu thoáng cái đen kịt xen lẫn màu xanh đậm, là tức quá mà thành như vậy. Tức đến nỗi khí huyết sôi lên, sắc mặt trở nên sám ngắt. Đạo húc thánh tử, ngươi không nên cuồng vọng tới hư ra ta làm khách, nhưng lại làm nhục chủ nhân như vậy. Hư ra chúng ta không chào đón ngươi, đi đi, đừng cho rằng chúng ta không biết nói đạo lý, hạ lệnh đuổi khác một vị thái thượng trưởng lão vỗ mạnh lên mặt bàn, hư ra chúng ta không muốn trở mặt với vũ hóa môn, mấy vị xin hãy khách khách khí khí rời đi, thứ cho chúng ta không tiễn xa. Vũ hóa môn chúng ta nuôi dưỡng đệ tử thật lâu, không có khả năng cứ như vậy rời khỏi môn hộ, nếu không cứ tiếp tục như vậy, vũ hóa môn chúng ta nào còn có chỗ đứng trên thiên giới nữa. Thần nhất mi vẫn ngồi bất động, thế nhưng lại trầm ổn nói, muốn rời khỏi môn hộ cũng không phải là không được, nhất định phải mang hư mộ vân tới trước mặt tượng thần hoa thiên quân, tổ sư vũ hóa môn chúng ta, dâng hương cầu xin, sau đó cử hành lễ nghi mới có thể chính thức thoát ly môn hộ, nếu không cứ như thế này rời đi. Tưởng vũ hóa môn chúng ta là tiệm cơm, phòng đấu giá chắc. Trong lúc nói chuyện, thần nhất mi lại hiện ra tư thái của thái thượng trưởng lão chấp trưởng luật pháp, hơn nữa ăn nói còn hợp tình hợp lý, khiến không kẻ nào có thể phản bác. a à, những lời này còn có chút đạo lý. Đột nhiên một thanh âm từ ngoài cửa truyền vào, người tới là một thanh niên đầu đội vương miện, mặc áo choàng tôn quý, sau lưng có vài lão ngoan đồng sắc mặt không chút biểu tình đi theo hiển nhiên cũng là thái thượng trưởng lão của hư gia nhưng mà hư mộ vân đã lập gia đình gả cho một vị thiếu chủ của hiên viên thế gia lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó xuất giá theo phu chuyện này đợi sau khi nàng tới hiên viên thế gia hiên viên thế gia tự nhiên sẽ phái người tới vũ hóa môn thương lượng chuyện nàng rời khỏi môn phái các ngươi cũng không cần xuất ruột trong lúc nói chuyện người thanh niên này liền liếc mắt nhìn phương hàn ngươi chính là phong duyên đúng không cùng hư mộ vân tiến nhập vào trong mộ huyệt của quỷ vũ thánh quân, dẫn đến đại họa, thậm chí ngay cả thiên đình đều bắt đầu điều tra hư gia ta. Chuyện này ngươi cũng khó thoát khỏi trách nhiệm. Chính mình tự đi thiên đình tiếp nhận điều tra đi. Phong duyên đại ca, hắn chính là một đầu đích hệ huyết mạch của hư gia chúng ta, hư nhân chủ, kẻ đã xếp đặt, hãm hại, nhốt mộ vân tỷ tỷ lai. Huynh phải làm chủ đó. Hư bảo ngọc vội vàng chỉ vào người tên trẻ tuổi kia, nói, tiểu súc xanh, ăn cây táo, rào cây sung, nếu không phải thấy ngươi có huyết mạch thuần khiết, ta đã sớm bóp chết rồi. Ngươi cùng hư mộ vân đều là thứ, căn bản không phải hậu duệ hư hoàng, cũng không biết là dã trùng gì, còn dám dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Một lão giả đi sau lưng thanh niên vừa đi vào kia sắc mặt phát lạnh, hai tay biến thành trào chộp tới người hư bảo ngọc, chuyện của hư ra, ngoại nhân nhúng tay vào sẽ giết không tha, cút cho ta. Đại thủ tung ra một chảo, hư không biến hóa, quỷ khóc thần gào, phong mang cuốn đi tất cả, thủy triều cuồn cuộn mà đến lai bao phủ toàn bộ ba người đạo húc thánh tử, thần nhất mi, phương hàn vào trong đó. Đạo thuật của quốc thúc càng ngày càng lô hòa thuần thanh, một chiêu hư đấu đại thủ ấn này giam cầm thời không, cầm nã tỏ linh, không hổ là tuyệt học của hư gia ta. Trông thấy lão giả kia xuất thủ, thanh niên gật gật đầu, trên mặt hiện ra thần sắc vui mừng. Những người này đều là cao tầng của vũ hóa môn, cũng không cần làm khó bọn ho, đuổi đi là được. Để bọn chúng ăn chút thiệt thòi đi. ầm um, ầm. Um vừa dứt lời, nguyên khí chấn động, một đạo long chảo từ trong gió lốc bay ra, hơi chút khẽ động, tất cả nguyên khí đều lắng động xuống, gió êm sóng lặng, long chảo liền bóp nát thủ ấn của lão giả, sau đó nhanh như tia chớp vươn tới, veo một cái liền bắt lão giả kia tới trước mặt Phương Hàn. Đây là chuyện gì vậy? Lão giả kia còn không biết chuyện gì xảy ra, liền đã xuất hiện trước mặt Phương Hàn, trông thấy một tay của Phương Hàn đặt trên vai mình, hắn không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, liền há miệng liên tiếp phun ra từng đạo thần lôi muốn kích nổ tung phương hàn khoảng cách công kích gần như vậy cảnh giới lại ngang nhau rất khó có người tránh được phương hàn lại không nhúc nhích thần lôi bay tới trước mặt hắn tự nhiên tan rã biến thành mây khói người tên là hư quốc quốc thúc quỳ xuống đi cánh tay của phương hàn nhẹ nhàng ấn xuống một cái cốt cách toàn thân vị quốc thúc này phát ra thanh âm bạo tạc huyết vụ đều thẩm thấu qua mỗi một lỗ chân lông sau đó quỳ xuống trước mặt phương hàn vô cùng nhục nhã phong duyên ta có thể làm cho người của nam cung thế ra quỷ ba ngày ba đêm tại đại môn của thiên địa liên minh, ước chừng cũng có thể làm cho ngươi quỷ xuống. Phương Hàn chậm rãi nói chuyện, thế nhưng thủ đoạn lại vô cùng tàn nhẫn. Ngươi, soạt soạt, thấy một màn như vậy, cơ hồ trong tòa đại điện này, tất cả đệ tử hư gia, thái thượng trưởng lão, đều đứng thẳng dậy, hùng hổ vây xung quanh Phương Hàn, đạo húc thánh tử, thần nhất mi, sát khí ngút trời. Quốc thúc, ngươi nói đi, giam giữ hư mộ vân ở đâu? Phương Hàn không hề để ý tới áp bách của đám thái thượng trưởng lão, vẫn nhìn quốc thúc quỳ trước mặt mình, vẻ mặt ôn hòa nói, trả lời đi ta sẽ bỏ qua cho. Tiểu súc xanh, quốc thúc ra sức dễ dụa, trong ánh mắt như phun ra hỏa diễm, cư nhiên đánh lén ám toán. Ta và ngươi không đội trời chung, phá hư cửu biến, thoát cho ta. Một cỗ lực lượng từ trong cơ thể hắn bạo phát phun ra. Răng rắc, Phương Hàn lại thoáng cái duỗi tay nắm lấy cổ hắn. Khiến thanh âm vừa phát ra khỉ cuống họng đối phương liền biến thành tiếng vịt đực kêu, khiến khuôn mặt lão già đỏ bừng sung huyết, gân xanh nổi đầy trên trán, cái đầu tùy thời có thể nổ tan. Ngươi còn nói rằng, ta liền chặt đứt một bộ phận trên cơ thể ngươi, hơn nữa đảm bảo thứ đó sẽ không thể sinh trưởng ra. Phương Hàn một lần nữa nói, hư mộ vân bị giam ở đâu? Xúc sinh. Quốc thúc dùng thần niệm mắng lớn. Xoạt. Phương Hàn vung tay lên, huyết vũ phiêu tán, một cánh tay của quốc thúc bỗng bay lên. Hơn nữa ở chỗ đứt còn xuất hiện một vòng hắc khí, phát ra thanh âm kiệt 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 thật giống như ma quỷ đang gặm huyết nhục cùng xương cốt, làm cho người ta sởn tóc gáy. Quốc thúc thật giống như trải qua 18 tầng địa ngục, thống khổ hét dầm lên. Rất nhiều người giật nảy mình, đạo húc thánh tử nhìn qua nơi cánh tay bị đứt, những đạo hắc khí dày đặc kia, nguyên một đám là từng viên bi, nếu như phóng đại lớn trăm ngàn lần, sẽ nhận thấy đó đều là kịch độc hắc sắc ma quỷ. Hàng trăm triệu tiểu ma quỷ tùy thời tùy khắc đều gặm chỗ bị thương, ăn mòn hài cốt. Nguyên bản với tu vi của quốc thúc, tứ chi đứt rời chỉ qua một ý niệm là có thể sinh ra nhiều nhất chỉ tiêu hao một chút nguyên khí mà thôi thế nhưng hiện tại đám tiểu ma quỷ không ngừng gặm nhấm ăn mòn chẳng những không cách nào sinh trưởng trở lại còn vô cùng tê ngứa kịch độc công tâm thống khổ vạn phần đám tiểu ma quỷ này là do phương hàn vận dụng đại kịch độc thuật chế tạo thành mỗi một tiểu ma quỷ giống như hạt cát thế nhưng rất cường hoành có thể tự động hút nguyên khí ăn mòn huyết nhục đây là một loại tra tấn vô cùng thống khổ hiện tại ngươi có thể nói hư mộ vân bị giam ở chỗ nào rồi chứ? Phương Hàn lại hỏi, còn không ngừng tay. Phong Duyên, ngươi đã nhập ma đạo, ngươi đã đã không phải là người trong chính đạo, trong vũ hóa môn không có ma đầu như ngươi. Khó trách người ở bên ngoài nói ngươi chiếm được truyền thừa của cốt thánh, hung ác tàn nhẫn, hiện tại hiện tại xem ra đều là lời thật. Thiên đình sẽ không để bất cứ thứ tà môn ma đạo nào tồn tại. Giết, không thể để quốc thúc chịu khổ nữa. Hoàn toàn bắt ba người này lại, trước tiên hủy bỏ thần thông của bọn chúng, còn nữa, tin tưởng với hành vi ma đạo như vậy, vũ hóa môn cũng không thể nói gì hơn. Hủy bỏ thần thông của bọn chúng, nhất là tên phong duyên này, bắt rồi cướp lấy truyền thừa của cốt thánh, chấn áp tại hư gia chúng ta, tiêu trừ ma tính. Phương Hàn kiêu ngạo như thế, hoàn toàn chọc giận tất cả cao thủ của hư gia. Cho dù hư gia có khoan dung mấy đi nữa, độ lượng hơn nữa cũng không thể nhẫn nhịn hành động này. Nguyên khí bạo phát, khoảng chừng 6 vị thái thượng trưởng lão, vô thượng tổ tiên đồng thời xuất thủ, tiến hành chém giết về phía phương Hàn. Sáu đạo nguyên khí giống như trường hà ẩm ẩm xé rách hư không xuyên tới. Một đạo trường hà lớn nhất trong đó là do thủ lĩnh thái thượng trưởng lão xuất ra. Đạo trường hà này sáng chói, trong đó không phải nước, không phải nguyên khí, mà là từng kiện kiếm tiên. Một con sông do kiếm tiên tạo thành. Trong con sông này có rất nhiều kiếm tiên chìm nổi qua lại như con thoi, có khoát kiếm, có trường kiếm, có đoản kiếm, có nhuyễn kiếm, có liễu diệp kiếm, trăm triệu thanh kiếm tạo thành sông oanh kích tới. Toàn bộ cảnh vật chung quanh đều biết mất, trong mắt Phương Hàn đã thấy con sông do kiếm tạo thành cuồn cuộn mà lao tới phía mình, dường như cuồng phong mưa rào rội lên trên đầu một con kiến hôi, căn bản không cách nào trốn tránh. Đại Hà Táng Kiếm, thủ lĩnh của đám thái thượng trưởng lão quát. Một chiêu Đại Hà Táng Kiếm này chính là kiếm đạo đỉnh phong, kiếm đạo cực trí. Tất cả kiếm khí đều bị mai táng trong dòng sông. Thủy triều rửa kiếm, Đại Hà chôn kiếm. Dựa vào một chiêu này, Vị thủ lĩnh Thái thượng trưởng lão này không biết đã giết chết bao nhiêu cao thủ. Con mắt của Phương Hàn nhắm lại, bàn tay nâng lên, tùy ý khẽ chống, một đạo thiên mạc giống cái ô bao phủ mình cùng đạo húc thánh tử. Thần nhất mi, sát chiêu đại hà táng kiếm này, đụng vào thiên mạc liền phát ra thanh âm giống như sóng xô vào đá. Vô luận kiếm khí cọ rửa thế nào, Phương Hàn vẫn bất động qua trăm triệu năm, không ai có thể đánh tan thiên mạc hình ô của hắn. Thậm chí bị quang mạc cọ rửa, thiên mạc càng lúc càng óng ánh giống như lưu ly. Xuất ra hỏa diễm lưu ly, sát chiêu của đám trưởng lão còn lại căn bản đều không thể lay động thiên mạc mảy may, đều biến mất trong ngọn lửa lưu ly. Sáu đại thái thượng trưởng lão, mỗi người đều là tuyệt đại tổ tiên, khoảng cách gần như vậy thi triển ra sát chiêu cái thế, thậm chí ngay cả nửa sợi lông mày của Phương Hàn cũng không hề bị lay động. Phương Hàn tại vô tận sát chiêu trùng kích tới, liền chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, quần áo không gió mà bay, thật giống như chiến kỳ trong gió bay phất phới. Duệt, thân thể của hắn đã động, nhất cước liền bước tới trước mặt thủ lĩnh thái thượng trưởng lão, xé rách đại hà táng kiếm của hắn, một trưởng vỗ vào lồng ngực đối phương. Thủ lĩnh thái thượng trưởng lão cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm đã nổ thành đoàn huyết vụ bay ra ngoài, khảm vào vách tường, trở thành một đạo nhân huyết ngân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thủ lĩnh thái thượng trưởng lão của hư gia thực lực còn trên cả đạo húc thánh tử, là nhân vật trung giai trong cảnh giới vô thượng tổ tiên, siêu việt hơn xa so với một số tổ tiên sơ giai thế nhưng hắn lại bị một trưởng của phương hàn đánh cho lăng không nổ mạnh biến thành huyết vụ khắc trên vách tường lún thật sâu vào đã trở thành một đạo nhân huyết hình đây là lực lượng cùng thần thông lớn cỡ nào mới có thể làm được pháp lực của tổ tiên trung gian hơn xa so với tổ tiên sơ giai thế nhưng đối mặt với phương hàn thật giống như kiến càng mà thôi một trưởng đánh bay thủ lĩnh thái thượng trưởng lão của hư gia sau đó quang vũ toàn thân phương hàn thu liễm lại ngay cả khí tức cũng không có chậm rãi bước về chỗ ngồi các ngươi không thể nào thắng được ta mau thả hư mộ vân ra, để ta mang về vũ hóa môn, ta còn có thể lưu chút tình cảm đối với các ngươi, bằng không hư ra cũng sẽ có kết cục giống như nam cung thế ra vậy. Đạo huyết nhân trên tường vặn vẹo, phát ra tiếng kêu thảm thê lương, thủy chung không cách nào thoát ra khỏi bức tường, tiếng kêu lại quanh quẩn trong đại điện, làm cho người ta sởn tóc gáy, một số chân truyền đệ tử bán kim tiên ở bên ngoài thiếu chút nữa hôn mê. Trong hư ra, đệ tử cũng chia làm ngoại môn. Nội môn, chân truyền, hạt giống hạch tâm, thánh tử, giống như môn phái, nhưng tất cả mọi người đều mang họ hư là thứ xuất của hư gia, một đại gia tộc phồn vinh, tại mấy ngàn năm thiên giới có thể sinh ra hơn vạn ức dân cư. hư gia là đại gia tộc, dân cư cũng không biết nhiều bao nhiêu. thiên giới không có sinh lão bệnh tử, chỉ cần có một vị cao thủ tọa chấn, đời đời con cháu sinh sôi nảy nở phi thường dễ dàng. hiện tại nếu như phương hàn, tới một đại châu xa xôi hoang tàn vắng vẻ nạp mấy vạn thiếp, tìm một số nữ tiên, như thường cũng có thể sinh ra rất nhiều đời con cháu phong duyên ngươi cho rằng ngươi chiếm được truyền thừa của cốt thánh là có thể tới hư gia diễu võ dương oai sao chẳng lẽ thật sự cho rằng không có ai có thể trị được ngươi khuôn mặt của thanh niên huyết mạch đích hệ hư nhân chủ cũng trở nên xanh lét ta đây chỉ cho các ngươi một lời cảnh cáo nho nhỏ nếu quả thật là diễu võ dương oai cả đám các ngươi đều phải chết ta không phải vô thường lúc trước vô thường ở sơn môn nhà các ngươi bắt người của thiên đình đi kích thương chín đại thái thượng trưởng lão nhà các ngươi nhưng mà trong mắt của ta, hắn cũng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Phương Hàn bất động thanh sắc. Gì? Người biết chuyện vô thường vừa mới xuất hiện. Một vị thái thượng trưởng lão bị kích thương ngây ngẩn cả người. Đây là một chuyện dọa người vừa mới phát sinh tại hư gia. Đương nhiên là ta biết, ta đều đã thôi toán ra cuộc chiến trên sông Lương Hư Hà. Phương Hàn nhẹ vỗ lên tay vịn của tọa ỷ Bộp bộp bộp, một chuỗi thanh âm tựa hồ như âm phù đoạt mệnh. Nếu như các ngươi không muốn chuyện này truyền ra ngoài thì mau đem hư mộ vân ra, để chúng ta mang về vũ hóa môn. Đạo húc thánh tử trông thấy phương hàn đại phát thần uy, trên mặt cũng hiện ra vẻ khiếp sợ, hắn biết ngay cả một phần mười lực lượng phương hàn cũng chưa dùng hết. Nếu như xuất ra toàn bộ lực lượng, chỉ sợ nguyên tiên, cảnh giới trên tổ tiên cũng không vững vàng như hắn. Có thực lực như vậy quả thật là có thể quét ngang tại thiên giới. Ô ô, ô ô ô không biết là ai âm thầm thổi kèn, tiếng kèn thê lương giống như triệu tập lệnh của đại quân thiên giới. Lập tức nguyên khí bốn phía đều gợn sóng theo thanh âm này. Táng kiếm đại hà, huyết hình trên vách tường lập tức được nguyên khí gia trì, bay ra khỏi vách tường, qua một hồi biến hóa, liền biến thành thủ lĩnh thái thượng trưởng lão chẳng qua là sắc mặt tái nhợt, nguyên khí đại thương. Phương Hàn đã hạ thủ lưu tình rồi, bằng không một kích có thể giết chết hắn 10 lần. Từ lúc chưa tấn thăng làm tổ tiên, Phương Hàn đã có thể diệt sát tổ tiên, đùa bỡn Âu Dương Sương lão tổ thật giống như tiểu hài như vậy về sau lại trải qua hấp thu tàn phiến tạo hóa thần khí, thương tâm cung, tuyệt tình tiến, càng có thể kích thương chín đại tổ tiên của hư gia. Sau đó hấp thu thượng phẩm tiên khí bát bộ phù đồ, tất cả tu vi của đồ cương, tấn chức tổ tiên. Thực lực cường đại gấp 10 lần so với khi chưa tấn chức. Tu vi như vậy, thổi một hơi có thể giết chết tổ tiên cấp thấp, huống chi là trực tiếp xuất thủ. Nhưng mà Phương Hàn cũng không muốn giết người tại hư gia, là vì nề mặt mũi của hư mộ vân. Phong duyên sư đệ, hư gia phát động đại trận, đây là thanh âm phát ra từ hư vô chi hào giác, mỗi một lần phát ra, chính là đại sự mà hư gia gặp phải, những lúc quan đầu khẩn yếu khi kẻ thù xâm lấn, bọn họ muốn liên hợp tấn công chúng ta. Chúng ta làm sao bây giờ? Giết ra ngoài, hay là yên lặng theo dõi kỳ biến? Hiện tại đạo húc thánh tử tựa như trở thành người tâm phúc của Phương Hàn. Không sao, cho dù có phát động trận pháp đi nữa cũng không ngăn cản được chúng ta. Chúng ta muốn đi thì đi. Trừ phi là thánh nhân của hư gia xuất thủ. Nhưng mà, thánh nhân sẽ không dám xuất thủ phương hàn nhớ tới hỗn loạn thiên quân vị thiên quân cự đầu trốn tránh thiên đình này đã tới thiên giới âm thầm thủ hộ chính mình nếu như gặp nguy hiểm hắn mới đi ra đương nhiên phương hàn rất muốn chủ động liên lạc thoáng cái với hỗn loạn thiên quân để vị thiên quân này chỉ điểm đạo thuật nhất định sẽ đột tiến hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi tiếng kèn không ngừng vang vọng rất nhiều bóng người từ sâu trong hư lượng sơn bay ra đều là một số ít cao thủ hư ra tiềm tu ngàn vạn đệ tử hạt giống hạch tâm hiện ra nội tình hùng hậu của gia tộc tạo thành đại trận có người cao giọng liên tục kêu gọi thật giống như triệu hoán oan hồn từ thái cổ vậy lập tức một số kim tiên pháp lực cao thâm đã hợp thành từng tòa đại trận mỗi một trăm vị kim tiên quán thông nguyên khí đứng tại không gian đất gãy phong tỏa toàn bộ địa vực từng đạo từng đạo nguyên khí cầu vồng từ trên rủ xuống sát khí tỏa ra từ sâu trong lòng đất liếc mắt thật sâu nhìn qua phương hàn liền phát hiện sâu trong lòng đất Từng tầng đại võng đã ngưng tụ thành hình, là Thiên La địa võng. Ngón tay của hắn hơi chút vẽ trên không trung, hỏa hoa lập tức tuôn ra. Trong không khí lại xuất hiện một số điện hỏa hoa rời rạc. Mở ra thần nhãn, Phương Hàn lại lần nữa trông thấy trong không khí của cả hư lượng sơn, khắp nơi đều có những đạo phù lục tia chớp thật nhỏ, những phù lục này có lực sát thương rất lớn, thế nhưng lại không có chút thương tổn nào đối với đệ tử hư gia. Chỉ có tạo thành đả kích mang tính hủy diệt đối với người ngoài, hơn nữa cũng không chỉ có phù lục tia chớp còn có một số tiểu phù lục kiếm hình, nhỏ như không gian bụi bặm, cũng là một môn cấm pháp. Phong duyên, đạo húc thánh tử, thần nhất mỹ, các ngươi dám quấy rối hư gia ta, chính là tự rước lấy nhục. Thật tưởng cho rằng hư gia ta là giấy sao? Hư nhân chủ ha ha cười, trông thấy đại trận đã bố trí xong, hắn hùng hổ bước ra, nhanh chóng thả quốc thúc ra, nếu không ba người các ngươi sẽ vĩnh viễn bị nhốt tại đây. Hư gia chính là nơi đầm rồng hang hổ, không ai có thể xâm nhập vào mà thành công thoát ra. Đầu năm nay thật sự là có rất nhiều người không muốn sống nữa, xem ra phân lượng của tên quốc thúc này cũng không cao, còn cho các ngươi bố trí đại trận tới giết ta. Chỉ có thể bắt ngươi, dùng ma công tra tấn, mới có thể để người thả hư mộ vân ra. Phương Hàn thở dài một hơi, một lần nữa đứng thẳng dậy. Một đạo minh quang hình ôm một lần nữa dựng lên. Đây cũng không phải là vô thiên tán, mà là hắn dùng phù lục kỷ nguyên thần quyền bắt trước vô thiên tán trèo trống, vạn pháp bất xâm, cũng có tư vị coi trời bằng vung. Bước chậm hành tẩu, trong không khí vô số phù lục rời rạc đánh lên quang minh hình ô phát ra từng đạo tia điện hỏa quang lại không có chút điểm dấu vết tổn hại nào hành giả vô cương phương hàn liền đi tới trước mặt tên thanh niên đích hệ huyết mạch hư nhân chủ tất cả mọi người đều trở tay không kịp bất kỳ đại trận cấm pháp nào cũng không ngăn cản được cước bộ của hắn nhàn nhã dạo chơi lấy tính mạng người ta đại thủ tung ra một chảo tay của phương hàn thật giống như minh thần thu hoạch tính mạng thật giống như thiên quân đứng đầu quần tiên hơi chút khẽ động chậm rãi duỗi ra bao phủ phạm vi rất dài. Cả thiên địa tối sầm lại, hư lượng sơn, hư ra giống như bị bao phủ ở trong đó. Sắc mặt của hư nhân chủ cuồng biến, muốn chạy trốn, thế nhưng thủ trưởng của phương hàn che khuất bầu trời, phá hủy hết thảy, căn bản hắn không thể nhúc nhích được. Phá nhật trên trời, cực đạo vũ thần. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, một quyền đánh lên trời, muốn xuyên thủng màn đêm, thu lấy quang minh. Trên người của hắn xuất hiện từng mảnh áo giáp, khiến hắn trông giống như một vị vũ thần, hư nhân chủ. Chủ nhân trong đám người, đúng là cuồng vọng. Đáng tiếc chính là ngươi cũng không phải là chủ của chúng nhân. Trên bàn tay Phương Hàn xuất hiện rất nhiều con mắt lôi quang, mỗi một con mắt đều lớn như ngọn núi, lạnh lùng nhìn người. Hình chi thủ. Tất cả cao thủ của hư gia trông thấy đại thủ nhãn cầu này xuất hiện, sắc mặt đều cuồng biến, liên tiếp lui về phía sau. Hình chi thủ bao trùm xuống. Hư nhân chủ phát ra tiếng kêu thảm, bị Phương Hàn trực tiếp chấn áp. Quang thải đầy trời tan đi. Phương Hàn dùng một tay sách hư nhân chủ đi vào trong đại điện, ngồi xuống. Bàn tay nhấn một cái, hư nhân chủ liền ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, trong thất khiếu thẩm thấu ra máu tươi. Quỳ xuống hào hào tỉnh lại, có giao hư mộ vân ra hay không? Nếu không, ta sẽ để ngươi quỳ tại đại châu phồn hoa nhất thiên giới, cũng không phải ba ngày ba đêm nữa, mà là ba năm. Ta không sợ nam cung thế gia, đồng dạng cũng không sợ hư gia. Phương Hàn nói, ngươi, phong duyên, Mau chóng dừng tay, hư nhân chủ chính là huyết mạch đích hệ của Hư gia ta. Ngươi tuyệt đối không thể động đến hắn, nếu không sẽ gây ra mâu thuẫn không thể hòa giải giữa Vũ Hóa môn cùng Hư gia ta, sẽ phải giải quyết bằng đại chiến. Một vị thái thượng trưởng lão sợ ném chuột vỡ bình không dám động thủ, sợ tên hư nhân chủ kia bị thương. Vậy sao? Vậy hãy thả Hư Mộ Vân ra." Đạo Húc Thánh tử nói. "Chúng ta đã tiếp nhận lời cầu hôn của một vị thiếu chủ hiên viên thế gia, nếu không các ngươi thương lượng với hiên viên thế gia đi." một vị thái thượng trưởng lão khác lên tiếng. Đi ăn cướp đi. Đạo húc thánh tử tức giận mắng, đến lúc này mà các ngươi còn dề rà chảy bừa. Xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phòng. Phong duyên sư đệ, phế tên hư nhân chủ này đi, để ta xem hắn rốt cuộc trọng yếu hay hư mộ vân trọng yếu. Bất kể là ai, muốn đối phó với đệ tử của vũ hóa môn, nhất định phải trả giá đắt. Cũng tốt. Ta liền thu lấy pháp tắc tổ tiên của hắn, biến hắn thành người thường. Thủ trưởng của Phương Hàn liền đặt lên trên đỉnh đầu của hư nhân chủ. Lão tổ tông cứu ta. Lão tổ tông, hư nhân chủ đã cảm nhận được lực lượng của Phương Hàn, căn bản không cách nào phản kháng, cho nên hắn không khỏi thét to cầu cứu. Truyền nhân của Cốt Thánh quả nhiên là bá đạo, so với Cốt Thánh năm đó còn bá đạo hơn. Một thanh âm già nua đột nhiên từ bên ngoài truyền vào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.